Linh Vũ Thiên Hạ tập 127, Tứ Đại Thế Lực, Áo Nghĩa Bổn Nguyên Thuyết Minh tại kênh youtube Di Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Ô! thân thể hỏa quỷ đạo nhân lảo đảo lùi lại phía sau mấy bước, mạnh mẽ bị đẩy lùi trên không trung, dưới linh hồn lực mênh mông cùng với sát khí, khí tức lạnh lẽo khiến cho ánh mắt hắn rung động. Vừa rồi dưới cỗ năng lượng kinh khủng kia khiến cho bản thân hắn vô cùng rung động, thực lực của người ra tay tuyệt đối không dưới hắn. Cùng lúc, ánh mắt linh động công tử hướng hầu minh biến sắc, ánh mắt nhìn về phía trước mọi người nhìn xuống phía dưới lúc này có một đạo thân ảnh giống lục thiếu du như đúc đang đứng bên cạnh lục thiếu du đạo thân ảnh này giống lục thiếu du như đúc chỉ có một sự khác biệt duy nhất chính là khí tức trên thân người này đạt tới tình trạng vô cùng khủng bố lấy thân thể ấy làm trung tâm một cỗ sát khí ngập trời tuôn ra không trung cả không gian chung quanh gió nổi mây phun sát khí tựa như một cơn lốc cuồng bạo lan tràn lực lượng linh hồn âm hàn khiến cho linh hồn người ta đau đớn kịch liệt niết bản cảnh là khí tức niết bàn cảnh. Linh động công tử hướng Hầu Minh nhìn về phía đạo thân ảnh tràn ngập sát khí kia, linh hồn run rẩy không thôi, khí tức âm hàn cùng với sát khí ngập trời vô hình lan tràn ra toàn bộ vô minh thế giới, coi như là hắn cũng chịu ảnh hưởng. Linh hồn phân thân sao? Làm sao có thể linh hồn phân thân không có khả năng mạnh hơn bản thể, trừ phi. Ánh mắt hướng Hầu Minh run rẩy không ngừng, lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ là dung hợp linh vật trời sinh có thể tự động tu luyện hay sao? bằng không linh hồn phân thân không có khả năng mạnh hơn bản thể. Khóe miệng lục thiếu du nở nụ cười lạnh lẽo, đại hồn anh rốt cuộc cũng có công dụng. Trong đại hoàng tù thiên điện, đại hồn anh thôn vệ cơ hồ tất cả huyết sát chi khí do huyết phách lưu lại, lúc này tu vi của đại hồn anh đã vượt quá bản thể, thực lực tuyệt đối đã đạt tới nhất bàn cảnh sơ dai. Bởi vậy đối mặt với hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ này Lục Thiếu Du cũng không quá để trong lòng, tuy rằng hỏa quỷ đạo nhân có thực lực cường hãn, thế nhưng cũng không phải hắn không có lực chống lại. Dường như là linh hồn phân thân của trưởng môn, tại sao lại mạnh như vậy? Nhìn đại hồn anh của lục thiếu du, chúng cường giả phi linh môn đều kinh ngạc, khí thế lạnh lẽo trên người đạo linh hồn phân thân kia tuyệt đối không giới hỏa quỷ đạo nhân. Niết bản cảnh sơ dai Mắt nhìn thấy linh hồn phân thân của lục thiếu du, sắc mặt hỏa quỷ đạo nhân lập tức ngưng trọng, khí tức trên đạo linh hồn phân thân này không ngờ không giới hắn một chút nào, đặc biệt là khí tức âm hàn cùng với sát khí kia vô hình xâm nhập khiến cho linh hồn hán theo đó run run cho dù hắn có dùng toàn lực cũng khó có thể ngăn cản dưới loại khí tức quỷ dị này linh hồn phân thân hắn cũng không dám đơn giản phóng ra cố huyết sát chi khí âm hàn này dường như chuyên môn áp chế linh hồn sợ rằng một khi linh hồn phân thân vừa mới ra sẽ lập tức bị ảnh hưởng cực lớn lão thất phu ta nói người còn chưa đủ tư cách muốn đụng tới ta bằng vào tu vi niết bản cảnh sơ dai của ngươi vẫn còn yếu một chút. Đại hồn anh của lục thiếu du khẽ quát một tiếng, sát khí ngập trời quanh thân tuôn ra, khí tức huyết sát tràn ngập không trung, đồng thời tràn ngập cả vô minh tiểu thế giới, không gian chung quanh gió nổi mây phun, khí tức mênh mông cuồn cuộn tựa như một cơn lốc quét qua. Sư, tiếng quát vừa dứt, lục thiếu du chủ động công kích, thân ảnh đại hồn anh lướt đi, lập tức lao thẳng về phía hỏa quỷ đạo nhân. Tại sao lại có linh hồn phân thân mạnh như vậy? Tiểu tạp trùng này rốt cuộc là từ nơi nào tới? sắc mặt hỏa quỷ đạo nhân âm trầm nhìn sát khí mênh mông kéo tới áo nghĩa thuộc tính hỏa quanh thân phóng ra bao phủ trọn vẹn không gian vào bên trong hừ ta muốn nhìn xem ngươi có bản lĩnh gì trong không gian nóng bỏng được áo nghĩa thuộc tính hỏa bao phủ thân thể quỷ hỏa đạo nhân trực tiếp nhảy ra một đạo trảo ấn bằng hỏa diễm nhanh chóng được ngưng tụ không gian chung quanh vặn vẹo trong hư không đột nhiên có một trường ấn cực lớn lập tức đánh vào thân thể đại hồn anh của lục thiếu du soạt dưới đạo trảo ấn từ trong không gian nóng bỏng cả phiến không gian bị trào ấn nắm trong tay, đồng thời cũng nắm đại hồn anh vào bên trong. Mà thời điểm này đại hồn anh lại nhếch miệng nở nụ cười lạnh lẽo, đối mặt với đạo trào ấn nóng bỏng kia, sát khí cùng với huyết sát chi khí ngập trời quanh thân lập tức phóng thích, toàn thân lan tràn ra quang mang quỷ dị. Ầm ầm. Dưới đạo trào ấn bằng hỏa diễm nóng bỏng, bóng mắt thường có thể thấy được thân thể đại hồn anh của Lục Thiếu Du bị đè nén, không gian chung quanh trực tiếp bị đè nén tới vạn vẹo rồi liên tiếp vỡ nát thân thể đại hồn anh cũng trực tiếp hóa thành mảnh vỡ trong không gian nghiền nát hóa thành một cỗ huyết sát trì khí âm hàn cùng với khí tức linh hồn lúc này hỏa quỷ đạo nhân lại có chút nghi hoặc linh hồn phân thân của đối phương đã tới niết bản cảnh hắn không dễ đối phó như vậy ánh mắt hỏa quỷ đạo nhân phạm anh kỳ lập tức nghi hoặc và cảnh giác su 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 mà lúc này từ trong nơi đại hồn anh của lục thiếu su vừa mới bị nghiền nát thành huyết sát chi khí ngập trời cùng với khí tức linh hồn lập tức có vô số phân thân phóng ra những thân ảnh này giống nhau như đúc, trong khoảng thời gian ngắn từ bốn phương tám hướng bắn ra. Ầm ầm, cả không trung lung lay giống như sắp đổ, gió nổi mây phun, trong khoảng thời gian ngắn có 68 đạo thân ảnh giống Lục Thiếu Du như đúc xuất hiện trên không trung, mỗi đạo thân ảnh đều là sát khí ngập trời, linh hồn lực âm hàn mênh mông chấn động không ngừng. 68 đạo thân ảnh giống nhau như đúc lập tức bao vây Hỏa Quỷ Đạo Nhân Phạm Anh Kỳ vào bên trong. Nhìn thấy 68 đạo linh hồn phân thân của Lục Thiếu Du xuất hiện, tất cả mọi người có mặt không có ai là không rung động. Hòa quỷ đạo nhân cũng giống như vậy, 68 đạo linh hồn phân thân của lục thiếu du, mỗi một đạo thân ảnh đều có tu vi niết bàn cảnh sơ dài. Loại thủ đoạn khủng bố này khiến cho hòa quỷ đạo nhân Phạm Anh kỳ lập tức kinh hãi, run rẩy. Thiên linh diệt hồn chỉ Toái hồn sư tử hống Thiên linh hồn nhãn Chảm hồn cử liên quyết Đại hồn anh thúc giục bí pháp ám ma phân thân, dùng tu vi niết bàn cảnh sơ dài lúc này thúc giục, 68 đạo linh hồn phân thân đều có động tác, khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo, sát khí ngập trời phô thiên cái địa tuôn ra. 68 đạo công kích linh hồn khủng bố trong khoảng khắc hội tu thành môn cơn lốc linh, hồn âm hàn đánh về phía trước. 68 đạo công kích, mỗi một đạo công kích đều có thực lực niết bản cảnh sơ dài, cũng đều là công kích linh hồn khủng bố. Giờ phút này cả bầu trời bong vân biến sắc, năng lượng linh hồn hủy diệt tất cả lan tràn. Không gian đã hỗn loạn từ trước, căn bản không có cách nào dò xét được bên trong chỉ có thể nhìn thấy cả không trung hỗn loạn, lung lay giống như sắp đổ, không ngừng vỡ nát, khí tức hủy diệt giống như một cơn lốc khoách tán ra phía chân trời. Trong không gian hỗn loạn, trong đám người cũng chỉ có một mình Linh động công tử hướng Hầu Minh mới có thể nhìn rõ bên trong một ít, nương theo tâm thần dò xét hắn chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy Hỏa Quỳ đạo nhân Phạm Anh kỳ đang bị 68 đạo công kích linh hồn khủng bố tập trung. Hướng Hầu Minh cũng không dám dò xét quá mức, một khi tâm thần tiến vào quá sâu sẽ lập tức bị khí tức huyết sát âm hàn kia làm cho ảnh hưởng. Mà lúc này trong không gian kinh khủng kia, quy năng mênh mông kia khiến cho hướng hầu minh biết rõ vì sao lục thiếu du lại có tự tin chống lại hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ. Phạm Anh Kỳ này sợ rằng, lành ít giữ nhiều rồi à. Nhìn không gian hỗn loạn đang bị hủy diệt, hướng hầu minh vô cùng rung động thì thảo nói nhỏ, dưới công kích linh hồn khủng bố như vậy, coi như hắn là tu luyện giả áo nghĩa linh hồn, nếu như bị vây khốn thì tuyệt không có cách nào ứng phó được. 68 đạo công kích tương đương với 68 người có tu vi niết bàn cảnh sơ giai đánh ra công kích linh hồn, trong đám người cung cấp có ai có thể chống lại được cơ chứ? 68 đạo công kích linh hồn, tuy rằng không nhất định tất cả công kích có thể đánh vào trên người Hỏa Quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ. Thế nhưng cho dù chỉ có mấy đạo công kích đánh xuống cũng đủ để khiến cho Hỏa Quỷ đạo nhân lành ít dữ nhiều. Cả không trung hỗn loạn, tất cả mọi người căn bản không có cách nào dò xét sâu bên trong, cơ hồ ngay khi 68 đạo công kích linh hồn lướt đi, trong miệng lục thiếu du thấp giọng nói kỳ lão tiểu tử đã chuẩn bị xong một giây sau trên người lục thiếu du khí tức bán đạo cảnh đột nhiên tăng vọt trong nháy mắt ngắn ngủi giống như tới nết bàn cảnh dường như còn không phải là nết bàn cảnh bình thường sư bản thể lục thiếu du rốt cuộc cũng có hành động thân thể đạp mạnh hư không lập tức phóng về phía trước khi không trung nứt vỡ từng khúc dần dần khôi phục thân ảnh hòa quỷ đạo nhân đã xuất hiện trên không trung nhưng thời điểm này ánh mắt hỏa quỷ đạo nhân lại ngốc trệ thất khiếu chảy máu khoái miệng có máu tươi đỏ thẫm không ngừng trào ra trên thân thể được áo nghĩa thuộc tính hỏa huyền ảo bao phủ dưới công kích linh hồn mênh mông cuồn cuộn vừa rồi không ngờ hắn còn có thể sống sót được sư thế nhưng lúc này thân ảnh bản thể lục thiếu du đột nhiên trống rỗng xuất hiện trước người hỏa quỷ đạo nhân oanh giờ phút này khí tức trên người lục thiếu du đạt tới một độ cao hoàn toàn mới vô cùng khủng bố cỗ khí tức khủng bố này dường như đột nhiên hàng lâm không gian này khiến cho cả thế giới này run rẩy, khiến cho người ta sợ hãi, kinh hồn táng đảm. Tại sao lại đột nhiên mạnh như vậy? Dưới cỗ khí tức mênh mông như vậy, linh động công tử hướng hầu minh run rẩy, linh hồn run, run run, dưới cỗ khí tức này, ngay cả hắn cũng cảm thấy sợ hãi. Ngao! Một tiếng long ngâm vang vọng trong hư không, huyết quang lóe lên trong tay, lục thiếu du, một thanh huyết đao tràn ngập huyết quang lập tức xuất hiện trong tay lục thiếu du. Duệ kim hồn đao! Nương theo tiếng long ngâm, trong vạn ức ánh mắt của mọi người lục thiếu du nhấc huyết đao trong tay lên một đạo đao mang huyết sắc mang theo khí tức bàng bạc lạnh lẽo ẩm ẩm xẹt qua không trung xoẹt những nơi đao mang đi qua không gian trực tiếp giống như đậu hũ nhanh chóng bị xé rách tạo thành một cái khe lớn gợn sóng chung quanh không gian trực tiếp hóa thành cho tàn Quy năng của một đao kia giống như vốn không nên tồn tại ở trên đời này cũng không biết hỏa quỷ đạo nhân phạm anh kỳ đã lấy lại tinh thần hay chưa cũng không biết lúc này rốt cuộc hắn đã xảy chuyện gì Sư Chỉ là giấy đao mang huyết sắc này Đồng tử của hắn co rút lại Trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi Trực tiếp bị một đao của lục thiếu du su xoẹt qua cổ Đầu từ trên không trùng rớt xuống phía dưới Ken két Hỏa quỷ đạo nhân phạm anh kỳ Dưới một đao thân thể lập tức chia lìa Một đao bị chém làm đôi Một đao nhìn như yên tĩnh Đao mang đánh xuống Kinh khí giống như thực chấn chấn động Không ngừng khuếch tán ra bốn phương tám hướng Sát khí ngập trời bắt đầu lan tràn Sắc bén mà lạnh lẽo Thiên địa dung chuyển phanh phanh thân thể hỏa quỷ đạo nhân phạm anh kỳ bị chém làm đôi đầu một nơi thân thể một nơi chỉ là cái đầu và thân thể lập tức dạn nứt kim quang sắc bén mà lạnh lẽo từ trong thi thể hắn bắn ra thi thể lập tức hóa thành huyết vụ tiêu tán đây là triệt để thần hồn câu diệt bị nghiền nát thành cho tàn hít đám người vây xem bên ngoài lập tức yên tĩnh chỉ có tiếng hít sâu một ngụm khí lạnh không ngừng truyền ra cơ hồ tất cả mọi người trợn mắt sợ rằng ai cũng thật không ngờ đường đường là lão tổ thiên thủy môn hỏa quỷ đạo nhân phạm anh kỳ cường giả tu vi niết bản cảnh không ngờ dưới hai chiêu trực tiếp bị giật sát những người này là người ở đâu à biến thái quá biến thái tôn oánh oánh rung động nhìn đạo thân ảnh màu xanh kia đôi mắt trên khuôn mặt mỹ lệ trợn ngược đồ đệ có thể chính diện chống lại niết bản cảnh ta nên sớm nghĩ tới chuyện này à trên không trung linh động công tử hướng hầu minh rung động thu hồi ánh mắt miệng thì thào nói cỗ thực lực này dường như cũng không phải là thực lực vốn có của bản thân hắn chẳng lẽ trên người còn có tồn tại kinh khủng hơn hay sao ừ. hướng vấn thiên và tôn oánh oánh cùng với người vạn thiên liên minh nhìn nhau yết hầu không ngừng nuốt nước bọt đồng thời còn vươn tay lau mồ hôi lạnh trên trán sư trên không trung vô số linh hồn phân thân vòng qua vòng lại khí tức đại hồn anh lập tức suy yếu lục thiếu du đặt chân trên không trung trường bào màu xanh bay phất phới tay cầm huyết đao hàn ý trong mắt bán ra khí tức quanh thân khiến cho cả không trung giống như rơi vào trong hầm băng miệng quát tất cả đệ tử thiên thủy môn trong vô minh thế giới nghe cho ta phạm sam phạm anh kỳ đã chết mau giải giáp quy hàng người dám có gan phản kháng thần hồn câu diệt bị nghiền nát thành cho tàn lục thiếu du dứt lời tiếng gầm cuồn cuộn tựa như tiếng sấm minh vang vọng trên không trung thanh âm mang theo khí thế bá đạo quanh quẩn trên thiên thủy thành thanh âm khoách tán ra bốn phía chuyển ra tất cả vô minh thế giới nhìn đạo thân ảnh mang theo khí phách ngập trời trên không trung mấy chục vạn đệ tử phi linh môn run rẩy máu tươi trong cơ thể sôi trào kích động không thôi người dám phản kháng thần hồn câu diệt nghiền nát thành cho. trong phi linh môn mấy chục vạn đệ tử lập tức hét lớn thanh âm hội tụ cuồn cuộn trên không trung tạo thành tiếng sấm vang vọng không ngừng sống 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 vô số phi hổ chiến hạm khủng bố giữ tợn rít gào chờ sức phát động động khẩu đen kịt lập tức nhằm về phía đệ tử thiên thủy mon ta đầu hàng đầu hàng ta đầu hàng bảy tám chục vạn đệ tử thiên thủy môn run rẩy sau khi phạm sàm và phạm anh kỳ thần hồn câu diệt câu hổ tất cả đệ tử thiên thủy môn không còn tâm tư chống lại dưới thực lực khủng bố như vậy người chống lại chỉ là muốn chết mà thôi trong khoảng thời gian ngắn câu hổ tất cả đệ tử thiên thủy môn quỳ một chân xuống mặt đất bất kể là thực tâm đầu hàng hay không đều miệng kêu to đầu hàng không có người nào không sợ chết trước mặt thực lực tuyệt đối không có cách nào phản kháng không có ai dám chơi đùa với tính mạng của mình. 20 năm, chỉ 20 năm. Đôi mắt đen nhánh của Phượng Thải Y lúc này cũng vô cùng chấn động, không có ai biết lúc này trong lòng nàng phức tạp và bất đắc dĩ ra sao. Nàng biết rõ tất cả chuyện này đối với nàng mà nói chính là số mệnh. Trước người bàn xấu hòa thượng, Phương Trí Thành bị bắt run rẩy, ánh mắt triệt để như cho tàn, ảm đạm. Kết quả như vậy đâu giống như trong tưởng tượng của hắn. Trong vòng 20 năm, 20 năm thương hải tăng điền, vật đổi sao rời. Trong thời gian 20 năm, đạo thân ảnh mặc áo bào xanh kia không ngờ lại phát triển tới tình trạng như vậy tất cả người chiến thiên liên minh nghe đây ta chỉ đối phó với thiên thủy môn mà thôi không có quan hệ với các người thế nhưng tất cả địa bàn của thiên thủy môn về sau đều do phi linh môn ta tiếp nhận ai dám nhúng chàm giết không tha lục thiếu du nhìn tất cả người chiến thiên liên minh chung quanh rồi nói đám người chiến thiên liên minh nhìn nhau nhìn đạo thân ảnh mặc áo bào xanh xa xa không có người nào dám nói chữ không vô minh thế giới sắp biến đổi rồi hướng vấn thiên thấp giọng nói không ngờ phi linh môn muốn trực tiếp tiếp nhận thiên thủy môn khẩu vị quá lớn sợ rằng phi linh môn đã sớm có ý định như vậy bằng không bọn họ cũng sẽ không mang tới đội hình mênh mông cuồn cuộn như vậy rõ ràng đã sớm có chuẩn bị mà đến vô minh thế giới sắp thay đổi về sau không còn thiên thủy môn chỉ có phi linh môn đám người vây xem bên ngoài cảm thán vốn hôm nay vô minh thế giới chọn lương năm người trẻ tuổi có thực lực đỉnh phong tiến tới trung thiên thế giới tham gia thi đấu giữa các tiểu thế giới trong trung thiên thế giới thế nhưng kết quả hiện tại lại vượt quá dự đoán của tất cả mọi người cũng khiến cho tất cả mọi người rung động lục trưởng môn một đạo thân ảnh xinh đẹp mang theo váy dài phiêu động lập tức đáp xuống quảng trường bờ bộn nhìn đạo thân ảnh mặc áo bào xanh trước mắt đôi mắt xinh đẹp hiện lên vẻ rung động đế tử này khẽ cắn môi sau đó quỳ hai gối xuống đống đáo vụn trên quảng trường thải y ngươi làm gì vậy ánh mắt lục thiếu du ru run lên thu huyết lục vào trong cơ thể thân ảnh lập tức như thiểm điện rơi xuống trước người phượng thải y lập tức nâng nàng dậy lục trưởng môn trước tiên ngươi cứ nghe ta nói hết đã phượng thải y phất tay khuôn mặt động lòng người lúc này vô cùng ảm đạm nhìn lục thiếu du nói hai mươi năm trước phụ thân ta làm sai cũng giấu giếm ta thế nhưng trung quy phụ thân là phụ thân của ta ta biết ta không có tư cách khẩn cầu ngươi cái gì bất quá ta không thể mặc kệ phụ thân ta ta không thể nhìn thấy phụ thân chết trước mặt ta cho nên ta cầu ngươi thả phụ thân ta, bằng không mong ngươi giết ta cùng với phụ thân. Thải Y tỷ, Tôn Oánh oánh vừa mới lên tiếng, lập tức bị Tôn Cao mộc nắm tay, ý bảo nàng không được nhúng tay vào. Thải Y, tội gì ngươi phải làm như vậy? Đôi mắt thâm thủy đen nhanh của Lục Thiếu Du nhìn Phượng Thải Y, khẽ thở dài nói. Con mắt Phượng Thải Y khẽ đổi, cắn bờ môi đỏ hồng, nói, "Phận làm con, ta nên làm chọn chữ hiếu." Lục Thiếu Du nhìn khuôn mặt động lòng người trước mắt không khỏi nhớ tới mộ dung Lan Lan và Đạm Đài Tuyết Vi trong linh vũ thế giới. Khuôn mặt động lòng người tuy rằng không xinh đẹp, hấp dẫn tự nhiên như Đạm Đài Tuyết Vi, không vũ mị như mộ dung Lan Lan. Thế nhưng trên khuôn mặt động lòng người này lại có khí chất thanh nhã của mộ dung Lan Lan và Đạm Đài Tuyết Vi, vốn nữ tử này có chút cơ trí. Thế nhưng lúc này lại ảm đạm không thôi, 20 năm này sợ rằng nàng cũng không sống được theo ý mình. Nhíu mày, Lục Thiếu Du phất tay với đám người sau lưng sau đó nâng Phượng Thải Y lên rồi nói Thải Y đứng lên đi ta đồng ý với ngươi tha cho hắn một mạng Phượng Thải Y nghe vậy mắt nhìn Lục Thiếu Du vô cùng sững sờ giống như không thể tin được được sau đó từ từ đứng dậy Trường môn bàn xấu Hòa thượng dẫn theo Phương Chí Thành đi tới bên người Lục Thiếu Du Lục Thiếu Du nhìn Phương Chí Thành đang ảm đạm khuôn mặt xám như cho tàn nói Phương Chí Thành để mặt Thải Y ta tha cho ngươi một mạng ngươi tự mình giải quyết cho tốt đi nếu không phải có thải y ta sẽ nghiền nát ngươi thành cho bụi dứt lời lục thiếu du đánh ra mấy đạo chỉ ấn giải cấm chế trên người phương trí thành phụ thân thân ảnh xinh đẹp của phương thải y lập tức đi tới bên người phương trí thành thải y phương trí thành được giải cấm chế nhìn nhi nữ bên cạnh khẽ than một tiếng phụ thân sao người lại phải làm như vậy rõ ràng người đã đồng ý với con người muốn thu thiếu du làm đồ đệ thế nhưng bây giờ người nhìn phương trí thành trong đôi mắt trong suốt của Phương Thải Y hiện lên vẻ bất đắc dĩ, phức tạp, trong đôi mắt có chút ướt át. Nhìn Phương Thải Y, Phương Chí Thành khẽ vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của Phương Thải Y nói: "Thải Y, cả đời này của ta làm sai hai chuyện, chuyện đầu tiên là để cho con có quan hệ với Thiên Thủy Môn, vì vạn cổ thế giới, vì thải hồn cốc, ta đã làm chuyện có lỗi với con. Chuyện này không thể trách được phụ thân, đây là do con tự nguyện." Đôi mắt ướt át của Phương Thải Y bắt đầu chấn động kịch liệt nhìn qua khuôn mặt của phương thải y phương chí thành tức thì nhìn về phía lục thiếu du chậm rãi tiến lên phía trước nói lục thiếu du chuyện thứ hai ta làm sai trong cuộc đời này nhắc tới cũng buồn cười đó là định giết ngươi giết đệ tử của chính mình cũng là do ta lúc trước ta không có nhẫn tâm không sớm đánh chết ngươi bằng không hôm nay cũng không có biến thành như vậy lục thiếu du nhìn phương chí thành ánh mắt chấn động mang theo hàn ý nhàn nhạt, nhạt nói phương chí thành ta có thể nói cho ngươi biết một chuyện coi như thời gian quay lại 20 năm trước ta cũng có thể cam đoan nói cho ngươi biết, chỉ bằng vào ngươi cản bản không giết được ta. Đôi mắt vốn ảm đạm như cho tàn của Phương Trí Thành lúc này, nghe Lục Thiếu Du nói vậy khẽ cười khổ, bất đắc dĩ nói. Những thứ này đã không quan trọng, quan trọng là ta đã chọn sai, coi như thời gian quay lại 20 năm trước, sợ rằng ta vẫn chọn sai, 20 năm trước ta làm sao có thể nghĩ tới ngươi lại có thể phát triển tới tình trạng này. Không phải ngươi chọn sai, là ngươi không nên có tâm tư giết ta vốn ta có thể coi ngươi là sư phụ, ta chưa từng nghĩ tới ngươi lại ra tay với ta. Lục Thiếu Du nhìn Phương Trí Thành trầm giọng nói. Chuyện năm đó hiện giờ có nói lại cũng không có tác dụng gì, ta chưa từng hối hận về lựa chọn của mình, sợ rằng cho dù thời gian có quay ngược lại ta cũng sẽ lựa chọn như vậy. Có một ít chuyện luôn bất đắc dĩ như vậy, kẻ yếu nhất định phải nhận mệnh. Tất cả chỉ có thể trách thiên phú của ta không đủ, bởi vì thực lực của ta không đủ. Nếu như ta có thể ngạo nghĩ đứng trên thiên địa này thì cần gì phải nhìn sắc mặt người khác, cần gì phải lựa chọn như vậy? Dứt lời, Phương Trí Thành nhìn Lục Thiếu Du, sau đó nói. Lục Thiếu Du, Thải Y không có nhìn lầm ngươi, sau này nên chiếu cố Thải Y cho tốt, đối xử tử tế với vạn cổ thế giới. Tất cả chuyện ta làm với ngươi không có quan hệ với Thải Y, cũng không có liên quan tới đệ tử Thải Hồng Cốc. Về phần ta, ta sẽ tự cho mình một câu trả lời, cũng cho ngươi một lời giải thích. Dứt lời, Phương Trí Thành quay đầu lại nhìn Phương Thải Y, khẽ phất tay một cái trong lòng bàn tay đột nhiên có một cỗ quang mang năng lượng trói mắt lan tràn ra hung hăng vỗ vào đỉnh đầu mình phụ thân không nên phượng thải y khẽ kêu một tiếng ánh mắt lục thiếu du nhảy lên trong lòng cũng run lên phương trí thành một lòng muốn chết hắn có muốn ra tay cũng không kịp phanh thanh âm trầm đục vang lên thân thể phương trí thành run lên trên người có một cỗ năng lượng mênh mông chấn động máu tươi trong miệng phun ra ánh mắt cô đơn ảm đạm nhìn phương thải y nói Thải Y, phụ thân thực lòng xin lỗi con, nhớ kỹ, cố gắng sống cho tốt, cố gắng tu luyện, trên đời này chỉ có thực lực mới có thể đại biểu cho tất cả. Dứt lời, sinh cơ trên người Phương Trí Thành triệt để biến mất, thân thể ngã xuống vòng tay Phương Thải Y. Phụ thân, tiếng kêu đau lòng từ trong miệng Phương Thải Y truyền ra, trong hốc mắt, nước mắt không nhịn được mà trào ra. Mắt nhìn Phương Thải Y, lục thiếu du nhíu mày, giờ phút này hận ý của hắn đối với Phương Trí Thành cũng phai nhạt hơn không ít. Phương Trí Thành nói đúng, đứng ở lập trường của hắn, có lẽ hắn ta cũng không có lựa chọn nào khác. Kẻ yếu trên đời này cũng không có lựa chọn nào khác ngoài giữ mạng sống, cần phải nhìn sắc mặt của người khác. Muốn thoát khỏi tất cả chuyện này cũng chỉ có thể khiến cho bản thân mình trở nên mạnh mẽ, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Phụ thân, chúng ta trở về đi, chúng ta về nhà. Phương Thải Y ôm thi thể phụ thân, nguyên lực trào ra, chuẩn bị rời đi. Thải Y! Lục Thiếu Du nhìn Phương Thải Y, Nhìn đôi mắt bi thống kia khiến cho hắn không biết nên nói gì. "Chuyện cao hứng, vui vẻ nhất cả đời này của ta chính là gặp mặt được ngươi, nếu như hiện tại để cho ta lựa chọn, chuyện cả đời này ta không muốn xảy ra nhất cũng chính là không muốn gặp mặt lại ngươi, nhân sinh luôn bất đắc dĩ như vậy, đây là cũng số mệnh của ta, là lựa chọn của mình ta." Nhìn Lục Thiếu Du, Phương Thải y khẽ mím bờ môi dính máu, có chút bi thương nói với Lục Thiếu Du. "Ta đi đây, ta muốn phụ thân ở lại trong vạn cổ thế giới." cả đời này của phụ thân ta đều vì vạn cổ thế giới vì thải hồng cốc đây cũng là số mạng của người sư dứt lời thân ảnh phượng thải y nhảy lên lưu quang bao phủ thân thể thân thể giống như cầu vồng phóng về phía xa dần dần biến mất trên không trung ai lục thiếu du khẽ than ánh mắt nhìn chăm chú về phía xa một lát mới dần dần thu hồi ánh mắt trong màn đêm vầng trăng sáng không ngừng chiếu rọi mặt đất gió đêm nhẹ nhẹ thổi non nửa thiên thủy thành lúc này đã trở thành một mảnh phế tích dưới ánh trăng lúc này chỉ còn lại một số ít người vây xem còn đang rung động bồi hồi hơn phần nửa đã rời đi cơ hồ tất cả đệ tử thiên thủy môn đã bị đệ tử phi linh môn tiếp quản không có ai dám phản kháng trước mặt chấn nhiếp tuyệt đối không có ai dám lấy tính mạng của mình ra mạo hiểm trong một đình viện cấm chế được bố trí lục thiếu du đi tới tầng thứ bảy thiên trụ giới tiểu tử ngươi từ khi nào có vạn thiên tạp hồng cấp vậy tam kỳ lão nhân nhìn lục thiếu du vẻ mặt nghi hoặc không thôi trước kia vô tình đạt được lục thiếu du khẽ mỉm cười nói chuyện tiểu tử ngươi không muốn nói thì không cần phải gượng ép như vậy ta cũng lời hỏi rõ ngươi cái gì mà từ thế giới thổ dân tới ta tin ngươi mới là lạ tam kỳ lão nhân nhìn lục thiếu du lập tức nói hai lần ta cho ngươi mượn lực lượng đối với phương diện tâm cảnh của ngươi có không ít trợ giúp lĩnh ngộ các loại áo nghĩa của ngươi có lẽ cũng đã đủ có lẽ một khi có cơ duyên có thể lập tức đột phá chuyện hôm nay phải đa tạ kỳ lão lục thiếu du thi lễ với tam kỳ lão nhân hôm nay cũng bởi vì có tam kỳ lão nhân hỗ trợ cho nên mới có thể thuận lợi đánh chết hòa quỷ đạo nhân phạm anh nhỉ bằng không lục thiếu du cũng không có nắm chắc tuyệt đối muốn đánh chết một người có tu vi niết bàn cảnh tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng khi ở trong hoác thủy ngục giam của thị hoang thế giới mượn năng lượng của tam kỳ lão nhân có thể bằng vào long hồn kiếm giáp lục thiếu du có đứng ở thế bất bại khi chống lại cường giả như huyết bá sau khi có tam kỳ lão nhân hỗ trợ muốn đánh giết một hỏa quỷ đạo nhân phạm anh kỳ tuyệt đối là chuyện đơn giản so với huyết bá kia hỏa quỷ đạo nhân phạm anh kỳ quả thực không tính là gì đã không chết không thôi với hỏa quỷ đạo nhân phạm anh kỳ cho nên lục thiếu du đã sớm chuẩn bị sẵn sàng nhất định phải đánh chết người này bằng không một khi để cho một kẻ thù có tu vi như vậy còn sống một khi hắn ta đào tẩu sau này hắn sẽ phiền phức vô cùng nghe vậy tam kỳ lão nhân nhìn lục thiếu du nói linh hồn thân do sát khí và tàn hồn ngưng tụ ra của ngươi cũng có chút không tệ không cần ta hỗ trợ có lẽ mất một ít thời gian cũng có thể giải quyết được tên có tu vi niết bản cảnh sơ dai kia về sau cố gắng không nên mượn năng lượng của ta nhiều một hai lần đối với ngươi có lợi thế nhưng dưới tình huống lâu dài đối với ngươi mà nói chỉ có trăm hại mà không có một lợi vâng lục thiếu du gật đầu mượn lực lượng của tam kỳ lão nhân mỗi một lần hắn đều có cảm giác giống như hư thoát phương diện tinh thần bị không ít ảnh hưởng sợ rằng nếu cứ tiếp tục như vậy lâu dài sẽ tạo thành di chứng gì đó dù sao đó là thực lực của kỳ lão mà không phải là lực lượng thuộc về hắn đúng rồi kế tiếp người có tính toán gì không tam kỳ lão nhân lập tức hỏi tiếp tục tham gia vạn thế quyết đấu lục thiếu du không chút do dự nói tham dự vạn thế quyết đấu tiến vào trong hỗn độn thế giới chuyện này đối với lục thiếu du mà nói có lực hấp dẫn cực lớn huống chi hắn còn phải đứng trước mặt ma linh yêu nữ một lần nữa tự mình nói cho nàng biết cái gì gọi là tư cách. Nhớ tới yêu nữ kia, khóe miệng lục thiếu du không khỏi mỉm cười. Người diệt thiên thủy môn, động tĩnh lớn như vậy sợ rằng, không bao lâu nữa, đám người bên trên chiến thiên liên minh sẽ phái người tới đây. Tam kỳ lão nhân nói với lục thiếu du. Lục thiếu du ngẩng đầu nói. Tới thì cứ tới, thế nhưng vô minh thế giới này cũng không phải là vật của chiến thiên liên minh, binh đến tướng ngăn, nước đến tường chặn, dù sao ta cũng đã diệt thiên thủy môn. Diệt thì diệt, chỉ cần lúc đó ngươi lấy được vị trí tốt trong vạn thế quyết đấu tự nhiên sẽ có người che chở cho ngươi chiến thiên liên minh khi đó cũng không dám động tới ngươi tam kỳ lão nhân nói sau khi trò chuyện với tam kỳ lão nhân một lúc lục thiếu du mới khoanh chân bắt đầu điều tức thời gian một đêm dần dần trôi qua trong một đêm này vẫn có không ít chuyện xảy ra trong thiên thủy thành tất cả thanh niên đồng lứa tham gia vạn cổ quyết đấu xuất hiện năm người dẫn đầu có ba người hoàn toàn là do bảo lãnh chuyện này khiến cho vô số người đánh cuộc táng ra bại sản bồi không ít tiền, khóc không ra nước mắt. Tình huống này đối với tất cả đại thương hội và chú điểm mà nói tuyệt đối là chuyện khiến cho người ta cao hứng. Thế nhưng lúc này lại khiến cho tất cả đại thương hội cùng với chú điếm như ngồi trên bàn trông, cuộc sống yên bình bị phá nát. Trong tay bọn họ lúc này nhận được không ít đơn đặt cực cực lớn, đúng là những đơn đặt vào ba người đột nhiên bạo phát kia. Loại kết quả bất ngờ này chỉ một người đã khó rồi, thế nhưng lại là ba, cho nên khiến cho cơ hội tất cả chú điếm cùng với đại thương hội táng ra bại sản bởi vì số lượng đặt cược thực sự quá lớn. Phù, một ngụm chọc khí từ trong đan điền được lục thiếu du thở ra, hai mắt mở, một cỗ khí tức mang hoang, thượng cổ lan tràn ra, thời gian hai tháng trong tầng thứ bảy thiên trụ giới đã khiến cho lục thiếu du khôi phục hoàn toàn. Tầng thứ bảy thiên trụ giới trôi qua 70 ngày, bên ngoài mới chỉ là một ngày mà thôi. Lục thiếu du cũng không có sốt rủa rời khỏi thiên trụ giới mà móc hai chiếc nhẫn chữ vật ra kiểm tra thứ lục thiếu du đang kiểm tra chính là hai chiếc nhẫn chữ vật trên người hòa quỷ đạo nhân phạm anh kỳ cùng với phạm sàm nhẫn chữ vật trên người phạm sàm có bố trí cấm chế chỉ là cũng không làm khó được lục thiếu du hắn chỉ dùng một ít thời gian là có thể phá bỏ thứ bên trong nhẫn chữ vật của hai người khiến cho lục thiếu du cũng rất thỏa mãn chỉ tiếc sau khi lục thiếu du dò xét toàn bộ thân thể hòa quỷ đạo nhân phạm anh kỳ bị nghiền nát hai kiện linh khí tiên thiên trên người dường như cũng bị nghiền nát Thứ có thể khiến cho hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ vừa mắt có lẽ cũng không phải là linh khí tiên thiên bình thường. Sau khi lục thiếu du rời khỏi thiên trụ giới, bên ngoài đã là buổi trưa. Nơi đặt chân của phi linh môn lúc này vốn là hang ổ của thiên thủy môn lúc trước, không ít kiến trúc hùng vĩ vốn thuộc về thiên thủy môn, thiên thủy môn đã bị diệt cho nên tất cả hiện tại đã là của phi linh môn. Trong đại điện của phi linh môn, lục thiếu du ba người bạch kinh đường, viêm hỏa còn có âm minh dạ xoa. Từ trong miệng ba người lục thiếu du biết được đệ tử phi linh một lúc này đang phân tán tiếp quản phi linh môn cơ hồ tất cả địa phương tiếp quản cũng không gặp bất luận một sự ngăn cản nào đồng thời không ít địa phương trong thiên thủy thành bị san bằng lúc này cũng đang được kiến tạo lại bọn họ đâu rồi những việc lặt vặt này lục thiếu du cũng không quá để ý ngược lại đám người phạm thống vấn thân mạc hữu quỷ kim viêm thái a không có mặt khiến cho lục thiếu du kinh ngạc trưởng môn kim cung phụng phạm đường chủ thái a âm phó trưởng môn đều đi thu tinh thạch thế giới a nói tới chuyện này khuôn mặt bạch kinh đường lập tức nở nụ cười vui vẻ rồi nói với lục thiếu du trưởng môn tiểu tử phạm thống kia quả thực có chút bổn sự và phách lực chuyến này chúng ta phát tài rồi xảy ra chuyện gì lục thiếu du nghi hoặc hỏi trưởng môn là thế này lập tức từ trong miệng ba người âm minh dạ xoa viêm hỏa bạch kinh đường lục thiếu du mới biết được hóa ra mấy ngày trước phạm thông đi tới vô minh thế giới vận dụng tất cả tài nguyên của kim đường đặt cược một khoản lớn ở tất cả thương hội và chú điếm đương nhiên phạm thống đặt cược kim viên thái a còn có bản thân hắn lúc này phạm thống bỏ ngoài tai sự ngăn cản của mọi người cơ hồ vận dụng tất cả tài nguyên của kim đường khoản tiền đặt cược khiến cho đám người địa long âm quỷ hãi hùng khiếp vía cộng lại phạm thống tổng cộng đặt cược trong các đại thương hội và chú điếm ở vô minh thế giới 200 vạn ức tinh thạch thế giới trung phẩm mà khi phạm thống đặt cược ba người lục thiếu du thái a kim viên chỉ là hạng người vô danh thậm chí tư liệu còn không có kỹ, cho nên tỷ lệ đặt cược tuy rằng không cao nhất, thế nhưng cũng không thấp. Một ăn một ngàn, hai trăm vạn ước tinh thạch thế giới trung phẩm, một ăn một ngàn. Nếu như thắng đồng nghĩa với việc thu hồi hai mươi vạn vạn ước tinh thạch thế giới trung phẩm, hít. nghe con số như vậy, lục thiếu du cũng không khỏi hít sâu một hơi. Tinh thạch thế giới, trong vạn thiên tạp hồng cấp mà sư phụ lão nhân gia lưu lại cho hắn cũng chỉ có một trăm vạn ước tinh thạch thế giới trung phẩm mà thôi tương đương với của cải của một người có tu vi niết bàn cảnh. Mà bây giờ lại có 20 vạn vạn ức tinh thạch thế giới trung phẩm chẳng khác gì tương đương với thân gia của 2.000 cường giả nhất bàn cảnh. Đây tuyệt đối là một con số lớn so với số tinh thạch thế giới mà thiên đế đưa cho vi linh môn còn lớn hơn một nửa. Vô minh thế giới căn bản không thể nào trả nổi. Sau khi rung động lục thiếu du lại nghĩ tới một chuyện, đây chính là một con số tinh thạch thế giới trung phẩm khổng lồ, cả vô minh thế giới, coi như cả vô minh tiểu thiên thế giới căn bản cũng không có cách nào trả nổi thân gia của hai ngàn cường giả niết bàn cảnh a cả vô minh tiểu thiên thế giới có mấy niết bàn cảnh hiện tại thiên thủy môn lớn nhất còn rơi vào trong tay hắn cho nên lục thiếu du hiểu rất rõ coi như bán cả vô minh tiểu thiên thế giới thì trong lúc nhất thời cũng khó có thể giao ra 20 vạn vạn tinh thạch thế giới trung phẩm con số này quá lớn sợ rằng ngay cả người có tu vi tuyên cổ cảnh cũng không có của cải như vậy sau khi rung động lập tức nói với âm minh dạ xoa dạ tỷ nhiều tinh thạch thế giới như vậy thương hội trong vô minh thế giới này căn bản không có cách nào trả nổi. Phạm thống đã sớm biết như vậy. Âm minh dạ xoa mỉm cười nói. Tất cả đều nằm trong sắp xếp từ trước của phạm thống và âm quỷ. Bọn họ đã sớm tính toán qua của cải của tất cả thương hội, định khiến cho tất cả thương hội giao ra một nửa của cải của mình. Còn lại phi linh môn lại dùng phương thức cổ phần gia nhập tất cả các thương hội. Về sau mỗi một năm các thương hội này phải giao ra một nửa lợi nhuận, mãi đến khi bồi thường hết mới thôi. Hay cho một chơi rốt củi đáy nồi à? Lúc này Lục Thiếu Du nghe vậy không khỏi vỗ bàn tán dương đám người âm quỷ, phạm thống. Đây là chưa rút củi dưới đáy nồi cực kỳ nham hiểm, để cho tất cả các đại thương hội đền một nửa của cải. Như vậy cũng không khiến cho tất cả các đại thương hội táng ra bại sản, sẽ không khiến cho mộ dịch trong vô minh thế giới sụp đổ. Mà phi linh thương hội lại danh chính ngôn thuận tiến vào trong lòng các các đại thương hội. Mỗi một năm tất cả các đại thương hội xuất ra một nửa lợi nhuận, mãi đến khi trả được hết tất cả nợ nần. Con số khủng lỗ như vậy không biết phải trả tới năm nào tháng nào. Chẳng khác nào từ nay về sau cơ hồ tất cả thương hội trong vô minh thế giới, bộ dịch trong toàn bộ vô minh thế giới, trong vòng một đêm nằm trong sự khống chế của phi linh môn. Khống chế mộ dịch của cả vô minh thế giới, không thể nghi ngờ chính là khống chế toàn bộ vô minh thế giới. Những thương hội này đại bộ phận đều ở dưới trướng của vạn thiên liên minh, thế nhưng phi linh thương hội cũng ở dưới trướng vạn thiên liên minh, cho nên loại chuyện như vậy vạn thiên liên minh cho dù biết cũng sẽ không quản. Lại nói, Chiếm đoạt thương hội vốn là thủ đoạn bình thường, cao tầng Vạn Thiên Liên Minh đương nhiên sẽ không để ý tới mấy chuyện này, dù sao hiện tại Phi Linh Thương Hội cũng ở dưới trướng Vạn Thiên Liên Minh. Mà nếu như muốn tất cả các thương hội giao ra số tiền như vậy sợ rằng cuối cùng sẽ dẫn tới tình trạng cá chết lưới rách, bọn họ căn bản không bồi thường nổi, coi như nắm được tất cả các thương hội, Phi Linh Thương Hội chỉ là kẻ mới đến cũng không có khả năng khống chế tất cả thương hội, có nắm được cũng chỉ nắm được vật chết. Đồng thời mậu dịch trong vô minh thế giới sẽ sụp đổ đến lúc đó người có hại chính là phi linh thương hội nhưng mà sắp xếp như hiện tại phi linh thương hội chẳng khác nào là nước ấm nấu ếch xanh coi như các đại thương hội nhìn ra sự nghiêm trọng của vấn đề thế nhưng cũng không có cách nào cự tuyệt phi linh thương hội hiện tại hoàn toàn không làm gì hết cho nên tất cả các đại thương hội cũng chỉ có thể khuất phục dù sao sau lưng phi linh thương hội có phi linh môn tăng thêm lúc này diệt thiên thủy môn sợ rằng tất cả các đại thương hội tuyệt đối sẽ không dám khiêu khích trưởng môn phạm thống âm quỷ địa long thái a kim viên đều đã đi nghe nói có mấy thương hội dẫn đầu tỏ vẻ không muốn thế nhưng đã bị đám người kim viên địa long đánh chết hiện tại tất cả thương hội đăng ký hiệp nghị đồng ý âm minh dạ xoa so nói lục thiếu du mỉm cười chưa rút củi đáy nổi của đám người phạm thống và âm quỷ quả thực quá tuyệt nếu như đổi lại là hắn sợ rằng cũng không làm được hay như vậy trưởng môn thế nhưng có một chuyện lại có chút phiền phức âm minh dạ xoa so nói lần này trong số thương hội mà phạm thống đặt cược lớn có một thương hội chính là của hướng gia bảo hướng gia bảo sao ánh mắt lục thiếu du nhảy lên hướng gia bảo thân là thương hội đầu lĩnh của vạn thiên liên minh trong vô minh thế giới thế lực không kém thiên thủy môn bao nhiêu phạm thống đặt cược ở hướng gia bảo 50 vạn ức âm minh dạ xoa so nói năm vạn ức tinh thạch thế giới trung phẩm hướng gia bảo tuyệt đối không lấy ra được toàn bộ của cải của linh động công tử hướng hầu minh sợ rằng còn xa cũng không đủ lục thiếu du cười khổ ngày đó hướng gia bảo cố ý lấy lòng phi linh môn tăng thêm hướng gia bảo còn có người có tu vi niết bản cành cho nên phạm thống và đám người âm quỳ hiện tại còn chưa đi tới hướng gia bảo mọi người đang chờ trưởng môn định đoạt bạch kinh đường nói hướng gia bảo lục thiếu du thì thảo nói lúc trước hướng gia bảo cũng hỗ trợ hắn không ít trưởng môn đường chủ bảo chủ hướng gia bảo tới nói là muốn gặp trưởng môn đệ tử phi linh môn vội vàng chạy tới mau mời lục thiếu du gật đầu rồi lập tức nhíu mày vừa mới nói tào tháo tào tháo đã tới một lát sau trong một căn phòng nhỏ yên tĩnh có bốn người ngồi xuống mấy người này chính là lục thiếu du hướng vấn thiên tôn cao mộc điều lục thiếu du không ngờ chính là linh động công tử hướng hầu minh cũng tới bài kiến tiền bối không biết tiền bối tới mà hoan nghênh từ xa mong tiền bối thứ lỗi lục thiếu du ôm quyền hành lễ với hướng hầu minh linh động công tử hướng hầu minh lúc này mặc một bộ cầm bào nhìn qua cực kỳ quý phái thân thể không nhiễm một hạt bụi nào trong lòng lục thiếu du cũng nghĩ mãi mà không rõ vì sao hướng hầu minh đã có tuổi như vậy mà lại có danh hào linh động công tử như vậy tiểu huynh đệ lời khách sáo không cần nói trên đời này không luận tuổi tác mà chỉ luận thực lực ta già rồi thế nhưng nếu như tiểu huynh đệ không chê cứ gọi ta một tiếng lão ca là được hướng hầu minh cười nhạt hoàn toàn không có chút vô lễ nào lục thiếu du trước mặt có bổn sự đánh chết nhất bàn cành điều này đại biểu cái gì trong lòng hướng hầu minh biết rõ Huống chi lục thiếu du trước mắt có vạn thiên tạp hồng cấp Lại có quan hệ với tuyên cổ điện Chuyện này khiến cho trong lòng hướng hồng minh Càng không dám vô lễ Hắn chỉ có tu vi niết bàn cảnh sơ dai mà thôi Hắn ở trước mặt thanh niên này Không phải là thứ gì cả Hướng lão ca Lục thiếu du cũng không có lý do từ chối Mà lạnh nhạt gật đầu Lần này hắn cũng phải cảm tạ hướng hồng minh tương trợ Bởi vậy hắn cực kỳ có hảo cảm Đối với hướng hồng minh và hướng vấn thiên Thẳng thắn Làm việc cũng dứt khoát tuổi còn nhỏ mà đã có thực lực khủng bố như vậy xem ra trong vạn thế quyết đầu lần này vô minh thế giới ta sẽ làm rung động cả đại thiên thế giới nhìn lục thiếu du hướng hầu minh trả sát hai tay có chút kích động nói ta cũng không nói lời khách sáo với ngươi ba ngày sau các ngươi sẽ xuất phát tóm lại lần này các ngươi đi tới vô sắc thế giới tham gia vạn thế quyết đấu nhất định phải giúp cho vô minh thế giới xả giận những chuyện khác ta sẽ giúp các ngươi sắp xếp cho tốt đến lúc đó ta sẽ tự mình đi cùng các ngươi ba ngày sau sao ánh mắt lục thiếu du khẽ đổi nói nhanh như vậy sao hướng hầu minh nói sao lại không nhanh chúng ta đi sớm một chút thì tốt hơn tránh cho lúc đó tới chậm sẽ bị hủy bỏ tư cách khi đó sẽ phiền phức lớn dứt lời trong mắt hướng hầu minh có chút kích động cắn ra ngoán hận nói con mẹ nó khi trước ta bị lọt hố lần này nhất định phải lấy lại cả vốn lẫn lãi lục thiếu du nghe vậy lập tức gật đầu nói hướng lão ca Quy tắc quyết đấu trong vô sắc thế giới thế nào vậy? Lục đại nhân, người không biết về vô sắc thế giới rồi, mỗi một lần vạn thế đối quyết diễn ra thì quy tắc lại không giống như lần trước, chỉ là lần này ta cũng đã thăm dò được quy tắc. Hướng vấn thiên cung kính nói với lục thiếu du, phụ thân của hắn xưng huynh gọi đệ với lục thiếu du, khiến cho bối phận của hắn tự nhiên thấp hơn đối phương. Từ trong miệng hướng vấn thiên lục thiếu du biết được quy tắc của quyết đấu trong vô sắc thế giới, trong mỗi một tiểu thiên thế giới đều có 5 người tham dự, số lượng người dự thi cộng lại cũng không dưới 5.000 người. 5.000 người này đều là người của tiểu thế giới trong vô sắc thế giới, đều là tồn tại đỉnh phong trong đám người trẻ tuổi ở vô sắc thế giới. 5.000 người trẻ tuổi tham gia vạn thế đối quyết, cuối cùng chỉ có 10 người được chọn ra tiếp tục tham gia vòng tiếp theo của vạn thế đối quyết, bởi vậy có thể thấy được tranh đoạt tàn khốc ra sao. Nhưng mà dưới loại tranh đoạt tàn khốc này, 10 người cuối cùng lưu lại đủ để đại biểu thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong trong vô sắc trung thiên thế giới. Về sau tiền đồ vô lượng, Đủ để khiến cho thế lực lớn khắp nơi lôi kéo, tên tuổi vang vọng thiên hạ. Quy tắc lần này có chút đơn giản, tất cả những người trẻ tuổi tham gia vạn thế đối quyết chỉ cần đi vào trong chấn thế tháp là được, có thể đi cao bao nhiêu, 10 người chống đỡ được tới cuối cùng chính là người chiến thắng. Cái gì là chấn thế tháp? Lục Thiếu Du hỏi. Hướng Hồ Minh Vương tay nhé một miếng hoa quả tươi do đệ tử Phi Linh Môn vào miệng, sau khi ăn như hổ đói lập tức nói với Lục Thiếu Du. Chấn thế tháp là một kiện bảo vật Nghe nói là thứ do một siêu cấp cường giả luyện chế, do vạn thiên liên minh và chiến thiên liên minh cùng với các thế lực khắp nơi trong vô sắc trung thiên thế giới quản lý. Bình thường, người trẻ tuổi của các thế lực lớn đi vào trong đó tôi luyện đều nhận được không ít chỗ tốt. Ngừng một cái, lại nhét hoa quả tươi vào trong miệng, hướng hầu minh tiếp tục nói. Trong chấn thế tháp tổng cộng có 18 tầng, áp lực mỗi một tầng so với tầng trước đó còn lớn hơn. Nghe nói muốn đi tới tầng thứ 18 trong chấn thế tháp. Ngay cả người có tu vi tuyên cổ cảnh đỉnh phong cũng không có cách nào làm được. Nghe đồn chỉ có người có tu vi hóa hồng cảnh mới có thể đi tới đó được. Nói như vậy người có tu vi phá giới cảnh tối đa chỉ đi tới tầng thứ ba, người có tu vi ngộ chân cảnh tối đa chỉ tới được tầng thứ sáu, người có tu vi thông thiên cảnh tối đa đi được tới tầng thứ 9. Về phần người có tu vi đại đạo cảnh, đại đạo cảnh cao gia đỉnh phong cũng chỉ có thể đi tới tầng thứ 12 là cùng. Chấn Thế Tháp Lục Thiếu Du nghe vậy trong lòng phòng đoán có lẽ trấn thế tháp này cũng gần giống như vũ linh ảo cảnh của vân dương tông trong linh vũ thế giới hướng hậu minh nói tiểu huynh đệ lần này đi trấn thế tháp người và kim viên thái a thực lực của ba người đương nhiên không thành vấn đề có còn hai tiểu gia hỏa hướng tiền trùng và tôn oánh oánh ngược lại cũng có một ít hy vọng chỉ là hy vọng lại không lớn dựa theo những năm trước cơ hồ tất cả những người trẻ tuổi của các tiểu thiên thế giới có thể đạt tới thông thiên cảnh đã là lông phượng sừng lân nhưng mà thế hệ trẻ tuổi của vô sắc trung thế giới cũng sẽ tham gia, cho nên hai tiểu gia hỏa hướng tiền trùng và Tôn Oánh oánh không có hy vọng quá lớn. Đám người trẻ tuổi trong vô sắc thế giới đều rất mạnh sao? Ánh mắt lục thiếu du biến đổi, hắn nghĩ tới vô sắc thế giới chính là trung thiên thế giới, thực lực của đám người trẻ tuổi bên trong đương nhiên phải mạnh hơn những người trẻ tuổi của tiểu thiên thế giới. Tôn Cao Mộc từ đầu không nói gì nghe vậy lập tức nói: Thế hệ trẻ tuổi của vô sắc thế giới vô cùng bất phàm, vạn thế đối quyết này tuy rằng bên ngoài nói là tất cả tiểu thế giới trong đại thiên thế giới tham gia thế nhưng trên thực tế mỗi một lần vạn thế đối quyết trong trung thiên thế giới diễn ra đám người trẻ tuổi từ tiểu thiên thế giới như chúng ta chỉ tham gia lấy lệ mà thôi vô minh tiểu thiên thế giới từ trước tới nay đều có thành tích tốt còn chưa tới đại thiên thế giới mà chỉ dừng lại ở trung thiên thế giới vạn thế đối quyết nói cho cùng chỉ là quyết đấu của thế hệ trẻ tuổi trong trung thiên thế giới mà thôi tiểu thiên thế giới chỉ là phụ nhân vật chính từ trước tới nay đều là trung thiên thế giới thậm chí bên trên cũng không có ai coi trọng tiểu thiên thế giới lần này lại không giống trung thiên thế giới thì thế nào hướng hầu minh cười ha hả nói trong đám người trẻ tuổi của vô sắc thế giới kia dựa theo lẽ thường mà nói trên cơ bản cuối cùng chỉ có tu vi thông thiên cảnh cao dai mà thôi dừng một chút hướng hầu minh dường như nhớ tới cái gì đó mà lập tức nói nếu như có thiên tài ngàn vạn năm khó gặp thì cũng có thể có người có tu vi đại đạo cảnh trẻ tuổi mà có thể tu luyện tới đại đạo cảnh đã rất mạnh rồi Lục Thiếu Du có chút kinh ngạc nói, trong ba ngàn đại thế giới, khái niệm người trẻ tuổi là ở trong ngàn năm, mà một ngàn năm có thể tu luyện tới đại đạo cảnh, so với linh vũ thế giới mạnh hơn nhiều. Lục Thiếu Du nhớ tới linh vũ thế giới khi trước cho dù có tu luyện một ngàn năm có lẽ, ngay cả tôn cấp cũng không đạt tới, mà hiện tại linh vũ thế giới đâu còn giống như khi trước, cũng không biết hiện tại linh vũ thế giới như thế nào rồi. Thiên phú của thế hệ trẻ tuổi trong linh vũ thế giới Lục Thiếu Du hiểu rõ, dùng thiên phú của bọn họ nếu như thế giới bên ngoài nếu như trải qua một ngàn năm không biết tu vi sẽ tới tình trạng nào rời khỏi linh vũ thế giới đã hai mươi mấy năm trong lòng lục thiếu du có chút nhớ nhung nếu như có thời gian mà nói có lẽ hắn nên trở lại đó một chút đến lúc đó cũng có thể mang một ít người trong linh vũ thế giới đi ra thế giới bên ngoài mở mang tầm mắt cũng không thể cả đời ở trong linh vũ thế giới được trước kia lục thiếu du không dám có suy nghĩ này thế nhưng tình huống bây giờ lại không giống như trước nữa trước kia ngay cả bản thân mình hắn cũng không bảo vệ được Thế nhưng hiện tại Phi Linh Môn đã đi vào quỹ đạo. Quan trọng nhất chính là thị hoang thế giới. Phi Linh Môn là căn cơ của hắn. Người linh vũ thế giới đi ra ngoài ít nhất cũng có chỗ trú chân. Nói không chừng sau khi Tiểu Long thoát hiểm, không tìm thấy hắn và mẫu đơn sẽ trở về linh vũ thế giới chờ đợi. Còn mẫu đơn, không biết hiện tại mẫu đơn thế nào. Nghĩ tới Tiểu Long và mẫu đơn, trong lòng lục thiếu du có chút chán nản, cũng không biết hai người hiện tại thế nào. Hơn 20 năm đủ để xảy ra rất nhiều chuyện. Mặc kệ trong vô sắc thế giới lần này có xuất hiện người có thiên phú tuyệt đỉnh hay không, dùng thực lực của tiểu huynh đệ và thái A, muốn chiến thắng vô cùng dễ, coi như là tới đại thiên thế giới cũng không có bao nhiêu vấn đề. Đến lúc đó vô minh thế giới chúng ta sẽ thanh danh hiển hách A, à, hướng hậu minh nói. Hướng lão ca, ba ngày sau xuất phát, đến lúc đó mong lão ca chú ý tới phi linh môn hộ ta một chút, ta nghĩ chiến thiên liên minh sẽ không đơn giản bỏ qua chuyện này. Lục thiếu du nói với hướng hậu minh, ba ngày sau phải đi tới vô sắc thế giới đối với phi linh môn lục thiếu du cũng không thể không chú ý dù sao căn cơ của phi linh môn trong vô minh thế giới còn thấp yên tâm đi diệt thiên thủy môn cũng là chuyện đã rồi chiến thiên liên minh nhất định sẽ tới tìm phiền phức thế nhưng chuyện này dù sao cũng là do bọn chúng sai trước chuyện thủ tạ lệnh ít nhất sẽ khiến cho chiến thiên liên minh không dám làm gì chuyện đã tới tình trạng này nếu như ta suy đoán không sai đến lúc đó chiến thiên liên minh còn tỏ vẻ áy náy đối với ngươi hướng hầu minh nói xong dừng lại một chút rồi nhíu mày nói thế nhưng cũng có chút phiền phức người phải chú ý một chút mới được phạm anh kỳ trong chiến thiên liên minh có chức vị hộ pháp theo ta được biết phạm anh kỳ có một sư phụ trong chiến thiên liên minh có chức vị trưởng lão thế lực sau lưng người này rất khổng lồ chủ sau lưng là một vị tông lão tông lão nhíu mày tông lão đại biểu cho thứ gì tự nhiên lục thiếu du biết rõ không ngờ hỏa quỷ đạo nhân phạm anh kỳ lại còn có tầng quan hệ như vậy nhìn vẻ mặt lục thiếu du hướng hầu minh nói tiểu huynh đệ cũng không cần lo lắng Người tới tu vi như tông lão, người nào cũng là thần long thấy đầu không thấy đuôi, mấy chục vạn nam cũng khó mà đi ra ngoài một lần, một khi được gọi là trưởng lão thì tu vi sẽ tới tuyên cổ cảnh, sợ rằng những người có tu vi như vậy cũng không để ý tới những chuyện như thế này. Uống chi chuyện này vốn phạm anh kỳ làm sai trước, mà chỉ cần tiểu huynh đệ chiến thắng trong vô sắc thế giới, coi như là có người muốn âm thầm gây phiền phức, vạn thiên liên minh ta cũng không phải dễ trêu vào, bởi vì khi đó tiểu huynh đệ đại biểu cho vạn thiên liên minh lục thiếu du cười nhạt một tiếng cũng không phải hắn e ngại chỉ là có chút ngoài ý muốn mà thôi coi như thật sự có người muốn đánh chết hắn thì tính sao coi như là hiện tại một cường giả hóa hồng cành trong truyền thuyết ở tức mặt hắn chẳng lẽ thực sự có thể đánh chết được hắn hay sao nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của lục thiếu du hướng hầu minh còn đang tưởng rằng lục thiếu du hoàn toàn không để ý có quan hệ với tuyên cổ điện lại có quan hệ với người có tu vi hóa hồng cành tự nhiên sẽ không e ngại những thứ này đây là độ cao mà người ta vốn đang đứng Đương nhiên hiện tại hướng Hồng Minh cũng không quan tâm tới những vấn đề này. Điều hiện tại hắn quan tâm nhất chính là phải hảo hảo thu cả vốn lẫn lãi từ lần thua trận trong vô sắc thế giới khi trước. Lục Đại Nhân, lần này ta tới đây là còn có một chuyện làm phiền Lục Đại Nhân. Nhìn Lục Thiếu Du, hướng vấn thiên ấp ấp úng, sắc mặt bắt đầu xấu hổ. Ồ, hướng đường chủ cứ nói đừng ngại, nếu như làm được ta nhất định sẽ không chối từ. Nhìn vẻ mặt xấu hổ của hướng vấn thiên, trong lòng Lục Thiếu Du đã đoán ra được đại khái đừng có lề mề nữa tiểu huynh đệ chính là người thẳng thắn hướng hầu minh trừng mắt nhìn hướng vấn thiên rồi lập tức nói với lục thiếu du tiểu huynh đệ tên không hiểu chuyện lần này lại gây phiền phức mấy ngàn hôm trước nhận được năm vạn ức tinh thạch thế giới trung phẩm đặt cược người ta đặt cược tiểu huynh đệ và kim viêm cùng thái a kết quả thắng lớn tỷ lệ đặt cược là một bồi một ngàn hiện tại cả hướng gia bảo cho dù táng gia bại sản cũng không trả nổi nói xong hướng hầu minh không khỏi than nhẹ số tiền lớn như vậy coi như bán hắn cũng không trả đủ. Không dối hướng lão ca, việc này trước khi các người tới ta đã biết rõ. Lục Thiếu Du gật đầu nói. Lục Đại Nhân, ta đã thăm dò ra được người đặt cược chính là Phi Linh Thương Hội. Nghe nói Phi Linh Thương Hội có quan hệ không tầm thường với Phi Linh Môn, cho nên ta muốn mời Lục Đại Nhân hỗ trợ, khoản tiền này có thể để cho hướng ra bảo ta từ từ trả sau này được không? Vẻ mặt hướng vấn thiên xấu hổ, mấy ngày nay hắn thăm dò được không ít tin tức phi linh thương hội này có quan hệ không phải nông cạn với phi linh môn thậm chí quan hệ giữa hai bên người sáng suốt đều có thể suy đoán ra vài phần lục thiếu du nhìn hướng vấn thiên nói quan hệ của phi linh môn và phi linh thương hội đương nhiên không phải nông cạn phương diện này ta có thể nói được mấy câu ngừng một lát lục thiếu du mỉm cười nói như vậy đi hướng gia bảo chỉ cần trả tiền vốn lại cho phi linh thương hội là được rồi về phần tỷ lệ đặt cược cứ coi như chưa từng có chỉ là sau này phi linh môn ở trong vô minh thế giới này mong hướng gia bảo giúp đỡ nhiều hơn lục đại nhân người người nói thực sao không phải nói dỡn đó chứ nghe vậy ánh mắt hướng vấn thiên lập tức run lên còn tưởng rằng tay mình đang nghe nhầm đây chính là năm vạn vạn ức tinh thạch thế giới trung phẩm a đây là một con số cực lớn coi như là người có tu vi mạnh mẽ cũng phải động tâm tới con số như vậy đương nhiên là thật lục thiếu du gật đầu tuy rằng năm vạn vạn ức tinh thạch thế giới trung phẩm là một khoản tài phú cực lớn nhưng mà bây giờ cũng không phải là hắn không thể có đương nhiên quan trọng nhất chính là khoản mua bán này nếu như đổi lại người xuất tiền ra là lục thiếu du sợ rằng bản thân lục thiếu du cũng sẽ không đồng ý nghe lục thiếu du nói ánh mắt hướng hầu minh sáng lên lập tức nghiêm túc nhìn qua lục thiếu du nói tiểu huynh đệ hướng hầu minh ta không phải là người không hiểu chuyện phần nhân tình này hướng hầu minh ta ghi nhớ lập tức hướng vấn thiên hướng hầu minh Tôn cao một trò chuyện với Lục Thiếu Du một lúc về vô sắc thế giới. Sau khi nhắn nhủ, một phen mới rời đi. Hướng Hồng Minh còn cố ý nhắc nhở Lục Thiếu Du, có thể che giấu thực lực thì nên cố gắng che giấu thực lực. Đến vô sắc thế giới bạo lộ toàn bộ lực thực cũng không phải là một chuyện có lợi. Vào đêm, trong đại điện, Lục Thiếu Du từ trong miệng đám người phạm thống, âm quỷ, địa long cũng biết được, bọn họ đã không chế tất cả các đại thương hội, trừ thương hội của Hướng Gia Bảo gia. Các đại thương hội, tuy rằng có chút oán hận thế nhưng cũng không dám phản kháng dù sao vốn bọn họ cho dù có táng ra bại sản cũng không trả được bây giờ còn có thể giữ cho thương hội tiếp tục tồn tại đã là chuyện không dễ rồi về phần quỵt nợ cũng không có ai dám làm ra chuyện như vậy đặc biệt là thương hội trong vạn thiên liên minh một khi dám quỵt nợ mà nói không thể nghi ngờ sẽ khiến cho danh dự của cả vạn thiên liên minh bị hủy hoại đến lúc đó đừng nói là có phi linh môn không động tới bọn họ khi đó cả vạn thiên liên minh cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ mà khi Phạm Thống biết được Lục Thiếu Du chỉ lấy lại 5 vạn đức tinh thạch thế giới trung phẩm tiền vốn từ hướng gia bảo, đã thiếu chút nữa ngã xuống đất. Nếu không phải bởi vì Lục Thiếu Du là trưởng môn, thì có lẽ hắn đã liều mạng rồi. Lục Thiếu Du cũng đành chịu, bất quá hắn giao kim đường cho Phạm Thống cũng vô cùng yên tâm. Có Phạm Thống ai cũng đừng mong chiếm được chút tiện nghi nào của kim đường. Diện tích của vô minh thế giới cũng không nhỏ, thiên thủy môn còn quản lý không ít thế giới nhỏ. Nếu vi linh môn muốn tiếp nhận không có thời gian một năm, nửa năm thì khó có thể làm được sợ rằng ngay cả một năm nửa năm cũng còn chưa đủ bởi vậy lục thiếu du nhắn nhủ với mọi người một phen nếu như gặp gỡ phiền phức thì cũng có thể đi tìm hướng gia bảo hỗ trợ nếu như gặp phiền phức lớn thì trở lại thị hoang thế giới ba ngày sau phải tiến vào trong vô sắc thế giới mấy ngày này lục thiếu du cũng không định tu luyện tu vi kẹt ở bán đạo cảnh cho dù tu luyện cũng không có hiệu quả quá lớn thứ hắn thiếu hiệu tại chính là một cơ hội nếu như có cơ hội đột phá chỉ là chuyện nước chảy thành sông mà thôi bởi vậy mấy ngày nay Lục Thiếu Du cùng với đám người Lục Thiếu Du, Kim Viên, Thái A dạo chơi khắp nơi trong vô minh thế giới, mà bên cạnh là hướng tiền trùng và tôn oánh oánh. Lúc này đại biểu của vô minh thế giới cũng chính là năm người. Người quen thuộc nhất với vô minh thế giới chính là hướng tiền trùng, hắn mang theo bốn người đi tới không ít nơi thú vị, khiến cho bốn người hào hứng bừng bừng. Tới ngày thứ ba hướng vấn thiên cũng tới phi linh môn, đem 50 vạn tinh thạch thế giới trung phẩm tiền vốn giao cho âm quỷ đồng thời tăng thêm 500 vạn tinh thạch thế giới trung phẩm. Đây chính là số tinh thạch tối đa mà hướng gia bảo có thể vận dụng được, cũng là tượng trưng cho 1% của 5 vạn vạn ức tinh thạch thế giới trung phẩm. Hướng gia bảo lần này quả thực không lấy ra được số tiền lớn như thế. Trưởng môn đã có lời, âm quỷ và phạm thống đương nhiên không dám thu, thế nhưng hướng vấn thiên lại kiên trì để lại, lần nữa tỏ vẻ áy náy, rồi mới rời đi. Chuyện này khiến cho hảo cảm của đám người phạm thống, âm quỷ đối với hướng vấn thiên tăng lên nhiều. Sau khi Lục Thiếu Du biết được chuyện này cũng có chút ngoài ý muốn, hắn cũng không nói thêm gì, mà chỉ nói với âm quỷ, phạm thống vài câu, hướng gia bảo đáng tin, sau này có thể yên tâm hợp tác với hướng gia bảo. Sáng sớm ngày thứ tư, Lục Thiếu Du, Kim Viên, Tôn Oánh Oánh, Hướng Tiền Trùng, Thái A, năm người tạm biệt mọi người rời khỏi vô minh thế giới tiến về vô sắc thế giới. Lần này người mang đám người Lục Thiếu Du đi tới vô sắc thế giới chính là mấy người có tu vi thông thiên cảnh của hướng gia bảo, cùng với một trưởng lão có tu vi đại đạo cảnh trung dài đầu lĩnh chính là linh động công tử hướng hầu minh thiên thủy môn bị diệt đường hầm thế giới trong vô minh thế giới cũng được mở ra trong vô minh thế giới cũng có đường hầm không gian trực tiếp đi tới vô sắc thế giới trên đường đi ba người lục thiếu du kim viên thái a từ trong miệng hướng hầu minh mà biết được không ít chuyện về vô sắc thế giới ngược lại tôn oánh oánh và hướng tiền trùng những năm này luôn ở trong vô sắc thế giới cho nên vô cùng quen thuộc với vô sắc thế giới vô sắc thế giới chính là trung thiên thế giới trực tiếp được diễn sinh ra từ thượng thanh thế giới năng lượng thiên địa so với tiểu thế giới còn nồng đậm hơn nhiều năng lượng trong tiểu thế giới chỉ có thể trèo chống đột phá tới thông thiên cảnh cao dai mà thôi mà trung thiên thế giới lại có thể giúp cho tu luyện ra đột phá tới tuyên cổ cảnh diện tích của trung thiên thế giới so với tiểu thiên thế giới còn lớn hơn nhiều diện tích bao la vô cùng cũng càng thêm phồn hoa có hàng tỷ sinh linh ở trong đó cường giả như mây không giống như là tiểu thiên thế giới người có tu vi thông thiên cảnh cũng ít lần này tới đó nên chú ý tới người của bốn đại thế lực lớn thế hệ trẻ tuổi của bốn thế lực lớn này đều bất phàm trong đường hầm không gian hướng hầu minh nói với lục thiếu du bốn thế lực lớn ánh mắt lục thiếu du khẽ đảo thế lực được gọi là thế lực lớn sợ rằng đều có chút bối cảnh tôn oánh oánh đã sớm không nhịn được mà nói bốn thế lực lớn này ta biết rõ chính là hoàng gia tiết gia kỳ phong thương hội và tử diễm huyền xà nhất tộc Hướng tiền trùng cũng nói tiếp, bốn thế lực lớn này chính là bốn thế lực mạnh nhất trong vô sắc trung thiên thế giới, mỗi một thế lực đều có được không ít tiểu thiên thế giới, cường giả trong tộc vô số, người trẻ tuổi cũng rất ngang ngược càn rỡ, từ trước tới nay đều không đặt người khác vào trong mắt, người trẻ tuổi của bốn thế lực lớn này có không ít người là bán hỗn độn, không ít người có thiên phú bất phàm. Hoàng gia, tiết gia, kỳ phong thương hội, từ diễm huyền xá nhất tộc, còn có kỳ phong thương hội sao? bốn thế lực lớn này lục thiếu du vừa mới nghe tới kỳ phong thương hội lập tức biến sắc lúc trước thổ phong và liệt thổ bị lục thiếu du đánh chết chính là người của kỳ phong thương hội này chẳng lẽ là an gia ngõ hẹp sao lục thiếu du cười nhạt một tiếng không biết kỳ phong thương hội có biết được thân phận của hắn hay không nếu như biết rõ sợ rằng sẽ không bỏ qua cho hắn khi đó sẽ vô cùng phiền phức mà dường như thân phận của hắn hiện tại muốn lừa gạt cũng khó có thể làm được người trẻ tuổi của bốn thế lực lớn rất mạnh sao ta cũng muốn nhìn xem một chút. kim viên trả sát tay mình luận thực lực hiện tại hắn cũng có thể tự phụ một chút. kim viên đại ca không thể chủ quan khảo nghiệm trong trấn thế tháp chính là thực lực của bản thân. lục thiếu du nói với kim viên kim viên có linh khí áo nghĩa tăng thêm bản thể hoàng kim long viên cùng với tu vi thông thiên cảnh cao giai đỉnh phong cả phải người có tu vi đại đạo cảnh sơ giai cũng có thể chống lại nhưng mà khảo nghiệm trong chấn thế tháp lại là thực lực của bản thân tác dụng mà linh khí áo nghĩa phát huy ra không phải quá lớn. Nghe vậy hướng hầu minh lập tức nói với lục thiếu du. Cũng không hẳn là như vậy, trong chấn thế tháp mỗi một tầng đều có không gian cực lớn, mỗi một tầng đều có nguy hiểm, kể cả ảo cảnh cũng có. Dựa theo quy tắc, tất cả những người dự thi xảy ra chuyện gì trong chấn thế tháp cũng không có ai quản. Vô sắc trung thiên thế giới muốn chọn ra 10 thanh niên đồng lứa, cho nên tuyệt đối không chỉ dựa vào người có thực lực cường hãn, thủ đoạn cũng quan trọng giống như thực lực bản thân vậy, tiểu huynh đệ hiểu chưa? Ánh mắt lục thiếu du khẽ đổi. Nói cũng đúng, Động thủ trong chấn thế tháp cũng không có ai quản, sinh tử trong chấn thế tháp là do số mệnh, đúng không?" Hướng Hầu Minh gật đầu nói. "Đúng vậy, Trung quy nên cẩn thận một chút, có một ít người tham gia vạn thế đối quyết biết rõ mình không có hy vọng trở thành 10 người cuối cùng cho nên vô cùng thích giết người đoạt bảo trong chấn thế tháp, chuyện này cũng rất bình thường." "Hắc hắc, loại quy tắc này ta thích." Lục Thiếu Du cười hắc hắc nói, "Loại quy tắc này thích hợp với hắn nhất." "Chúng ta sắp tới rồi, chuẩn bị cho tốt đi." bốn thế lực lớn thì sao chứ lần này tới phiên vô minh tiểu thiên thế giới chúng ta lộ diện trong mắt của hướng hồng minh bắn ra tinh mang lần này tới đây có chuẩn bị thiệt thòi lần trước lần này hắn phải lấy lại toàn bộ coi như không lấy lại toàn bộ cũng không sao chỉ cần vô minh tiểu thiên thế giới hãnh diện một lần khiến cho đám người kia rung động là được linh vũ thế giới tại một hải vực bao la giữa mặt biển mênh mông có một khối đại lục bao la một tòa đại điện ngàn thước sừng sững hiện lên xuyên thẳng tới phía chân trời giống như cự long ngẩng đầu su su ngoài vùng biển có mấy đạo thân ảnh từ đằng xa phá không mà tới tổng cộng có mười đạo thân ảnh sau mấy cái lắc mình mười đạo thân ảnh lập tức xuất hiện trên không trung nơi này mười đạo thân ảnh này nhìn qua đều chừng mười tám mười chín cùng với hai mươi tuổi thế nhưng khí chất lại vô cùng tự nhiên năm nam năm nữ mười người này xuất hiện cùng một chỗ đủ để hấp dẫn vô số ánh mắt nam tuấn lãng bất phàm khí vũ hiên ngang năm nữ nhân đều xinh đẹp như trích tiên hoặc là thanh nhã, cao quý, hoặc là hấp dẫn như thiên thành, mỗi một người đều xinh đẹp tới mức khiến cho thiên địa động tâm. Trừ trên người một thiếu nữ có yêu khí nhàn nhạt ra, thì năm nam bốn nữ còn lại đều có một điểm giống nhau, con mắt thanh tịnh, nhanh nhẹn, khóe miệng không tự chủ được mà nhếch lên tạo thành đường cong giống nhau như đúc, đường cong này mang theo tà khí nhàn nhạt. Lão đại, huynh nói xem lão gia hỏa kia lần này có cho chúng ta rời khỏi đây hay không? Đúng vậy, lão đại, thực lực của lão gia hòa kia dường như so với chúng ta còn mạnh hơn chúng ta có liên thủ cũng không đấu lại hắn a thân ảnh mười người rơi xuống không trung hải vực nhìn đại điện to lớn thông thiên trước mặt vẻ mặt biến ảo bất định trong mười người này có hai người dẫn đầu bộ dáng chừng hai mươi tuổi nam vẻ mặt như điêu khắc ngũ quan góc cạnh rõ ràng mái tóc đen nhánh rậm rạp dưới mày kiếm là đôi mắt to đen nhánh lộ ra tinh mang lúc này lẳng lặng đứng trên không trung khí thế toàn thân khiến cho mọi người có cảm giác giống như một ngọn núi lớn không thể dung chuyển vô cùng mênh mông nguy nga thiếu nữ kia cũng vô cùng động lòng người mắt sáng như sao mái tóc đen nhánh buộc ở sau đầu khí chất trên người vô cùng cao ngạo hai người chính là lục kinh vân cùng với lục du thược của lục gia mà đám người khoé miệng mang theo tà khí sau lưng hai người chính là đám người lục doanh lục thành lục trực lục phương lục âm lục tượng thanh danh hiển hách cuối cùng là bối nhi mấy tiểu gia hỏa này những năm gần đây đã sớm siêu phàm thoát tục so với lục thiếu du lúc trước còn mạnh hơn lục kinh vân nhìn qua đại điện thông thiên cực lớn trước mắt ánh mắt biến ảo cúi đầu nói với đám người lục du thược lục doanh chung quanh rồi nói dựa theo kế hoạch trước khi tới lần trước lão gia hỏa kia nói chỉ cần chúng ta tới ngộ chân cảnh là có thể để cho chúng ta ra ngoài tìm phụ thân hiện tại chúng ta cũng đã tới ngộ chân cảnh có lẽ hắn sẽ để cho chúng ta ra ngoài lão đại Huynh đừng quên lão gia hòa kia nói chuyện chưa bao giờ giữ lời a. À. Một thiếu nữ mặc y phụ màu trắng có vẻ không tin lời của lão gia hòa trong miệng lục kinh vân. Thiếu nữ này có đôi mắt to, ánh mắt giống như minh châu, khuôn mặt giống như búp bê, vô cùng đáng yêu. Cách ăn mặc rõ ràng có phong cách giống như lam linh, lộ ra vài phần nóng bỏng và dạ tính, chính là lục xảo nhỏ tuổi nhất. Ai nói, ta nói chuyện không giữ lời, mấy tiểu hỗn đàn nhà các ngươi, mỗi ngày đều nói bậy sau lưng ta, nói đủ chưa? ngay khi lục xảo vừa mới dứt lời trên không trung đột nhiên vang lên một đạo thanh âm già nua đạo thanh âm già nua này vừa dứt gợn sóng trong không gian bắt đầu chấn động trước mặt mọi người trong lúc vô thanh vô tức xuất hiện một lão già tập tĩnh tuổi chừng 60, trên mặt có vết nhăn nhàn nhạt thế nhưng nhìn qua tràn ngập sức sống thân thể có chút tập tĩnh thế nhưng ánh mắt lại thâm thúy giống như nhìn thấu vạn vật bên trong còn có chấn động nhàn nhạt khiến cho linh hồn người ta lắc lư không ngớt Lão giả này mặc một bộ trường bào màu nhạt Giống như đã vạn năm rồi chưa từng giặt rũ qua Thế nhưng nhìn qua không nhiễm lấy một hạt bụi Lúc này hai mắt đang trợn ngược nhìn mười người Ánh mắt đảo qua mười người Cuối cùng nhìn vào một thiếu nữ mặc bộ y phục màu trắng Nhìn qua có vẻ tê mát Yêu nhã Vô tư mà không mất đi sự trang nhã Lão giả này nói Lục âm Chính là tiểu gia hỏa nhà ngươi vừa mới nói sao Ngươi nói xấu về lão đầu tử ta nhiều nhất chính là ngươi đúng không Ảnh ra ra không phải con nói xấu người a à. con biết rõ tất cả mọi việc trong thế giới này đều không tránh khỏi dò xét của ảnh ra ra con làm sao có thể nói xấu người được chứ ánh mắt lục âm khẽ đảo trong mắt hiện lên vài phần giảo hoạt thân ảnh xinh đẹp đi tới trước người lão già tập tính nhẹ nhàng kéo cánh tay lão già này bờ môi son khẽ chu lại có chút ủy khuất thấp giọng nhỏ nhẹ ảnh ra ra chúng con đều tới ngộ chân cảnh rồi chúng con đều nhớ phụ thân không biết lần này người có thể để cho chúng con ra ngoài tìm phụ thân được không Lão già tập tĩnh này chính là lão ảnh, nhìn mười người trước mặt, ánh mắt trong suốt, thanh thịnh chớp động, trong tay xuất hiện mười chiếc nhẫn chữ vật giao cho mười người rồi mở miệng nói. Trong này là một ít tinh thạch thế giới, các ngươi nên cất kỹ. đa tạ ảnh ra ra, khuôn mặt đang ủy khuất của lục âm lập tức cười cười, tuy rằng nhìn qua trẻ trung, thế nhưng khí chất xinh đẹp như U Lan lại giống mẫu thân bạch linh như đúc, hấp dẫn tự nhiên, chỉ thiếu đi vài phần lạnh lùng, lại thêm mấy phần dáng yêu, xảo hoạt tất cả mọi chuyện bên ngoài trong những năm này ta đang giảng giải không ít cho các ngươi sau khi rời khỏi đây nên chú ý an toàn tu vi ngộ chân cảnh ở bên ngoài không là gì cả lão ảnh nói xong ánh mắt nhìn vào bối nhi nói đặc biệt là nha đầu nhà ngươi chỉ mới vừa vặn đột phá tới phá giới cảnh mà thôi ảnh lão ta sẽ chú ý tới bối nhi lục kinh vân nói ánh mắt có chút kỳ quái những năm này lão ảnh này một mực không cho bọn họ ra ngoài trước kia nói là phải tới phá giới cảnh cho nên bọn họ cố gắng tu luyện sau khi toàn bộ đột phá tới phá giới cảnh ảnh lão lại trực tiếp đổi ý nói là phải tới ngộ chân cảnh mới được không ngờ lại đổi ý rất nhiều lần những năm này chín huynh muội bọn họ ngược lại nhận được không ít chỗ tốt từ ảnh lão không có việc gì cũng chạy tới đây một vòng trung quy cũng có chút thu hoạch lão ảnh liếc nhìn lục kinh vân phất tay một cái trên sương mù ở đại điện sau lưng chấn động giống như vận đổi sao rời lập tức xuất hiện một vòng xoáy không gian cực lớn nói sau khi rời khỏi nơi này cẩn thận một chút chú ý kẽ hở hỗn loạn của thế giới. Đa tạ ảnh lão, đúng rồi, nếu như các mẫu thân tới tìm chúng ta thì người cứ nói chúng ta rời khỏi linh vũ thế giới, đợi sau khi tìm được phụ thân chúng ta sẽ trở về. Lục Kinh Vân gật đầu nói với ảnh lão, sau đó thân ảnh tựa như tia chớp nhảy ra, mười đạo thân ảnh giống như cầu vồng lập tức nhảy vào trong vòng xoáy không gian rồi biến mất không thấy. Lục Kinh Vân, Lục Âm, Lục Xảo, các ngươi dám lừa cô cô, có phải đôi cánh đã cứng cáp rồi đúng không? ngay khi 10 người vừa mới tiến vào vòng xoáy trong không gian, phía trước vang lên một tiếng quát, lập tức có mấy đạo thân ảnh trực tiếp lướt tới, theo đuôi tiến vào trong vòng xoáy không gian. Tam muội, cẩn thận. Lần nữa có mấy đạo thân ảnh tiến tới, sau đó phá không xuất hiện, tiếp đó lập tức xuất hiện trên không trung, dẫn đầu là một người mặc trường bào màu, màu xám, ánh mắt như sao, bàn chân đập mạnh hư không, tiếp đó lập tức đi tới trước mặt lão ảnh rồi nói. Ảnh lão, mấy tiểu gia hỏa và tam muội đi ra ngoài ta cũng nên đi coi chừng bọn họ, mong ảnh lão thành toàn. Tiền bối, để cho chúng ta ra ngoài một chút đi à, trách nhiệm của linh vũ thế giới không thể để cho một mình người gánh vác được. Mong tiền bối thành toàn. Hai đạo thân ảnh xuất hiện theo dương quá, từng khuôn mặt lạnh lùng mà anh Tuấn, nhìn qua có vẻ cuồng ngạo, thân thể cao ngất, trường bào tung bay, ánh mắt đen nhánh mà thâm thúy lộ ra ánh mắt, khiến cho linh hồn mọi người run run. Một người khác có thân thể to lớn mang theo khí thế chống trời, hai mắt phảng phất giống như trăng sáng, mái tóc trắng không gió mà bay. Hai người này đạp không mà đứng, thế nhưng đều khiến cho mọi người có cảm giác mênh mông không thể dung chuyển, giống như nhìn vào tinh không mênh mông vậy, khiến cho từ sâu trong linh hồn không dám phản kháng. Hai người này chính là nam thúc độc cô ngạo nam và trí thánh đại đế. Đi đi, ra ngoài nên cẩn thận một chút, vạn nhất có việc có thể nghe ngóng thị hoang thế giới. Ánh mắt lão ảnh khẽ đổi, phất tay nói với ba người. Đa tạ. Thân ảnh ba người lóe lên, thân thể hóa thành ba đạo cầu vồng lập tức lướt vào vòng xoáy trong không gian. Lão ảnh nhìn về phía xa, miệng nói. Hai người các ngươi còn muốn trốn tới bao giờ, còn không mau ra. Ảnh lão. Lão ảnh vừa mới dứt lời, hai đạo thân ảnh một nam một nữ lăng không hiện lên, nam mặc trường bào màu lam, khuôn mặt tuấn lãng bất phàm, đang nở nụ cười vui vẻ. Nụ cười này đủ để khiến cho toàn bộ nữ tử trong thiên hạ si mê. Nữ nhân kia thì mặc bộ cầm bào màu tím nhạt, yêu nhã lăng không đứng, đôi mắt giống như ngọc thạch chuyển động khuôn mặt thanh tú động lòng người có khí chất thánh khiếu thần thái tựa như tiên tử tư thái trác tuyệt các người có biết đạo thiên địa hay không lão ảnh nhìn hai người rồi nói mái tóc đen nhánh của nữ nhân kia xõa xuống vai tựa như một thác nước trong đêm trăng u tĩnh hai mắt nhìn về phía lão ảnh rồi nói nhỏ ảnh lão chúng ta đã biết rõ đi đi về sau con đường ở dưới chân của các người là phúc hay là họa phải xem ý trời lão ảnh nhẹ nhàng phất tay nói với hai người đa tạ ảnh lão hai người vừa mới dứt lời lập tức tiến vào vòng xoáy trong không gian ở trên đại điện sau khi hai người tiến vào vòng xoáy trong không gian dần dần biết mất trên trời xanh vô số ngôi sao lại xuất hiện mây mù lượn lờ ta vẫn xem thường năng lực của thế giới hỗn độn a cũng được để cho đám người này đi xông xáo cũng tốt không biết nếu như tiểu tử kia gặp phải mọi người sẽ như thế nào lão ảnh cười nhạt một tiếng thân ảnh lập tức biến mất trên không trung cả không gian mênh mông lập tức yên tĩnh đại điện khổng lồ được sương mù dày đặc bao phủ bên trong cả đại điện giống như biến mất hoàng hôn mặt trời ngà về phía tây cả không trung được áng mây đỏ bao phủ đem trọn phiến sơn mạch phía dưới che lại trong quần sơn xanh biết có không ít kiến trúc trong đình viện tinh xảo có một thân ảnh xinh đẹp đang đứng nữ tử này mặc một bộ y phục mỏng bằng lụa màu xanh da trời bên hông còn thắt nơ tạo hình con bướm nhìn qua vô cùng thanh nhã thân ảnh thướt tha khí chất thanh nhã mặc kỳ ngày mai phải tiến vào trong trấn thế tháp chuẩn bị thế nào rồi một lão già ở sau lưng nữ tử này nhìn như già nua thế nhưng ánh mắt lại sáng láng khí chất bất phàm nữ tử này quay đầu lại mái tóc đen sau đầu được vén lên da thịt óng ánh như ngọc khuôn mặt không chút son phấn thế nhưng nhìn qua lại tao nhã thoát tục nữ tử nhìn thấy lão già lập tức mở miệng nói phụ thân mục tiêu lần này của con là thế giới hỗn độn trấn thế tháp chỉ là bắt đầu che giấu lâu như vậy chính là vì vạn thế đối quyết lão già này khe thở dài nói thái tổ gia gia của tiết gia chúng ta vài vạn năm trước chỉ dừng chân ở bước cuối cùng chỉ có thể tiến vào địa giới sau đó thái gia 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 của con chỉ có thể tiến vào nhân giới mà ta kém cỏi nhất ngay cả nhân giới cũng không vào được vì thế mà tiết gia chúng ta hiện tại có được là do thái tổ cùng với tất cả trưởng bối từng bước giành lấy dùng thực lực liều mạng may mắn khi ta có một nữ nhi như con bằng không quả thực ta phải xin lỗi tiết gia phụ thân vì tiết gia vì người con sẽ cố hết sức nữ tử mặc y phục màu xanh ra trời nói trên khuôn mặt tao nhã là đôi mắt đen nhánh vô cùng rung động lòng người ừm dùng thực lực của con ngày mai chỉ là dạo chơi mà thôi thế nhưng cũng nên chú ý ba gia tộc hoàng gia kỳ phong thương hội tử diễm huyền xà nhất tộc ta nghe nói lúc này gia tộc bọn họ cũng xuất hiện mấy người bất phàm vạn thế đối quyết lần này xem ra bọn họ cũng có ẩn tàng à lão già này nói nữ tử mặc y phục màu xanh ra trời nói con sẽ chú ý trấn thế tháp chỉ là dạo chơi mà thôi quyết đấu chính thức chính là bên ngoài vô sắc thế giới bên ngoài kiến trúc bao la khôn cùng là dòng người hối hả vô cùng phồn hoa tiếng động lớn vang vọng dòng người tấp nập giữa không trung không ngừng có khôi lỗi tọa giá xẹt qua còn có thân ảnh xẹt qua không trung tất cả mọi người dường như đều đi về một hướng năng lượng thiên địa thật là nồng đậm trên không trung một sơn mạch lục thiếu du lơ lửng trên không trung đồng thời còn hít sâu một hơi năng lượng thiên địa trong này nồng đậm tới tình trạng khủng bố sau khi hít sâu một hơi dường như cũng có thể hít vào không ít năng lượng thiên địa hít thêm mấy cái giống như có năng lượng thiên địa bị hỗn độn âm dương quyết luyện hóa vậy đây không hổ là trung thiên thế giới a à? năng lượng thiên địa quá nồng đậm nếu như tu luyện trong này so với trong tiểu thế giới còn mạnh hơn nhiều kim viên cảm thán nói người bình thường không chịu được như vậy ở lại trong vô sắc thế giới một năm phải giao ra tinh thạch thế giới. Đối với người bình thường mà nói, chính là một con số thiên văn. Bằng không ai nguyện ý ở trong tiểu thiên thế giới, tất cả đã sớm chạy tới trung thiên thế giới rồi. Tôn oánh oánh nói với Kim Viên. Chúng ta đi vào trong vô sắc thành thôi, ngày mai phải đi vào trong trấn thế tháp. Nếu như buổi tối có rảnh các người có thể dạo chơi một vòng trong vô sắc thành một chút. Thời điểm này trong vô sắc thành nhất định vô cùng tấp nập, náo nhiệt phi thường, những chuyện khác cứ để ta đi sắp xếp. Hướng hầu minh nói. Các đường tỷ của ta có lẽ cũng tới vô sắc thành, một lát nữa ta sẽ đi tìm bọn họ. Tôn oánh oánh nói. Trong đám kiến trúc liên miên giống như vô hạn có một mảnh kiến trúc to lớn, mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở nơi này, trong đó có hai thanh niên khí độ bất phàm, mắt bắn ra tinh mang, toàn thân lộ ra khí chất kiệt ngạo. Trong đó có một người ôn hòa hơn không ít, khí tức thu liễm, khuôn mặt tuấn lãn, khiến cho người ta nhìn qua không nhịn được muốn thân cận vài phần. Linh hổ, linh ngọc, ngày mai tiến vào trấn thế tháp phải dựa vào các ngươi rồi một lão già mặc hoa phục nói với hai người bộ dáng của hắn so với hai người thanh niên này có ba phần tương tự phụ thân con biết rồi trong vô sắc thế giới này chúng ta muốn đi ngang không phải là dễ như trở bàn tay sao thanh niên kiệt ngạo lơ đễnh nói trường bào trên người run run lập tức nói với thanh niên ôn hòa kia ca ca buổi tối đệ hẹn người ta đi ra ngoài dạo chơi một vòng huynh có đi không ta còn có việc đệ đi đi Thanh niên ôn hòa nói. Linh hổ, nếu như con muốn đi ra ngoài, thì tới Thải Vân Thương hội một chuyện. Nghe nói Thải Vân Thương hội thừa dịp vạn thế đổi quyết xảy ra mà tối hôm nay sẽ đấu giá một phần bổn nguyên của áo nghĩa linh hồn. Con và đại ca con tuy rằng đều dung hợp linh hồn bổn nguyên, thế nhưng loại bảo vật này có thể thu vào trong tay thì nên cố gắng thu vào trong tay. Đám lão nhân như chúng ta không tiện ra ngoài, nghe nói không ít thế lực đều đã chuẩn bị không ít, bắt buộc phải thu được phần áo nghĩa bổn nguyên này. Hừ, không ngờ thải vân thương hội kia lại cam lòng mang bổn nguyên của áo nghĩa linh hồn ra đấu giá thanh niên kiệt ngạo gọi là linh hồ kia hơi nhẹ một tiếng trong mắt lập tức bắn ra tinh mang nói phần bổn nguyên áo nghĩa linh hồn này là của con những năm này thải vân thương hội không ngừng khuếch trương hiện tại mơ hồ đã ở dưới bốn thế lực lớn chúng ta lần này lại lấy bổn nguyên của áo nghĩa linh hồn ra đấu giá có lẽ chỉ muốn thừa dịp tất cả các thế lực lớn hội tụ tại vạn thế đối quyết mà làm ra một chút thanh danh mà thôi sắc mặt lão già dần dần âm trầm hơn một chút rồi nói thái vân thương hội cùng với phi linh thương hội kia cấu kết với nhau hai thương hội này tường kỳ phong thương hội chúng ta không dám động gì tới chúng hay sao sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày ta nhổ tận gốc thải vân thương hội mới tiêu được mối hận trong lòng phụ thân chỉ là một thải vân thương hội mà thôi sớm muộn gì cũng có một ngày con sẽ diệt thải vân thương hội này người thanh niên kiệt ngạo gọi là linh hồ kia trầm giọng nói trong mắt hiện lên hàn ý còn có cái gọi là phi linh môn kia, phi linh thương hội, đến lúc đó đừng để cho con gặp được. Nếu như gặp được, con nhất định sẽ cho bọn chúng đẹp mặt, nhị đệ, không thể chủ quan. Phi linh thương hội kia cùng Thải Vân thương hội không phải dễ đối phó. Sau lưng phi linh môn chính là vạn tù chi tôn huyết thiên đế, dùng thế niết bàn, chính là một nhân vật lợi hại. Lão gia hỏa sau lưng Thải Vân thương hội vẫn còn tồn tại, bằng không Thải Vân thương hội cũng không dám làm càn, khoách trương như vậy. Thanh niên ôn hòa nói với Linh Hồ. Linh Hồ, con phải học đại ca con một chút nếu như con có thể trầm ổn như đại ca con sợ rằng tu vi cũng sẽ không dưới đại ca con lão già nhìn hai người ánh mắt càng thêm âm trầm nói vạn thế đối quyết lần này chỉ cần các con có thể tiến vào thượng thanh thế giới đến lúc đó muốn áp chế thải vân thương hội sẽ vô cùng đơn giản trạng vạng tối trên không trung đại thành liên miên mênh mông giống như không có điểm cuối có không ít dặng mây đỏ lơ lửng thật là náo nhiệt à trên con đường rộng lớn trong dòng người hối hả tiếng người huyên náo kim viên kêu lên một tiếng cảm thán nói vô sắc thành này cũng quá lớn a à, so với thiên thủy thành còn lớn hơn nhiều tôn oánh oánh dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn kim viên nói vạn thế đối quyết diễn ra ở đây đương nhiên người sẽ nhiều như vậy lục thiếu du đứng ở trong đại thành to lớn như vậy cũng có chút động dung lúc này hắn giống như một con kiến trên đường phố có không ít tu luyện giả bài hàng ở hai bên đường loại tu luyện giả bày hàng ở hai ven đường này cơ hồ đều bán một ít đồ vật mình không dùng được hoặc là trao đổi một ít thứ gì đó linh khí đan dược dược liệu tài liệu luyện khí còn có một ít vật cổ quái hoặc là quý hiếm vô số cửa hàng bày hai bên nếu như vận khí tốt quả thực có thể kiếm được thứ tốt trong đó ngoại trừ những cửa hàng về hè hai bên đường như vậy còn có các cửa hàng lớn hai bên cần gì cũng có khiến cho người ta nhìn vào không khỏi cảm thấy hoa mắt vừa rồi đường thúc ta nói đường tỷ được người hoàng gia mời đi có lẽ ở gần đây chúng ta đi tìm bọn họ một chút tôn oánh oánh nhìn bốn phía một lát rồi nói đường tỷ ngươi cũng tới tham gia vạn thế đối quyết sao thực lực như thế nào lục thiếu du hiếu kỳ hắn cũng nghe nói tôn gia ở trong vô sắc thế giới cũng là một đại tộc danh môn tuy rằng thế lực kém hơn hoàng gia tết gia kỳ phong thương hội cùng tử diễm huyền xa kia thế nhưng cũng chỉ dưới bốn thế lực lớn này mà thôi thực lực của đường tỷ ta so với ta mạnh hơn nhiều là người vinh dự được gọi là người trẻ tuổi mạnh nhất trong mấy ngàn năm qua của tôn gia ta cũng là hy vọng lớn nhất của tôn gia trong vạn thế đối quyết lần này đương nhiên ta cũng là hy vọng của tôn gia tôn oánh oánh không quên nhắc nhở mọi người một chút rồi lập tức nói tiếp về phần thực lực của đường tỷ ta gia tộc luôn không đề cập tới bất quá ta có thể vụng trộm nói cho các ngươi biết thực lực của đường tỷ ta đã sớm đạt tới thông thiên cảnh cao gia đình phong mạnh như vậy sao Kim Viên ngạc nhiên một hồi, con trẻ như vậy mà đã có tu vi thông thiên cảnh cao gia đình phong, tuyệt đối có thiên phú hơn người. Đường tỷ ta còn có chút thủ đoạn, coi như gặp phải người có tu vi đại đạo cảnh sơ giai, cũng có thể chống lại một hai, so với ta còn mạnh hơn. Tôn oánh oánh khẽ nói, đám người trẻ tuổi có thiên phú bất phàm trong vô sắc thế giới không ít, cũng không thể xem thường tất cả bọn họ. Trong lòng Lục Thiếu Du có chút dao động, so với vô sắc thế giới, tuy rằng linh vũ thế giới là thế giới hỗn độn, thế nhưng cách biệt còn rất lớn muốn đem linh vũ thế giới phát triển tới tình trạng như đại thế giới bên ngoài hiện tại sợ rằng còn mất một khoảng thời gian không ngắn một chút nào buổi tối hôm nay thải vân thương hội có đấu giá hội nghe nói còn có bổn nguyên của áo nghĩa linh hồn mang ra đấu giá nghe nói đêm này còn có đấu giá thiểm điện khôi lỗi tọa giá a à? từng tiếng nghị luận truyền tới nghe vậy ánh mắt lục thiếu du nhảy lên thân thể dừng lại thì thào nói bổn nguyên của áo nghĩa linh hồn khôi lỗi tọa giá thiểm điện sao vậy Tôn Oánh Oánh thấy Lục Thiếu Du dừng bước lập tức hỏi. Thải Vân Thương Hội ở nơi nào? Lục Thiếu Du ngẩng đầu hỏi. Đêm nay chúng ta đi Thải Vân Thương Hội, nhìn qua đấu giá hội kia một chút. Trên một quang trường to lớn có vô số người tụ tập lại một chỗ, có một kiến trúc hình vòng tròn cực lớn, diện tích lớn tới dọa người. Bốn phía kiến trúc hình tròn này đều có cửa tiến vào, còn có vô số người xếp thành hàng dài, tất cả đều đang xếp hàng chờ tiến vào bên trong. Đám người rậm rạp chằng chịt giống như con kiến, liếc nhìn căn bản không thấy tận cùng. Phi vào hôm nay là 2.000 tinh thạch thế giới sơ phẩm, bổn nguyên áo nghĩa linh hồn cũng không phải lúc nào cũng có thể nhìn thấy, còn có khôi lỗi tọa giá thiểm điện, cơ hội không thể bỏ qua à. Mấy vé cuối cùng có giá 3.000 tinh thạch thế giới sơ phẩm, không nhanh sẽ không còn. Trên quảng trường tùy thời đều thấy được có vô số người lén lút chào hàng thứ gì đó. Cho ta năm vé vào trong. Nam đạo thân ảnh đáp xuống trước người một thanh niên có vẻ nhanh nhẹn, mấy người này chính là lục thiếu du, kim viên tôn oánh oánh hướng tiền trùng chư vị ngại quá tấm vé cuối cùng vừa mới bán xong thanh niên này ngẩng đầu nhìn năm người rồi phất tay nói giống như sợ bị năm người đoạt tinh thạch thế giới trong tay hắn vậy người này lập tức rời khỏi đây mới đây mà đã không còn rồi hừ tôn oánh oánh phiền muội dậm chân một cái nói người thải vân thương hội hôm nay tại sao lại nhiều như vậy hiện tại chúng ta không vào được phải làm thế nào bây giờ không sao chúng ta đi thử vận may một chút, nói không chừng còn có cơ hội đi vào. Lục Thiếu Du nhíu mày, đám người tôn oánh oánh cũng chỉ có thể bán tin bán nghi nhìn qua Lục Thiếu Du, năm người lập tức đi về phía cửa vào. Chư vị, nhân số của đấu giá hội đã đầy, mời chư vị trở về cho. Xin lỗi chư vị. Ở lối vào có không ít người của Thải Vân Thương Hội đang khách khí nói với hàng dài người xếp hàng bên ngoài, có người mang theo vẻ mà thất vọng rời đi, còn có người bồi hồi, cũng có không ít người đang mắng to. Chư vị, thực sự ngại quá, nhân số bên trong đấu giá hội đã đủ, mời chư vị trở về. Năm người lục thiếu du vừa mới đi tới cửa và lập tức bị đệ tử Thải Vân Thương hội khách khí ngăn lại bên ngoài cửa. Không biết người có thể sắp xếp một chút được không? Lục thiếu du nghe vậy nhanh tay giơ một lệnh bài bằng bà ngọc ra trước mặt đệ tử của Thải Vân Thương hội này. Đệ tử Thải Vân Thương hội này nhìn thấy lệnh bài bằng bà ngọc này, sắc mặt lập tức biến đổi, nhanh chóng nói. Mấy vị đại nhân chờ một chút, ta đi mời chúng trưởng lão. Dứt lời đệ tử này đã vội vàng chạy vào bên trong đồng thời để mấy đệ tử còn lại tiếp đón năm người lục thiếu du hướng tiền trùng nghi hoặc hỏi lục đại nhân thứ người vừa mới rơi ra là gì vậy tại sao thải vân thương hội lại nề mặt như vậy a à? bởi vì người này xưng huynh gọi đệ với gia gia mình cho nên dọc đường đi hướng tiền trùng vô cùng câu nệ với lục thiếu du trước kia thải vân thương hội đưa ta một ít đồ hy vọng lần này có chút tác dụng lục thiếu du cười nói trước kia an thi giao đưa cho hắn thẻ khách quý của thải vân thương hội nghe nói lại là đẳng cấp cao nhất hy vọng có thể có tác dụng không biết lục thiếu du vừa mới nói xong trong khoảng thời gian ngắn đã có mấy đạo thân ảnh vội vàng đi tới đạo thân ảnh dẫn đầu nhìn thấy năm người vừa mới mở miệng đã lập tức im bặt dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn vào kim viên kim viên cũng dùng ánh mắt ngoài ý muốn nhìn người vừa mới tới này đây chính là một trong những trưởng lão mà ban đầu kim viên gặp ở trong hắc thủy giam ngục của thị hoang thế giới người này gọi là ám thủy trưởng lão ám thủy trưởng lão đã lâu không gặp lục thiếu du cũng có chút ngoài ý muốn hắn không ngờ lại gặp người quen vị này chính là ám thủy trưởng lão nhìn qua lục thiếu du hắn có cảm giác giống như đã từng quen biết đối phương thế nhưng làm cách nào cũng không nhận ra được cho nên hắn mới nhìn kim viên nghi hoặc hỏi trong năm người này hắn cũng chỉ nhận ra kim viên mà thôi trong lòng hắn cũng có chút kinh ngạc chuyện bên trong thị hoang thế giới hắn đã sớm biết rõ hắn cũng biết kim viên là nhân vật quan trọng của phi linh môn bởi vậy thái độ cực kỳ khách khí Ám thủy trưởng lão, đây là thiếu du huynh đệ của ta, trưởng môn Tây phương cầu bại của thất sát môn trước đó chính là lục thiếu du. Kim Viên cũng có chút khách khí, thực lực của ám thủy trưởng lão này không kém, không biết là bán hỗn độn hay là ngụy hỗn độn, thế nhưng thực sự đã là đại đạo cảnh cao dai Nghe lời nói của Kim Viên, khuôn mặt ám thủy trưởng lão ngày càng nghi hoặc... Thế à thế thế nói, sư phụ của ta trước kia chính là Tây phương cầu bại, chẳng qua khi đó chỉ dùng một ít thủ đoạn dịch dung mà thôi đây mới là bộ dáng chân thật của sư phụ ta. Thì ra là vậy. Ám thủy trưởng lão, nghe vậy ánh mắt lập tức động dung, trong thị hoang thế giới hắn đã tận mắt nhìn qua thực lực của lục thiếu du này. Lục thiếu du này có thể chống lại người có tu vi tuyên cổ cảnh, đơn rằng người này còn có thể dùng một cái tát chụp chết người có tu vi đại đạo cảnh cao gia đình phong. Hắn cũng hiểu rõ thất sát môn có địa vị trong thị hoang thế giới, huống chi phi linh thương hội có quan hệ vô cùng sâu với thất sát môn. Ám thủy trưởng lão càng thêm khách khí, vội vàng ôm quyền thi lễ nói. Không ngờ lục trưởng môn đại giá Quang Lâm, chúng ta không tiếp đón từ xa, mong lục trưởng môn thứ lỗi. Lục thiếu du ôm quyền đáp lại. Ám thủy trưởng lão khách khí rồi, nghe nói hôm nay Thải Vân Thương hội có đâu giáo hội, chúng ta định tới mở mang tầm mắt một chút, thế nhưng dường như tới chậm một chút, không biết ám thủy trưởng lão có thể sắp xếp một chút cho chúng ta được hay không, chỉ cần để cho chúng ta mở mang tầm mắt là được rồi. Ám thủy trưởng lão nghe vậy vội vàng vươn tay mời, nói chỗ ngồi bình thường đã đầy bất quá ta sẽ đi sắp xếp một gian khách quý cho lục trưởng môn nếu như có gì cần lục trưởng môn cứ việc mở miệng đa tạ lục thiếu du gật đầu cảm tạ năm người lập tức theo ám thủy trưởng lão đi vào trong đấu giáo hội mặt mũi lớn như vậy sao thế lực của thải vân thương hội cũng không nhỏ à ngược lại tôn oánh oánh và hướng tiền tùng thấy trưởng lão của thải vân thương hội cũng nể tình như vậy cho nên trong lòng vô cùng chấn động trong đấu giáo hội sự to lớn của không gian bên trong đã vượt quá sự tưởng tượng của lục thiếu du khi ở trong linh vũ thế giới đấu giáo hội lớn nhất của phi linh môn hiện tại cũng chỉ có thể chứa được 10 vạn người mà đấu giáo hội này ít nhất cũng có 50 vạn người tụ tập tạo thành hình vòng tròn tổng cộng có 4 tầng 3 tầng trước mỗi một tầng đều có hơn chục vạn người rậm rạp diện tích cực lớn khiến cho người ta líu lưỡi mà trên tầng thứ tư chỉ có hơn trăm phòng mỗi một phòng đều vô cùng xa hoa mà không mất đi vẻ tinh xảo trong đấu giáo hội lúc này đã vô cùng tấp nập không còn chỗ ngồi tiếng nghị luận ầm ĩ quanh quần trong đấu giáo hội vô cùng ồn ào dưới sự dẫn dắt của ám thủy trưởng lão năm người lục thiếu du dưới vô số ánh mắt đi tới một căn phòng khách quý trên tầng thứ tư sau khi khách sáo một phen ám thủy trưởng lão lập tức cáo từ lui ra ngoài nhiều người như vậy chỉ tính riêng phí vào cũng đã phá tài à năm người ngồi xuống kim viên cảm thán nói trong đấu giáo hội lúc này có mấy chục vạn người à sư phụ trong này có không ít cường giả dường như cũng có không thiếu khí tức mịt mờ Thái A thấp giọng nói với Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du không nói gì, sau khi tới tầng thứ tư lập tức có không ít khí tức mị mờ do xét tới, có vài cỗ khí tức cực kỳ hùng hậu, sợ rằng chính là đại đạo cảnh. Chuyện này khiến cho trong lòng Lục Thiếu Du không khỏi cảm thán, không hổ là trung thiên thế giới, khắp nơi đều là cường giả, chỉ tính trong đô giáo hội, người có tu vi thông thiên cảnh cũng có thể tùy ý thấy được, người có tu vi đại đạo cảnh cũng không phải là ít, đây chính là thứ mà ở trong tiểu thiên thế giới không thấy được. Oánh oánh! làm sao muội lại tới đây một đạo thanh âm thanh thúy vang lên năm người ngừng đầu trước ghế lô lập tức xuất hiện một đạo thân ảnh xinh đẹp hai hàng lông mi mỏng khuôn mặt không chút son phấn thế nhưng vẫn không làm giảm bớt sự tuyệt sắc của nàng mái tóc đen búi lên cao một chút còn lại thì xõa xuống vai trên cổ còn có một chiếc vòng trong suốt càng nhìn càng thấy mê người nhìn thấy đạo thân ảnh xinh đẹp này tôn oánh oánh lập tức cười cười vội vàng đứng dậy bổ nhào về phía trước rồi nói tiểu nhã tỷ sao tỷ lại ở đây? Nữ tử vừa mới xuất hiện ra thì trắng như tuyết, đôi mắt xinh đẹp khẽ đảo rồi nhẹ nhàng kéo tay tôn oánh oánh, khoái miệng nở nụ cười động lòng người, nói với tôn oánh oánh. Nhà đầu nhà muội sao lại tới muộn như vậy, ta cũng đang tìm muội đây. Tiểu nhã tiểu thư, đây là lệnh muội oánh oánh tiểu thư mà nàng hay nhắc tới đó sao? Sau lưng nữ tử mặc bộ váy dài này có mây đạo thân ảnh đi tới, thanh niên dẫn đầu chậm rãi đi tới, bên người nữ tử này, trên người thanh niên này mặc một kiện trường bào màu vàng, bên trên có thêu không ít hoa văn tinh xảo tuổi chừng 16, mái tóc dài lông mày kiếm đôi mắt long lanh giống như nữ tử thân thể cao ngất nhìn qua có vài phần khí độ mấy người sau lưng đều đứng ở sau lưng thanh niên này vẻ mặt cực kỳ cung kính toàn thân trong lúc mơ hồ tản ra khí thế hùng hậu cũng chứng minh mấy người này chính là cường giả lục thiếu du ngồi trong ghế lô ánh mắt đảo qua đám người vừa tới khi thu hồi ánh mắt từ thanh niên mặc trường bào màu vàng kia ánh mắt lục thiếu du không khỏi âm thầm rung động mấy người đi theo sau lưng thanh niên này người có thực lực thấp nhất cũng là thông thiên cảnh có hai người thậm chí còn qua đại đạo cảnh đủ để thấy được thân phận của thanh niên này vô cùng bất phàm có thể có được đội ngũ như vậy theo sau bảo vệ sợ rằng cả vô sắc thế giới này cũng không có mấy ai được như vậy oánh oánh để ta giới thiệu với muội một chút vị này chính là hoàng sa thiếu gia của hoàng gia nhìn thấy thanh niên này thiếu nữ kia lập tức giới thiệu với tôn oánh oánh hoàng gia là hoàng gia một trong bốn thế lực lớn sao. Ánh mắt lục thiếu du âm thầm biến đổi, lập tức khôi phục lại vẻ bình thường. Bái kiến hoàng thiếu gia." Toàn Oánh Oánh khẽ gật đầu. Oánh Oánh tiểu thư đa lễ rồi, không cần khách khí. Tôn gia và hoàng gia từ trước tới nay đều là thế giao, chúng ta đều là người một nhà." Hoàng gia thiếu gia nở nụ cười khiến cho người ta có cảm giác như tắm gió xuân, ánh mắt lập tức nhìn vào bốn người sau lưng Tôn Oánh Oánh, thanh âm có chút vui vẻ nói. "Không biết mấy vị này là Tôn oánh oánh vội vàng kéo tay nữ tử động lòng người kia rồi nói. Hoàng thiếu gia, tiểu nhã tỷ, ta giới thiệu cho hai người một chút. Mấy vị này đều là người tham gia vạn thế đổi quyết trong chấn thế tháp này mai, đây là. Tôn oánh oánh đang muốn giới thiệu kỹ càng bốn người thì lục thiếu du đã đứng dậy nói. Lục thiếu du, kim viên, thái A, hướng tiền trùng của vạn cổ tiểu thế giới mong sau này chư vị chỉ giáo nhiều hơn. Tôn oánh oánh, nhìn thấy lục thiếu du đứng dậy nói chuyện cũng không nói thêm gì, mà mấy người sau lưng hoàng sa thiếu ra nghe nói đám người lục thiếu du chỉ là người từ tiểu thế giới tới ánh mắt khẽ đảo cũng không quá để ý mỗi một lần tiểu thế giới tới tham gia vạn thế đối quyết cũng chỉ góp mặt cho có mà thôi ngược lại hoàng sa cực kỳ khách khí nói với lục thiếu du hóa ra đều là thanh niên tài tuấn tới từ tiểu thế giới tại hạ gọi là hoàng sa ở trong vô sắc thế giới này cũng có chút nhân duyên nếu như chư vị có gì cần giúp đỡ trong vô sắc tiểu thế giới nếu như để mắt tới kẻ hèn này thì không nên khách sáo lục thiếu du cười nhạt một tiếng nói hoàng thiếu ra khách khí rồi đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ không khách khí lục đại ca đây là tiểu nhã tỉ mà muội đã từng nói với đại ca ánh mắt tôn oánh oánh khẽ đảo lập tức giới thiệu nữ tử động lòng người kia với lục thiếu du lục thiếu du nghe vậy ánh mắt khẽ đổi nhà đầu tôn oánh oánh này cũng có chút nhanh nhẹn biết rõ hắn không muốn bạo lộ quá nhiều thân phận cho nên mới nói vậy hắn cũng nghe nói thân phận của nữ tử động lòng người này là người trẻ tuổi có thiên phú mạnh nhất trong tôn gia tôn tiểu nhã tu vi thông thiên cảnh cao dài tu luyện nhiều loại áo nghĩa cho nên hắn lập tức gật đầu với tôn tiểu nhã sau đó ánh mắt cũng rời đi chuyện này khiến cho tôn tiểu nhã có chút kỳ quái nam tử bình thường nhìn qua nàng cũng phải chăm chú nhìn thêm vài lần thế nhưng thanh niên này chỉ lướt qua mà thôi tiền trùng đại ca đường tỷ của muội được không tôn oánh oánh nhàn nhạt, nhạt lườm hướng tiền trùng từ đầu luôn nhìn vào người tôn tiểu nhã mà không nói gì đẹp đẹp, đẹp lắm." Hướng Tiền Trùng nghe vậy không khỏi gật đầu, sau đó dường như mới kịp phản ứng, lập tức lắc đầu nói: "Không phải, vẫn là muội đẹp hơn, đẹp hơn." Không ngờ đại tiểu thư Tôn gia cũng tới, quả thực vô cùng trùng hợp, ngay khi bầu không khí giữa mấy người có chút xấu hổ thì bên ngoài có mười mấy đạo thân ảnh đang chậm rãi đi tới. Nghe vậy Tôn Tiểu Nhã nhìn ra ngoài, hai hàng lông mi khẽ nhíu lại, Hoàng Sa cũng quay đầu lại nhìn, ánh mắt biến ảo. "Tiểu Nhã, đã lâu không gặp." hẹn gặp không bằng vô tình gặp mặt chúng ta cùng nói chuyện có được không trong mười mấy đạo thân ảnh đi tới phía trước là một thanh niên nhìn qua có chút kiệt ngạo người mặc hoa phục khuôn mặt xem như tuấn lãng chỉ là trong mắt có ánh mắt kiêu ngạo nghe vậy hoàng sa nhíu mày ánh mắt trầm xuống nói với thanh niên kiệt ngạo kia linh hồ tiểu nhã là bằng hữu của ta ngươi nên thu liễm thì tốt hơn nếu không đừng trách ta không khách khí với ngươi ai ui hoàng sa ta tìm tiểu nhã liên quan gì tới nhà ngươi nếu như không khách khí với ta thì cứ việc ta cũng không ngại. linh hổ nhìn hoàng sa kiêu ngạo nói, đừng quên hai mươi năm trước ngươi còn là bại tướng trong tay ta, nhưng mà đối phó với ngươi chỉ như vậy cũng đủ rồi. ánh mắt hoàng sa trầm xuống, hai mươi năm trước trong lúc thi đấu giữa người trẻ tuổi của cả vô sắc thế giới, hắn thua nửa chiêu trong tay linh hổ này, tuy rằng chỉ thua nửa chiêu thế nhưng cũng là thua. hoài linh hổ nghe vậy nhìn hoàng sa trong mắt bắn ra hàn mang trầm giọng nói. Hoàng Sa, hiện tại đã không còn giống trước đó, đừng tưởng rằng ngươi có thể thắng ta, ta sợ ngươi hiện tại đã không còn tư cách này nữa." Hai người nhìn nhau, đối chọi gay gắt, khí tức quanh thân trong lúc mơ hồ lan tràn ra, một cỗ khí tức vô hình va chạm, cả không gian bỗng nhiên căng cứng lại. "Hoài thiếu gia, ta còn muốn trò chuyện với muội muội cho nên không dành. Trong lúc bầu không khí căng cứng, Tôn Tiểu Nhã khẽ nói, khuôn mặt âm thầm biến ảo. "Hoài Linh Hổ, ngươi có bao nhiêu thực lực?" thì ngày mai trong trấn thế tháp sẽ biết rõ, hy vọng cuối cùng có thể nhìn thấy ngươi đi ra. Nghe Tôn Tiểu Nhã nói vậy, khí thế trên người Hoàng Sa Thu liễm lại, thân ảnh thối lui tới bên người Tôn Tiểu Nhã. "Tốt, hẹn gặp trong trấn thế tháp." Bộ hoa phục trên người Hoài Linh hổ run lên, nhìn Tôn Tiểu Nhã nói: "Tiểu Nhã, chờ sau khi ta tiến vào trong thượng thanh thế giới, nhất định sẽ đi tới Tôn gia cầu hôn, chờ tin tức tốt của ta, ta muốn nàng là của ta, nhất định là của ta." Khẩu khí khá lớn chỉ là lại có chút đáng ghét. Tôn oánh oánh không nhịn được mà nói. Tiểu nữ, ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai không? Lại đây bổn thiếu gia sờ một cái, bổn thiếu gia sẽ tha cho ngươi. Khi tôn oánh oánh vừa mới nói xong, một thanh niên cầm bào bên người linh hồ cười lạnh một tiếng, lập tức phất tay mang theo vẻ mặt dâm tả nhanh như thiểm điện sờ tới khuôn mặt của tôn oánh oánh. Vô sỉ! Tôn oánh oánh yêu kiểu quát lên một tiếng, khuôn mặt trầm xuống, thân ảnh xinh đẹp lóe lên, một cỗ khí thế bàng bạc lan tràn. Đồng thời, nàng phất tay đánh ra một đạo trường ấn, mục tiêu của trường ấn chính là thanh niên mặc cầm bào đang phóng về phía nàng. Thanh niên mặc cầm bào dường như cũng thật không ngờ thực lực của Tôn Oánh oánh lại mạnh như vậy, thân thể lúc này muốn tránh cũng không kịp. Thông thiên cảnh trung gia đình phong, thực lực của tiểu nữ này cũng không tệ nha. Hoài Linh hổ vươn tay kéo thanh niên mặc cầm bào ra phía sau lưng mình, đồng thời trong nháy mắt đánh ra một đạo trường ấn, hai đạo trường ấn va chạm, lập tức biến mất không còn tung tích, cũng không tạo thành chấn động quá lớn hoài linh hổ ra tay sau có thể hóa giải trường ấn của tôn oánh oánh đủ để thấy được thực lực của hắn ta đã mạnh hơn tôn oánh oánh không ít có đánh nhau là hoài linh tổ của kỳ phong thương hội cùng với hoàng sa của hoàng gia quan hệ của kỳ phong thương hội và hoàng gia luôn luôn không tốt chuyện này cũng không lạ gì động tĩnh này lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt cùng với khí tức mịt mờ quét tới oánh oánh muội không sao chứ hướng tiền trùng lập tức khẩn trương đi tới trước mặt tôn oánh oánh Người chúng ta mang tới không phải muốn động là có thể động, chỉ một lần này thôi. Nếu như có lần sau sẽ không còn như thế này nữa, bằng không các người tự chịu hậu quả. Thanh âm nhàn nhạt từ trong miệng Lục Thiếu Du vang lên, ánh mắt bình thản không có quá nhiều chấn động, quanh thân thậm chí không có một chút khí tức nào chấn động, ánh mắt chỉ nhìn vào Hoài Linh Hổ, khiến cho trong lòng hắn tự nhiên có chút run sợ. Thanh âm truyền ra, ánh mắt hai người Tôn Tiểu Nhã và Hoàng Sa lập tức kinh ngạc chấn động, mà ánh mắt kiệt ngạo của Hoài Linh Hổ lại nhìn về phía Lục Thiếu Du sau đó nhìn thanh niên mặc cầm bào bên người nói về sau chú ý một chút vị tiểu thư này có lẽ chính là muội muội của tiểu nhã ngươi còn không mau xin lỗi thật sự xin lỗi ngại quá thanh niên cẩm bào kia dường như rất sợ hoài linh hổ cho nên vội vàng xin lỗi tôn tiểu nhã tiểu nhã tiểu tử này không biết cấp bậc lễ nghĩa là do ta sai nếu như đã có lệnh muội trò chuyện với nàng vậy thì hôm nào chúng ta lại nói chuyện vậy nếu như hôm nay với thứ gì trong đấu giáo hội nàng cứ nói với ta ta sẽ mua cho nàng hoàng linh hồ nói xong lập tức quay người rời đi thế nhưng trước khi đi ánh mắt còn quét qua người hoàng sa và lục thiếu du một vòng trong lúc mơ hồ hiện lên vẻ âm tàn ngại quá bởi vì ta mà mang tới phiền phức cho các ngươi nhìn đám người hoàng linh hồ rời đi tôn tiểu nhã lập tức thấp giọng hành lễ nói với bốn người lục thiếu du không sao mấy tên nhãi nhép mà thôi coi như bọn chúng chạy sớm kim viên nói nghe vậy trong mắt tôn tiểu nhã và kim viên lần nữa hiện lên vẻ chấn động hoàng sa dường như còn do so dự một chút rồi mới nói chư vị người vừa rồi chính là hoài linh hồ của kỳ phong thực hội thực lực rất mạnh thế lực của kỳ phong thương hội trong vô sắc thế giới không dưới hoàng gia nếu như sau này chư vị gặp phải đám người này nhất là loại người này nên chú ý hơn một chút lần này khiến cho chư vị gặp phiền phức nếu như có cơ hội mời chư vị tới hàn xá làm khách một phen xem như để cho ta tận tình làm địa chủ kỳ phong thương hội sao trong mắt lục thiếu du hiện lên vẻ lạnh lẽo lập tức gật đầu nói với hoàng sa nếu như có cơ hội ta nhất định sẽ đi quấy giày một phen ông trong hội trường đấu giá hội truyền ra mấy tiếng vang trầm thấp lập tức tiếng động ồn ào trong đấu giá hội biến mất đấu giá hội sắp bắt đầu tiểu nhã tiểu thư chúng ta đi qua đó thôi hoàng sa nói với tôn tiểu nhã tiểu nhã tỷ tỷ ở đây đi muội vừa đi tìm đường thúc bằng không cũng khó có thể tìm được tỷ à tôn oánh oánh nói hoàng thiếu gia chuyện này tôn tiểu nhã nghe vậy khẽ gật đầu nói với hoàng sa vậy ta cũng ở đây với tiểu thư hoàng sa gật đầu với tôn tiểu nhã sau đó khuôn mặt vui vẻ nói với lục thiếu du lục huynh đệ ghế lâu của huynh đệ cũng không nhỏ không biết có thể cho chúng ta ngồi cùng một lát được không ta vô cùng cảm tạ hoàng thiếu gia khách khí rồi cứ tự nhiên là được lục thiếu du gật đầu nói vậy quấy dày rồi đa tạ Hoàng Sa cười cười, cũng không chút khách khí mà lập tức ngồi xuống bên cạnh Tôn Tiểu Nhã, mấy người sau lưng cũng lặng lẽ ngồi sau lưng hắn. Cảm ơn chư vị tham gia đấu giá hội đêm hôm nay của Thải Vân Thương Hội, tin rằng bảo vật mà Thải Vân Thương Hội đấu giá hôm nay nhất định sẽ không khiến chư vị thất vọng. Ở giữa đấu giá hội có một đài cao chừng 300 thước, lúc này có một nữ tử xinh đẹp, làn da trắng nõn từ từ đi lên. Không ngờ lần đấu giá hội này lại do đại tiểu thư An Thi Đình của Thải Vân Thương Hội tự mình chủ trì. Hoàng Sa nhìn nữ tử phía dưới lập tức có chút ngoài ý muốn nói. An Thi Đình là tỷ tỷ của An Thi Giao sao? Ánh mắt Lục Thiếu Du chăm chú nhìn vào người nữ tử này, tuổi chừng 16, kiểu diễm không thôi, người mặc một bộ váy dài, bên trên có thêu một đóa mẫu đơn, dây lưng màu hồng buộc ở eo, tư thái hoàn mỹ hiện lên rõ một một, thành thục, vũ mị, trong mắt có tinh quang lập lòe, chứng minh nữ tử này tuyệt đối không phải là người bình thường. An Thi Đình lên đài lập tức có vô số tiếng hoan hô vang vọng cũng có vô số ánh mắt mang theo sự nóng bỏng nhìn nàng. Ta nghe nói An Gia cố ý kết thân với Hoàng Gia, cũng chí là đại tiểu thư An Gia và Hoàng Thiếu Gia ngươi, không biết việc này có đúng hay không. Tôn Tiểu Nhã dịu dàng cười cười hỏi Hoàng Gia. Không có chuyện đó, chỉ là trong tộc có ý mà thôi, thế nhưng khi đó ta lại một lòng tu luyện, cũng không có ý tứ kia. Hoàng Sa vội vàng lắc đầu. Lời ông tiếng ve nhất định cũng có, vật phẩm đấu giá thứ nhất này hôm nay chính là khôi lỗi tọa giá thiểm điện độc nhất của thải vân thương hội ta đây là thứ mới nhất khôi lỗi tọa giá cấp 3, tốc độ đủ để so sánh với khôi lỗi tọa giá cấp 4. ngay cả khôi lỗi tọa giá cấp 4 bình thường cũng khó có thể so sánh đường cong hoàng mỹ thiết kế hoàn hảo tốc độ nhất lưu danh tự khôi lỗi tọa giá thiểm điện có lẽ cũng không cần phải giới thiệu nhiều đây tuyệt đối là thứ mới nhất là kiện khôi lỗi tọa giá thiểm điện cấp 3 đầu tiên trong toàn bộ 3.000 đại thiên thế giới. Không thể không nói lời nói của An Thi Đình, dường như có ma lực, đồ vật còn chưa có lấy ra, đã khiến cho mọi người vô cùng chờ mong. Khi An Thi Đình vừa mới dứt lời, cách đó không xa lập tức có đệ tử Thải Vân Thương hội móc một đạo lưu quang trong nhẫn chữ vật ra, lập tức trên đấu giáo hội, có một kiện khôi lỗi tọa giá lớn chừng trăm thức hiện lên trong mắt mọi người. Thể tích cực mỏng, hai cánh thon dài, đường cong linh động, hoàn mỹ. Thứ tốt! Kiện khôi lỗi tọa giá này xuất hiện, đám người chung quanh lập tức chăm chú nhìn vào, lúc này đã có không ít khí tức chấn động, ánh mắt bắt đầu đỏ thẫm nhìn qua kiện khôi lỗi tọa giá này lục thiếu du lập tức âm thầm cười đây cũng không phải là khôi lỗi tọa giá mới nhất từ phi linh môn mà là khôi lỗi tọa giá do đám người mạc kình thiên thiên su thiên tuyền cùng nhau nghiên cứu ra hoàn toàn là phòng theo hình thái máy bay chiến đấu tàng hình khi trước mà luyện chế ra đường cong linh động mang theo vẻ thần bí tuy rằng là cấp 3, thế nhưng ở phương diện tốc độ đủ để so sánh với khôi lỗi tọa giá cấp 4. ngay cả khôi lỗi tọa giá cấp 4 bình thường so sánh tốc độ với nó còn kém hơn Đặc biệt nhất là trên khôi lỗ tọa giá này có dung nhập áo nghĩa không gian, khiến cho nó có tác dụng ẩn mình, nếu như ở xa bằng mắt thường khó có thể dò xét ra. Khôi lỗ tọa giá thiểm điện mẫu mới nhất a à, vô cùng đẹp đẽ. Nhìn thấy kiện khôi lỗ tọa giá này, ánh mắt hoàng sa lập tức sáng ngời, nói với tôn tiểu nhã bên người. Tiểu nhã tiểu thư, tiểu thư cảm thấy khôi lỗ tọa giá này thế nào? Quả thực không tệ, chỉ là giá cả của loại khôi lỗ tọa giá này không thấp một chút nào. Tôn tiểu nhã nói thứ tốt đương nhiên giá sẽ không thấp, thế nhưng lại đáng giá. Hoàng Sa nói, Chư vị, khôi lỗi tọa ra thiểm điện mẫu mới nhất, nó có tên là mị ảnh, trừ tốc độ ra, còn có công năng ẩn mình, chỗ tốt của tác dụng này ta không cần nói có lẽ trong lòng mọi người đều biết. Giá khởi điểm là 50 ước tinh thạch thế giới trung phẩm, mỗi lần ra giá thấp nhất là 1.000 vạn tinh thạch thế giới trung phẩm. An Thi Đình nói xong, ánh mắt không biết cố ý hay vô tình mà vừa vặn nhìn về phía đám người lục thiếu du. 50 ức tinh thạch thế giới trung phẩm. Giá tiền vừa mới nói ra, trong đám người chung quanh lập tức có không ít người hít sâu một ngụm khí lạnh. Khôi lỗi tọa giá cấp 3 bình thường bất quá chỉ có giá 5-600 vạn tinh thạch thế giới trung phẩm mà thôi. Đắt như vậy sao? Hướng tiền trùng cũng hít sâu một ngụm khí lạnh, cả tài sản của hướng gia bảo cộng lại sợ rằng cũng không mua nổi mấy kiện khôi lỗi tọa gia cấp 3 này. Thật sự có chút quý trọng à? Lục Thiếu Du cũng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, đây cũng không phải là một khoản tiền nhỏ năm mươi ước một ngàn vạn mười mươi ước hai ngàn vạn mười mươi ước ba ngàn vạn tuy rằng là quý thế nhưng lại không ảnh hưởng tới việc tranh đoạt một chút nào lập tức có không ít thanh âm truyền ra trên cơ bản đều là người trên tầng thứ tư ra giá trong nháy mắt giá cả đã vọt lên cao ngút trời năm mươi lăm ức hoàng sa rốt của cũng không nhịn được mà ra ra năm mươi lăm ức chỉ là chung quanh vẫn không ngừng có người ra giá lục thiếu du cũng chỉ có thể cười khổ lúc trước giá tiền của khối lỗi tọa giá cấp 3 này cũng không cao như vậy. Thế, nhưng bị ảnh này lại có tác dụng ẩn hình, cũng không phải là thứ mà khối lỗi tọa giá bình thường có thể có được. Tăng thêm có tiền mà không mua được cho nên giá tiền lúc này không cao mới là lạ. Trong chốc lát, giá cả đã tăng vọt tới 88 bức tinh thạch thế giới trung phẩm. Giá tiền như vậy người trên tầng thứ tư cũng không còn bao nhiêu người theo đuổi. Vô số người dưới tầng 3 cũng chỉ có thể im lặng. 88 ức 1.000 vạn. Hoàng Sa cắn răng lần nữa ra giá, dường như nhất định phải thu mị ảnh này vào trong tay vậy. 89 ức Hoàng Sa vừa mới dứt lời, ở phía đối diện truyền ra một tiếng hét lớn, một lần tăng giá 9.000 tinh thạch thế giới trung phẩm. Mọi người nghe vậy lập tức ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt đám người Hoàng Sa, tôn tiểu nhã lập tức trầm xuống, người ra giá ở phía đối diện chính là hoài linh hồ của kỳ phong thương hội kia. Hoài linh hồ của kỳ phong thương hội ra giá 89 ức, còn có ai ra giá cao hơn không? Hoàng Sa thiếu ra, người có muốn tăng giá nữa hay không? trên đài thanh âm của an thi đình truyền ra đồng thời nàng khẽ nở nụ cười vũ mị khiến cho ánh mắt nóng bỏng trong đấu giáo hội tăng lên không ít hoàng gia và kỳ phong thương hội tranh đoạt có trò hay để xem rồi không biết ai sẽ là người cười cuối cùng lập tức vô số ánh mắt chung quanh nhìn chăm chú vào người hoài linh hổ và hoàng sa nữ nhân này không đơn giản lục thiếu du thầm nghĩ trong lòng chỉ một câu nói đơn giản sợ rằng lúc này hoàng sa và hoài linh hổ đều không lui xuống được đây không còn là vấn đề của khôi lỗi tọa giá mà đã dính tới mặt mũi của cả hoàng gia và kỳ phong thương hội. 89 ước 1 ngàn vạn. Hoàng sa cắn răng nói. 90 ước. Phía trước, Hoàng Linh Hổ nhìn về phía trước, trong mắt hiện lên sự kiêu ngạo và âm trầm. 90 ước 1 ngàn vạn. 92 ước. 100 ước. Trong chớp mắt, giá tiền đã bị hai người nâng lên con số khủng bố là 100 ức tinh thạch thế giới trung phẩm, người ra giá là Hoài Linh Hổ lúc này bất kể là hoài linh hổ hay là hoàng sa khuôn mặt đều co rúm lại những người ở sau lưng hai người muốn nói lại thôi dường như muốn bảo chủ nhân nhà mình buông tha một trăm ước tinh thạch thế giới trung phẩm giá cả quá cao một chút chỉ là đám người phía sau cũng không dám mở miệng hoài linh hổ một trăm ước tinh thạch thế giới trung phẩm cho người đó ta không lấy nữa thời điểm này hoàng sa đang tranh giành tới đỏ mặt tía tai đột nhiên vui vẻ mỉm cười nói với hoài linh hổ hóa ra hoài linh hổ bị âm hoàng sa đã sớm không muốn mà chỉ cố ý đem giá cả nâng lên cao như vậy khiến cho hoài linh hồ chảy máu nhiều hơn mà thôi hoài linh hồ lần này chịu thiệt lớn rồi bị hoàng sa âm không ít à đám người chung quanh nghị luận không ngừng khiến cho hoài linh hồ ở trên tầng bốn oán hận chừng mắt nhìn hoàng sa ánh mắt âm trầm vô cùng một trăm ức lần một một trăm ức lần hai một trăm ức lần ba trên đài an thi đình mỉm cười nâng búa cái giá một trăm ức cũng đủ coi như là giá trên trời rồi trong mắt hoàng sa hiện lên sự vui vẻ ánh mắt có chút thỏa mãn đối chọi với ánh mắt âm trầm của hoài linh hổ cực kỳ hưởng thụ hoài linh hổ này không đấu lại được hoàng sa lục thiếu du thầm nghĩ chỉ là hắn cũng không quá để ý hồi lỗi tọa giá bán ra càng cao chứng minh số tiền mà hắn nhận được cũng càng lớn trong phòng đấu giá ngay sau đó an thi đình lại lấy ra vật phẩm đấu giá thứ hai đây là một kiện linh khí tiên thiên thuộc tính hỏa bất phàm lần này người ra giá vô cùng nhiều cuối cùng thứ này được một đại hán ở tầng thứ nhất mua được đám người trong tầng thứ tư dường như cũng không quá để ý tới thứ này. Vật phẩm đấu giá thứ ba chính là một khỏa đan dược tứ phẩm sơ dai khó gặp. Vật phẩm thứ tư chính là một khỏa đại đạo hồn tinh thuộc tính thủy. Chuyện này khiến cho lục thiếu du có chút ngoài ý muốn. Đại đạo hồn tinh này trực tiếp do Hoàng Sa ra tay, cuối cùng dùng giá trăm ức mua cho tôn tiểu nhã. Đại đạo hồn tinh có thể khiến cho người có tu vi thông thiên cảnh cao dai gia tăng cơ hội đột phá đại đạo cảnh. Giá trị xa xỉ, nhưng mà giá bình thường cũng đã là 90 ức cho nên khi đấu giá cũng không tính là quá cao. Hoài Linh Hổ thì lại cho rằng Hoàng Sa vừa mới âm hắn, cho nên không dám ra giá. Đối với bốn thế lực lớn như bọn hắn mà nói, đại đạo hồn tinh chân quý, thế nhưng cũng không phải trong gia tộc không lấy ra được, hắn cũng không dùng được cho nên chỉ lặng lẽ ngồi xem kỳ biến. Thế, nhưng nhìn thấy đại đạo hồn tinh này, không ngờ lại được Hoàng Sa đưa cho Tôn Tiểu Nhã, hắn lập tức hối hận đứt ruột như nổi riêng. Tôn Tiểu Nhã vốn không muốn khỏa đại đạo hồn tinh này, thế nhưng nhìn thấy ánh mắt như biết nói của hoàng sa cho nên cũng chỉ có thể nhận lấy bên trong đấu giá hội náo nhiệt kiện vật phẩm đấu giá thứ 9 chính là một kiện khải giáp hộ thân là linh khí tiên thiên thuộc tính thủy giá cả cũng được đẩy lên không ít rồi bị người khác đoạt lấy lục huynh đệ chẳng lẽ huynh đệ còn chưa để mắt tới đồ vật nào hay sao hoàng sa nhìn thấy tôn tiểu nhã nhận lấy quả đại đạo hồn tinh tăng lên vừa âm được hoài linh hổ cho nên tâm tình vô cùng tốt ta nhìn một chút rồi tính Lục Thiếu Du khẽ gật đầu, những vật phẩm đấu giá này quả thực không có gì hán vừa mắt, chủ yếu là hiện tại nội tình của phi linh môn quá mạnh mẽ. Những vật này tuy rằng đều là bảo vật, thế nhưng thứ gì hắn cần phi linh môn cũng có, cho nên cũng không đặt mấy thứ này vào trong mắt. Hoàng Sa không nói gì thêm, trong lòng thì đang cho rằng có lẽ là do giá cả quá lớn, vượt quá tầm tay của một người trong tiểu thế giới. Hắn đoán, sợ rằng cũng bởi vì tôn oánh oánh cho nên mới đám người này mới tiến được vào đây. Đương nhiên, lời này không dễ nói ra thẳng mặt hoàng sa vừa mới nói xong đám người chung quanh lập tức yên tĩnh lại cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn về phía an thi đình bầu không khí bắt đầu căng cứng vật áp trục sắp xuất hiện trong bầu không khí căng cứng này ánh mắt lục thiếu du chăm chú nhìn về phía trước xem ra hiện tại đã tới lúc vật phẩm áp trục là áo nghĩa linh hồn bổn nguyên xuất hiện áo nghĩa linh hồn bổn nguyên thứ này tuyệt đối là trọng người đi vào phòng đấu giá ngày hôm nay sợ rằng cũng có một nửa là bởi vì áo nghĩa linh hồn bổn nguyên này mà tới. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, kiện vật phẩm đấu giá thứ 10 lập tức xuất hiện trong tay An Thi Đình. Đây là một hộp gấp lớn bằng bàn tay. Chư vị, kiện vật phẩm đấu giá ngày hôm nay chính là áo nghĩa linh hồn bổn nguyên của một người có tu vi đại đạo cảnh cao dài Người bán áo nghĩa linh hồn bổn nguyên cho thương hội cũng không có bao nhiêu, giá trị của áo nghĩa linh hồn bổn nguyên có lẽ ta cũng không cần nhiều lời nữa. An Thi Đình từ từ nói ra, thanh âm giống như có lực xuyên thấu rơi vào trong tay của tất cả mọi người có mặt. Áo nghĩa linh hồn bổn nguyên của người có tu vi đại đạo cảnh cao giai a. Thứ này chính là trọng bảo, trọng bảo trong trọng bảo a. Sợ rằng giá cả cũng vô cùng cao. Cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn vào hộp gấm trong tay An Thi Đình, ánh mắt Lục Thiếu Du cũng khẽ đổi. Áo nghĩa bổn nguyên cũng chia thành mạnh yếu, tu luyện giả thực lực càng cao, áo nghĩa bổn nguyên mang trên người tự nhiên càng mạnh, lĩnh ngộ áo nghĩa càng sâu, giá trị đương nhiên sẽ càng cao. Áo nghĩa linh hồn bổn nguyên của người có tu vi đại đạo cảnh cao dài, thật sự có rất ít người chịu bán ra, coi như là có vật này, bất luận thương hội nào cũng sẽ không dễ dàng mang ra đấu giá. Áo nghĩa linh hồn bổn nguyên xuất hiện, trong tầng thứ tư lập tức có từng đạo khí tức chấn động, thậm chí là không ít khí tức mịt mờ cũng bắt đầu chấn động. Xem ra đều là áo nghĩa linh hồn bổn nguyên mà tới a. À. Lục Thiếu Du thầm nghĩ, áo nghĩa linh hồn bổn nguyên mới chính là vật bị tranh đoạt kịch liệt nhất trong đêm nay, những vật phẩm trước đó tuy rằng giá rất xa xỉ, Bất quá đối với không ít chủ nhân của khí tức mịt mờ đang chấn động trên tầng thứ tư này mà nói, có lẽ không có bao nhiêu lực hấp dẫn. An Thi Đình liếc nhìn bốn phía một lúc rồi mới lên tiếng. Áo nghĩa linh hồn bổn nguyên của đại đạo cảnh cao dai, giá khởi điểm là 5.000 ức tinh thạch thế giới trung phẩm, một lần ra giá không thấp hơn 100 ức tinh thạch thế giới trung phẩm. Giá quả thực quá cao à? An Thi Đình vừa mới nói giá ra, vô số ánh mắt đỏ rực chung quanh lập tức trở lại bình thường cái giá năm ngàn ước tinh thạch thế giới trung phẩm coi như là thân gia của một người có tu đại đạo cảnh cao dai cũng không có nhiều như vậy loại giá cả này chỉ có thể để cho người ta nhìn mà không biết làm gì quá quý trọng hướng tiền trùng và tôn oánh oánh lập tức cảm thán kêu một tiếng năm ngàn một trăm ước năm ngàn hai trăm ước cái giá năm ngàn ước lúc này chỉ có những người trong tầng thứ tư không chút do dự tranh đoạt đối với một ít người mà nói áo nghĩa linh hồn bổn nguyên là vật có tiền đôi khi cũng không mua được giá trị của nó khó có thể dùng tinh thạch thế giới mà đong đếm được. 7.300 ức Khi Hoàng Sa ra giá thì giá cả đã vọt tới 7.300 ức. Áo nghĩa linh hồn bổn nguyên, ta nhất định phải lấy được 8.000-1.000 ức. Hoài Linh Hổ đứng dậy, thanh âm cuồn cuộn truyền ra, ánh mắt còn hung hăng nhìn về phía Hoàng Sa. Một vạn ức Giá cả như vậy đủ để khiến cho đám người chung quanh rung động. Một vạn ức tinh thạch thế giới trung phẩm, coi như là thân gia của một người có tu vi đại đạo cảnh cao dai giàu có nhất cũng khó có được số lượng tinh thạch như vậy tiền mặt trên người niết bàn cảnh cũng không có khả năng nhiều như vậy loại giá cả này đủ để khiến cho nhiều người im lặng kỳ phong thương hội quả thực giàu có không ngờ lại hào phóng như vậy trong bốn thế lực lớn kỳ phong thương hội là người giàu có nhất Tết gia hoàng gia tử diễm huyền xà nhất tộc ba đại thế lực này nếu như luận của cải so ra vẫn kém kỳ phong thương hội trong tiếng nghị luận của mọi người Ánh mắt hoàng sa run run, giá cả một vạn ức đã khiến cho hắn không có cách nào ra giá nữa. Thiếu gia, lão già có nhắn lại, giá cả nếu như cao quá thì không cần cũng được. Một đại hán chừng 50 tuổi sau lưng hoàng sa khẽ nói. Tiểu thư, giá một vạn ức quá cao, không cần phải tranh đoạt. Loại đấu giá này thường là như vậy, cứ để cho hoàng gia và tử diễm huyền xà nhất tộc tranh đoạt với kỳ phong thương hội vậy. Trong một căn phòng khác, một mỹ phụ nhân nói với một nữ tử khí chất thanh nhã, thân ảnh thướt tha trước mặt nữ tử này mặc y phục màu xanh da tời bên hông là chiếc đai lưng buộc lại tạo thành một con bướm vô cùng thanh nhã mái tóc hơi vén lên dùng chiếc châm ngọc cố định nàng khẽ gật đầu nói sợ rằng hoàng gia và tử diễm huyền xà nhất tộc cũng sẽ không ra giá nữa hoài linh hổ xúc động hoài gia lần này cố ý để cho hoài linh hổ tới khiến cho người ta khó có thể ứng phó nếu như ra mặt đối chọi với hoài linh hổ cuối cùng chỉ có lưỡng bại câu thương mà thôi một vạn ức có phải rất cao đúng không An Thi Đình nhìn mọi người, ánh mắt nhìn vào mấy căn phòng trên tầng 4, hai hàng lông mi nhíu lại, kỳ phong thương hội nhất định phải có thứ này, cho nên cái giá này sợ rằng còn chưa đủ cao. Một vạn ức, kỳ phong thương hội quả thực cam lòng bỏ ra. Hoàng gia thì thào nói, cái giá một vạn ức này, hắn cũng chỉ có thể bỏ qua, nếu như lại ra giá mà nói, tuy rằng hoàng gia không có cách nào thừa nhận, thế nhưng cũng không cần phải có nó, áo nghĩa linh hồn bổn nguyên tuy rằng chân quý thế nhưng giá trị của áo nghĩa linh hồn bổn nguyên của đại đạo cảnh cũng chỉ như vậy mà thôi nếu như là áo nghĩa linh hồn bổn nguyên của niết bàn cảnh thì lại khác khi đó giá trị của nó không thể cân nhắc được bằng tinh thạch thế giới trong tất cả các phòng trên tầng thứ tư khí tức mịt mờ run run cũng không có ai tiếp tục ra giá trong vô sắc thế giới này so về độ giàu có không ai có thể vượt quá kỷ phong thương hội huống chi người ra tay lại là hoài linh hổ tên này kiêu ngạo tự đại nếu như tranh giành với hắn hắn điên lên thì hậu quả vô cùng đáng sợ. Một vạn ức lần một. An Thi Đình cũng nhìn ra không có ai dám tranh giành với Hoài Linh Hổ cho nên bắt đầu gõ búa. Một vạn một trăm ức. Nhưng vào lúc này đột nhiên lại có một đạo thanh âm từ trong tầng thứ tư vang lên. Lập tức cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn về nơi phát ra thanh âm. Tất cả đều nhìn về phía một thanh niên áo xanh trên tầng thứ tư. Người ra giá chính là Lục Thiếu Du. Áo nghĩa linh hồn bổn nguyên Lục Thiếu Du có sắp xếp cho nên cũng không muốn buông tha. Về phần tinh thạch thế giới đối với Lục Thiếu Du hiện tại mà nói cũng không phải quá quan trọng. Lục Thiếu Du ra giá, tôn tiểu nhã, hoàng gia, còn có mấy người sau lưng hoàng gia đều vô cùng kinh ngạc. Cái giá mà ngay cả hoàng gia cũng không có cách nào thừa nhận thế, nhưng không ngờ người thanh niên trong tiểu thế giới này lại lên tiếng lên giá. An Thi Giao ngừng đầu, ánh mắt nhìn vào người Lục Thiếu Du, có thể nhìn thấy rõ trong mắt nàng có chấn động không nhỏ. Một vạn một ngàn ước. Phía trước, ánh mắt hoài linh hồ âm trầm không thôi, hung hăng nhìn về phía lục thiếu du phía đối diện. Một vạn một ngàn một trăm ức. Một vạn hai ngàn ức. Một vạn hai ngàn hai trăm ức. Hai vạn ức. Hai vạn một trăm ức. Toàn trường xôn xao, mặc kệ hoài linh hổ ra giá bao nhiêu, lục thiếu du chỉ ra giá hơn một trăm ức. Theo sát không đuổi, hoàn toàn không có ý tứ e ngại kỳ phong thương hội. Giá cả hai vạn ức khiến cho đám người chung quanh hiện tại hãi hùng khiếp vía, ra đầu tê dại. Cái giá này quá cao, trong đám người xem chung quanh có không ít khí tức mịt mờ vô số ánh mắt tập trung lên trên người lục thiếu du ánh mắt đám người hoàng sa tôn tiểu nhã nhìn qua lục thiếu du cũng biến hóa không ít phía đối diện khuôn mặt hoài linh hồ lúc này đỏ bừng cái giá này đã khiến cho hắn đâm lao phải theo lao hừ hai vạn năm ngàn ước có bản lĩnh cứ thêm ta sẽ chơi đùa chết người hoài linh hổ trực tiếp đứng dậy hăng hăng nhìn lục thiếu du phía xa rồi nói hai vạn năm ngàn một trăm ức như vậy đi mặc kệ ngươi ra giá bao nhiêu ta đều ra giá lớn hơn người một trăm ức lục thiếu du thản nhiên nói thanh âm quanh quẩn trong phòng đấu giá đây chính là khiêu chiến trần trụi với kỳ phong thương hội a tiểu tử kia rốt cuộc có địa vị gì hình như là ở cùng hoàng sa chẳng lẽ là người hoàng gia hay là có quan hệ với hoàng gia nghe lục thiếu du nói vậy không ít người thích xem náo nhật lập tức có chút hứng thú ý tứ trong lời nói của lục thiếu du rõ ràng là khiêu chiến với kỳ phong thương hội căn bản không đặt kỳ phong thương hội vào trong mắt tiểu tử ngươi cố ý đối đầu với kỳ phong thương hội ta hay sao phía đối diện hoài linh hổ rốt cuộc không nhịn được mà lớn tiếng nói với lục thiếu du ở phía xa ánh mắt lục thiếu du khẽ đảo nhìn hoài linh hổ nói đây là đấu giá hội nếu như kỳ phong thương hội không theo nổi thì có thể rời khỏi chẳng lẽ như vậy cũng là đối đầu với kỳ phong thương hội sao không mua nổi thì lui ra đi không có ai sẽ cảm thấy ngươi mất mặt đâu đừng lo cái giá này cũng không phải người bình thường có thể chịu được. Thiếu gia, giá cả đã rất cao, giá tiền này vượt quá dự toán, cũng không có lợi, chúng ta rút lui thôi. Sau lưng hoài linh hổ, một lão giả thấp giọng nói. Hừ, muốn chơi cùng ta sao? Ta chơi đùa chết hắn, cho dù ta không chiếm được ta cũng phải khiến cho hắn chảy máu nhiều. Hoài linh hổ trầm thấp nói, hắn ngẩng đầu nhìn lục thiếu du, lạnh nhạt nói. Tiểu tử, ngươi tính là cái thứ gì chứ? Cũng dám so với ta, có phải ta ra giá bao nhiêu người sẽ ra giá nhiều hơn một trăm ức đúng không? có bản lĩnh thì cứ ra giá đi chỉ sợ ngươi không mở miệng nổi mà thôi. lục thiếu du cười nhạt một tiếng ánh mắt dưới hai hàng lông mày trong lúc mơ hồ âm trầm hơn một chút tinh thạch thế giới lục thiếu du cũng không quá để ý thế nhưng cũng chỉ có một lần mà thôi tốt tiểu tử năm vạn ức có gan thì ngươi ra giá tiếp đi hoài linh hồ cười lạnh nhìn lục thiếu du âm thầm nghĩ hôm nay nhất định bổn đại gia phải âm tiểu tử này một lần cho tiểu tử này tàn phế đây chính là vô sắc tiểu thế giới về phần cuối cùng áo nghĩa linh hồn bổn nguyên này rơi vào trong tay ai còn không nhất định năm vạn ức đám người chung quanh lập tức xôn xao giá tiền này quá lớn ánh mắt tất cả mọi người chăm chú nhìn về phía lục thiếu du cái giá năm vạn ức này không biết người thanh niên áo xanh kia có thể ra giá nữa hay không thậm chí trong đám người có không ít khí tức mịt mờ dao động tập trung vào người lục thiếu du dưới ánh mắt của tất cả mọi người, lục thiếu du cười nhạt một tiếng, Ngừng đầu nói với hoài linh hổ: kỳ phong thương hội quả nhiên giàu có, vô danh tiểu tốt như ta cam bái hạ phong a, à, năm vạn ức áo nghĩa linh hồn bổn nguyên này là của các hạ, ngàn vàng khó mua được thứ tốt, bội phục bội phục, tiểu tử ngươi không lên giá sao? hoài linh hổ nghe vậy lập tức biến sắc, ta cũng không nói ta nhất định sẽ ra giá a, à, huống chi ta đã cam bái hạ phong rồi. lục thiếu du cười nhạt một tiếng. Năm vạn ức lần 1, năm vạn ức lần 2, năm vạn ức lần 3, thành giao. dưới đài đấu giá, An Thi Đình nhanh chóng gõ ba búa thành giao, khuôn mặt nở nụ cười vũ mị, lập tức nói: "Chúc mừng Hoài thiếu gian hận được áo nghĩa linh hồn bổn nguyên, đến lúc đó Thải Vân thương hội ta sẽ đích thân đem áo nghĩa linh hồn bổn nguyên tới Kỳ Phong thương hội." Năm vạn ức, tiểu tử Hoài linh hồn này lại bị âm, lần này là âm lớn a. À. Năm vạn ức, sợ rằng cũng đủ để cho phụ thân hán phun ra máu. Tiểu tử kia có địa vị gì? Sợ rằng cũng sắp thảm rồi. Dám chơi kỳ phong thương hội, kỳ phong thương hội nhất định sẽ không buông tha cho hắn. Thiếu gia, năm vạn ức, chúng ta bị tiểu tử kia chơi xỏ rồi. Sau lưng Hoài Linh Hổ, sắc mặt lão già này vô cùng khó coi. Năm vạn ức, hắn hiểu rõ số tiền này lớn ra sao? Linh Hổ lão đại, bọn họ đã đi rồi. Thanh niên mà cầm bào ban đầu ra tay với tôn oánh oánh, nhìn thấy đám người lục thiếu du đang rời đi lập tức nhắc nhiều Hoài Linh Hổ dám chơi ta, ta sẽ không bỏ qua cho tiểu tử này. Nhìn đạo thân ảnh màu xanh trước mắt đang rời đi, sắc mặt hoài linh hổ âm trầm tới tận cùng, trầm giọng nói. Buổi tối hôm nay nhất định phải làm thịt tiểu tử kia. Thiếu ra, tiểu tử kia ở cùng hoàng sa một chỗ, sợ rằng khó đối phó. Một lão giả cao mày nói. Trước tiên điều tra tiểu tử kia có lai lịch gì, một khi có cơ hội. Hoài linh hổ là thu thể cắt cổ, sát ý trong mắt bắn ra. Thiếu ra, ta hiểu rồi, nhất định phải làm như vậy. Lão giả kia gật đầu, phất tay mang theo hai đại hán sau lưng theo đuôi đám người lục thiếu du. Lục huynh đệ, người quyết định không ở cùng với chúng ta một chỗ sao. Ngoài đấu giáo hội, hoàng gia hỏi lục thiếu du, ánh mắt như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Hoàng thiếu gia cứ về trước đi, ta sẽ không quấy rầy hoàng thiếu gia nữa, nếu như có cơ hội ta nhất định sẽ tới hoàng gia quấy rầy một phen. Lục thiếu du nói xong lập tức nói với tôn oánh oánh. Ngươi ở cùng với tỷ tỷ ngươi một chỗ hay là ở cùng với chúng ta? Ta, tiểu nhã tỷ, muội đi cùng lục đại ca, ngày mai còn phải đi tới chân thế tháp. Phụ thân muội bảo muội phải đi cùng lục đại ca, cho nên muội sẽ không ở cùng với tỷ một chỗ. Ngày mai gặp lại. Tôn oánh oánh nói với tôn tiểu nhã xong, thân ảnh xinh đẹp lập tức đi tới bên người lục thiếu du, nói. Lục đại ca, muội đi cùng huynh. Oánh oánh. Sắc mặt tôn tiểu nhã khẽ biến đổi. Tiểu Nhã cô nương yên tâm đi, oánh oánh đi cùng ta, sự an toàn của nàng ta có thể cam đoan, chỉ có một chút phiền phức nhỏ không cần phải quá lo lắng, chúng ta đi trước một bước, hẹn ngày mai gặp lại." Lục Thiếu Du nói xong lập tức cùng với đám người kim viên, thái a quay người rời đi. "Nhã tỷ yên tâm đi, muội biết tỷ lo lắng cái gì, thế nhưng muội ở cùng với Lục đại ca nhất định sẽ không có việc gì." Tôn oánh oánh nháy mắt với Tôn tiểu nhã mấy cái, thân ảnh xinh đẹp lập tức quay người, giống như hồ điệp đuổi theo đám người Lục Thiếu Du nhà đầu này tôn tiểu nhã hơi nhíu mày nói lộ hộ pháp làm phiền hộ pháp đi theo bọn họ một đoạn dùng tính cách của hoài linh hổ hắn sẽ không cho qua chuyện này dễ dàng như vậy đâu hoàng sa cúi đầu nói với một đại hán bên người được ta đã biết nên làm thế nào đại hán này cung kính gật đầu sau đó mới phất tay dẫn theo hai người khác lặng lẽ theo đuôi đám người lục thiếu du tiểu nhã tiểu thư hiện tại tiểu thư đã có thể yên tâm được rồi hoàng sa nói với tôn tiểu nhã tôn tiểu nhã dịu dàng hạ thấp người rồi nói đa tạ hoàng thiếu gia không cần khách khí với ta ta đưa tiểu thư trở về hoàng sa nói nhìn bóng lưng đám người lục thiếu du rời đi trong mắt hắn hiện lên vẻ nghi hoặc không thôi không phải ở cùng với hoàng gia thanh niên kia rốt cuộc có địa vị gì trên một lầu cắt xa xa một mỹ phụ nhân gia thị mềm mại trắng nõn như ngọc khuôn mặt không chút trang điểm thoát tục nhẹ nhàng nói dám khiêu chiến với hoài linh hồ chỉ có hai loại khả năng một là người không biết trời cao đất rộng hai là thực sự không sợ kỳ phong thương hội trên thân người này có khí tức quỷ dị người bên cạnh hoàn toàn không có ý sợ hãi có thể chơi hoài linh hổ nặng như vậy cũng không giống như người không biết trời cao đất rộng cho nên nữ tử kia thì thào nói ngày mai đi vào trấn thế tháp những chuyện này cũng không có quá nhiều quan hệ với chúng ta năm vạn ức tinh thạch thế giới trung phẩm để cho kỳ phong thương hội đau đầu đi thôi sư phụ phía sau có không ít người đi theo chúng ta trong đó có ba người là của kỳ phong thương hội trên đường phố tấp nập thái a khẽ nói với lục thiếu du đều là người có tu vi thông thiên cảnh cao nhất chỉ là một thông thiên cảnh cao gia đình phong mà thôi giải quyết đi lục thiếu du cười nhạt một tiếng người đâu trong một con hẻm vắng vẻ số lượng người đi tương đối ít lúc này có ba đạo thân ảnh xuất hiện ánh mắt nghi hoặc không thôi bởi vì người mà ba người truy tung lúc này đã biến mất không còn một chút dấu vết nào này các người đi theo chúng ta làm cái gì một tiếng kêu vang lên ba người bỗng nhiên cảnh giác quay đầu lại lúc này có một nữ tử đang nở nụ cười vui vẻ có chút giảo hoạt người này chính là tôn oánh oánh mà người này ba người cũng không xa lạ gì sư 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 khi ba người còn chưa kịp lấy lại tinh thần ba đạo trưởng ấn mang theo công kích linh hồn đột nhiên trực tiếp xuyên thủng gái qua mi tâm của ba người thân thể ba người lập tức đổ xuống mặt đất ngay cả người hạ thủ cũng không có nhìn thấy mặt đã giải quyết xong chúng ta đi về trước thôi chuẩn bị cho ngày mai tiến vào trấn thế tháp trường bào màu, màu xanh trên người lục thiếu du tung bay thân ảnh năm người lập tức biến mất không thấy đêm khuya màn đêm bao phủ toàn thành Vầng trăng sáng nhô lên cao ánh trăng nhàn nhạt bao phủ cả nội thành thiếu gia trong lúc chúng ta âm thầm hộ tống đám người thiết tam của kỳ phong thương hội quả thực đã đi theo chỉ là trong mắt lão già hiện lên vẻ rung động lập tức nói với hoàng sa ba người thiết tam đang định ra tay thế nhưng lập tức bị đám người lục thiếu du kia vô thanh vô tức ra tay miều sát. Mạnh như vậy sao? Khuôn mặt hoàng sa khẽ biến đổi, lập tức cười nhạt một tiếng, nói. Quả nhiên không phải là người bình thường, lại còn là địch nhân của kỳ phong thương hội, vậy thì là bằng hữu của chúng ta, nếu như có cơ hội nên kết giao một phen. Ánh trăng bao phủ đại điện to lớn, lúc này cơ mặt hoài linh hổ co rúm lại, hai mắt đổ thấm giống như toát ra lửa. Linh hổ, con thực sự càng lúc càng lỗ mãng. Áo nghĩa linh hồn bổn nguyên của đại đạo cảnh tuy rằng có giá trị xa xỉ, thế nhưng với cái giá 5 vạn ức này có thể mua được 5 phần A. Trong đại điện, Hoài Viễn khôi khóc không ra nước mắt, 5 vạn ức tinh thạch thế giới trung phẩm, kỳ phong thương hội cũng không dễ lấy ra được, quan trọng nhất chính là lỗ lớn, bị cả vô sắc thành cùng với vô sắc thế giới chê cười. Hoài Linh hổ nghiến răng nghiến lợi nói, Phụ thân, đều tại tiểu tử kia, con không ngờ hắn lại không tăng giá, lại dám chơi con, con sẽ không bỏ qua cho bọn họ nhị thiếu gia không xong rồi một lão giả mặc trường bào vội vàng chạy tới nhanh chóng nói với hoài viễn khôi và hoài linh hổ chúng ta vừa mới phát hiện ra thi thể của ba người thiết hộ pháp bị người khác đánh chết trong một con hẻm nhỏ một chiêu bị đánh chết hồn anh và linh hồn phân thân đều không có cơ hội đào thoát cha cho ta nhất định phải biết là ai làm chuyện này hoài viễn không cả giận nói hoài linh hồ âm trầm cả giận nói nhất định là hoàng gia âm thầm ra tay bằng không tiểu tử kia đâu có bản lĩnh âm thầm đánh chết ba người thiết hộ pháp hội trường chúng ta vừa rồi lại ngoài ý muốn phát hiện ra một việc đám người lục thiếu du này chính là người do hướng gia bảo trong vô minh thế giới mang tới tham gia vạn thế đối quyết đến từ vạn cổ thế giới lão già mặc trường bào nói hướng gia bảo hoài viễn khôi nhíu mày nói tham gia vạn thế đối quyết sao vậy là tốt rồi ta đang lo không có thời gian đối phó với từ từ kia nếu như hắn tới tham gia vạn thế đối quyết là tốt một khi tới chấn thế tháp ta sẽ khiến cho hắn muốn sống không được muốn chết cũng không xong hoài linh hổ lạnh lùng quát linh hổ lần này con nhất định phải tiến vào top 10, bằng không khoản sổ sách năm vạn ức này các trưởng lão nhất định sẽ nói tới đến lúc đó ta cũng không bảo vệ được con hoài viễn khôi nói với hoài linh hổ sáng sớm hôm sau khi từng tiên nắng sớm chiếu xuống trong vô sắc thành lúc này có cơn gió nhẹ thổi qua mang theo mùi đất tràn ngập trong không khí phù trong đình viện lục thiếu du thở ra một ngụm chọc khí từ trong cơ thể kim quang quanh thân đều được thu liễm lại hai mắt tức thì mở ra khí tức man hoang cổ xưa chợt lóe giờ phút này khí tức trên người hắn đã đạt tới trạng thái đỉnh phong không biết lúc nào mới có thể chính thức đột phá đại đạo cảnh lục thiếu du đứng dậy khẽ vỗ ống tay áo rồi nói cũng nên tiến vào trong trấn thế tháp rồi trong sơn mạch bao la có vô số cây cối cao ngất sum xuê sương mù bao phủ núi non nhìn qua giống như tiên cảnh sáng sớm sơn mạch được một tầng xương mù mỏng bao phủ từng tầng lá cây trong sơn mạch như được nhuộm thêm một màu trắng gió khẽ thổi qua nhìn qua tràn ngập sinh cơ trong sơn mạch có một bình nguyên khổng lồ bao la nơi này có một tòa tháp lớn giống như thông thiên sừng sững đứng đó tổng cộng có 18 tầng tòa tháp đứng sừng sững trên bình nguyên bao la giống như một cây trụ chống trời khiến cho người ta có cảm giác đồ sộ nguy nga toàn thân có bí văn quanh quần lộ ra khí tức cổ xưa khiến cho người ta đứng trước mặt không khỏi cảm thấy nhỏ bé từ tận đáy lòng. Từ sáng sớm ở trên bình nguyên này đã có vô số thân ảnh che khuất bầu trời đứng đó, giữa không trung thi thoảng có khôi lỗi tọa giá cùng với thân ảnh xẹt qua trời cao, chung quanh có không ít người mặc chiến giáp, khí tức sắc bén đang bày trận. Lục huynh đệ, tất cả mọi thứ ta đã giúp các người sắp xếp tốt, sau khi tiến vào trấn thế tháp phải chú ý tất cả, 10 người cuối cùng không những phải lên tầng cao nhất mà đồng thời còn phải ở lâu nhất thì mới được coi là người thắng. Giữa không trung, hướng hầu minh nói với năm người lục thiếu du khi các ngươi vừa mới tiến và lập tức rót linh hồn lực vào trong ngọc giản cho nên tất cả mọi thứ trong trấn thế tháp mọi người cũng không biết thế nhưng lại biết rõ sự sống chế của các ngươi nếu như vẫn lạc ở bên trong ngọc giản có chứa linh hồn lực của các ngươi bên ngoài sẽ bị nghiền nát trung quy tất cả phải cẩn thận su su sau khi hướng hầu minh vừa mới dứt lời thân ảnh đã đáp xuống trước mặt tòa tháp cực lớn kia đây là trấn thế tháp sao không ít thân ảnh đáp xuống quay mắt nhìn về phía chân thế tháp cực lớn này không khỏi cảm thán nói ra một câu nơi này có một cỗ khí tức vô hình tràn ngập khiến cho người có thực lực không đủ lập tức có cảm giác tâm thần rung động hướng hồng minh lần trước không thấy ngươi ta nghĩ lần này ngươi không dám tới nữa thế nào lần này có muốn đánh bạc một lần nữa hay không một thanh âm vang vọng tiếp đó lập tức có mười mấy đạo thân ảnh đáp xuống người dẫn đầu bộ dáng không kém hướng hồng minh là bao dưới cằm còn trùm sâu dê ánh mắt như sao, khí tức trong lúc vô hình khiến cho năng lượng thiên địa chung quanh trong lúc mơ hồ xảy ra biến hóa. Lão gia hỏa hướng hầu minh này cũng tới sao, đến cũng tốt, lại cá cược 50 kiện linh khí tiên thiên với ta nữa. Lại có mười mấy đạo thân ảnh đáp xuống, dẫn đầu là một người có mái tóc đỏ, nhìn qua có chút già nua, thế nhưng thanh âm lại giống như tiếng chuông, trên khuôn mặt già nua là đôi mắt đen nhánh đang nhìn về phía hướng hầu minh. Hồ nhất đao, hỏa đạo nhân, các ngươi đừng bắt nạt hướng hầu minh, người ta cũng không dễ à từ trước tới nay hắn chưa thắng lần nào các ngươi không nên sát muối vào vết thương của hắn nữa ha ha lại một tiếng cười to vang lên lần nữa lại có mười mấy đạo thân ảnh đáp xuống đầu lĩnh chính là một đại hán to lớn thế nhưng cái đầu lại cực kỳ nhỏ không ngờ lại còn để chọc nửa đầu chung quanh là những sợi tóc dài bồng bềnh nhìn qua giống như nấm đất vô cùng bắt mắt thế nhưng khí tức trên người kẻ này lại không thấp hơn hai người trước một chút nào ánh mắt lục thiếu du đảo qua trên tất cả đám người này khí tức của ba người đầu lĩnh tuyệt đối không dưới hướng hầu minh không hề nghi ngờ ba người này đều có tu vi niết bản cảnh trong đội ngũ sau lưng đều là những thanh niên nam nữ khí độ bất phàm có lẽ đều tới tham dự vạn thế đối quyết hướng hầu minh năm người này chính là người của vô minh thế giới các người tham gia vạn thế đối quyết sao ba người kia đáp xuống ánh mắt lập tức nhìn về phía năm người lục thiếu du thái a kim viên hướng tiền trùng còn có tôn oánh oánh khi nhìn về phía kim viên ánh mắt ba người thoáng run rẩy mà khi nhìn về phía lục thiếu du và thái a trong mắt lại hiện lên vẻ nghi hoặc thế nhưng ba người cũng không quá để ý mà khi ánh mắt ba người nhìn về phía tôn oánh oánh trong mắt cũng không có tỏ vẻ gì hướng hồng minh nhìn qua ba người sắc mặt thoạt nhìn có chút khó coi sau đó nói với đám người lục thiếu du thái a ta giới thiệu với các người một chút kia là lão quỷ hồ nhất đao của địa hoang thế giới còn kia là hỏa đạo nhân của vô biên thế giới Nam bán thiên của Huyền Nam thế giới, bái kiến chư vị tiền bối, hướng tiền trùng cùng với tôn oánh oánh lập tức ôm quyền hành lễ. Ba người lục thiếu du, Thái A, Kim Viên chỉ hơi ôm quyền mà thôi. Các người cũng mau hành lễ với linh động công tử hướng hầu minh của vô minh thế giới đi. Hổ Nhất Đao cũng nhanh chóng bảo đám thanh niên nam nữ do hắn mang tới hành lễ với linh động công tử hướng hầu minh. Ta nói hướng hầu minh nhà ngươi, chúng ta lâu không gặp như vậy, lại đánh bạc một lần có được không? Hồ Nhất Đao nhìn hướng Hồ Minh rồi nói. Không đánh. Hướng Hồ Minh trực tiếp cự tuyệt, ánh mắt nhìn về phía Hồ Nhất Đao nói. Lão Tử đã từng nói qua, không đánh cược với các người nữa. Hướng Hồ Minh, có phải ngươi sợ hay không? Hai ngàn năm không gặp, tuổi ngươi càng lúc càng lớn, thế nhưng lá gan lại càng lúc càng nhỏ à? Hướng Hồ Minh không dám đâu, chúng ta đừng làm hắn khó xử, lá gan của hắn có lẽ càng ngày càng nhỏ rồi. Hỏa đạo nhân và nam bán thì lập tức ồn ào nói, Khuôn mặt có chút vui vẻ rõ ràng đang muốn khích bác hướng hầu minh đánh bạc với bọn họ ta nói cho ba lão gia hỏa nhà các người biết đừng có bắt nạt người ta quá ai lá gan ngày càng nhỏ hướng hầu minh trợn mắt nhìn ba người này tức giận tới mức dựng râu trừng mắt lá gan không có nhỏ thì tiếp tục đánh bạc đi không phải chỉ thua ba lượt hay sao cả vô minh thế giới các ngươi cũng thua cùng a à. khó trách những năm gần đây thành tích của vô minh thế giới càng lúc càng kém đời này sợ rằng hướng hầu minh cũng không dám đánh bạc nữa vô minh thế giới đã thua không chịu nổi rồi hồ nhất đao cùng với hòa đạo nhân nhìn thấy bộ dáng của hướng hầu minh ánh mắt âm thầm biến đổi càng khích bác hướng hầu minh thêm nếu như các ngươi muốn đánh bạc quy củ cũ thế nhưng tiền đánh cược là 10 vạn ức tinh thạch thế giới trung phẩm tăng thêm 40 kiện linh khí tiên thiên ba khỏa đan dược bản phẩm nếu không dám thì đừng có tới tìm ta hướng hầu minh thở phì phò nói cái này nghe hướng hầu minh nói vậy sắc mặt ba người hòa đạo nhân hồ nhất đao nam bán thiên lập tức biến hóa tiền đặt cược lần này quá lớn ba người nhìn vẻ mặt của hướng hầu minh đồng thời dường như cũng tin tưởng với đám thanh niên tài tuấn sau lưng mình không ít cho nên hồ nhất đao lập tức nói với hướng hầu minh tốt ta đồng ý ta cũng đồng ý không thành vấn đề hỏa đạo nhân cùng với nam bán thiên cắn răng đáp ứng không có ai chú ý tới lúc này trong đôi mắt của hướng hầu minh hiện lên vẻ rào hoạt chư vị đã lâu không gặp lúc này trong đám người có không ít thân ảnh đi tới mọi người nghe vậy lập tức nhìn về phía trước sắc mặt đám người hồ nhất đao hòa đạo nhân nam bán thiên khẽ biến nhanh chóng nói với một lão già mặc hoa phục lục thiếu du ngẩng đầu nhìn về phía trước ánh mắt có chút biến hóa trong đám người hơn chục người ngày có một thanh niên ánh mắt bán ra tinh mang trong mắt hiện lên vẻ kiêu ngạo cùng với hàn ý đang nhìn về phía hắn người này không phải là ai khác mà chính là hoài linh hổ tối qua có chút gút mắc với hắn bên người hoài linh hổ còn có một thanh niên khác bộ dáng ôn hòa hơn không ít nhìn qua giống như phong khinh vân đạm khuôn mặt tuấn lãng khiến cho người ta nhìn qua không khỏi muốn thân cận hơn vài phần có vài phần tương tự với hoài linh hồ đây là hoài viễn khôi của kỳ phong thương hội là hộ pháp của vạn thiên liên minh tu vi niết bản cảnh trung dai kỳ phong thương hội ở trong vạn thiên liên minh có một chức trưởng lão bởi vậy kỳ phong thương hội so với hướng gia bảo của chúng ta có địa vị cao hơn không ít hướng hầu minh truyền âm nói với lục thiếu du hướng hộ pháp trong vô minh thế giới hiện tại có lẽ tình hình càng ngày càng tốt à khi hướng hầu minh đang chuyển âm cho lục thiếu du hoài viễn khôi đã đi tới bên người hướng hầu minh ánh mắt khẽ đảo qua người lục thiếu du hoài hộ pháp nói đùa rồi vô minh thế giới hoang vu cằn cỗi không thể so với vô sắc thế giới à hướng hầu minh có chút nghi hoặc nói thật sao hoài viễn khôi nhíu mày ánh mắt lần nữa lạnh nhạt nhìn lục thiếu du nói nghe nói buổi tối hôm qua có người trong vô minh thế giới vô cùng hào sảng đấu giá mua áo nghĩa bổn nguyên với một số tiền cực lớn ngay cả mí mắt cũng không nháy lấy một cái ta còn tưởng rằng vô minh thế giới phát tài đang muốn lãnh giáo hướng hộ pháp một phen phương pháp làm giàu a à. cho dù vô minh thế giới có ra giá cao thì vẫn kém kỳ phong thương hội a à. năm vạn ức cũng chỉ có kỳ phong thương hội tài đại khí thô mới có thể lấy ra được số tinh thạch lớn như vậy cũng không biết hiệu quả của áo nghĩa bổn nguyên thế nào rồi người ta đã tìm tới tận cửa lục thiếu du tự nhiên sẽ không co đầu rụt cổ mà khẽ ngẩng đầu nhìn qua hoài viễn khôi rồi nói tiểu tử phụ thân ta đang nói chuyện người không có tư cách xen vào hoài linh hổ rốt cuộc cũng tìm được cơ hội miệng hét lớn một tiếng thân ảnh lập tức bước về phía trước muốn ra tay với lục thiếu du trong vạn thế đổi quyết trong ngoài vô sắc thành cấm ra tay với người khác chẳng lẽ kỳ phong thương hội không coi quy củ vào đâu kỳ phong thương hội càng ngày càng lớn mật a à? chẳng lẽ các ngươi coi như các gia tộc cùng với các thế lực khác không tồn tại hay sao cho rằng vô sắc thế giới là của kỳ phong thương hội các ngươi sao một đạo thanh âm lạnh nhạt bỗng nhiên vang vọng ở cách đó không xa lập tức có không ít tiếng xé gió vang lên có không ít thân ảnh nhanh chóng xuất hiện dẫn đầu là một lão giả vừa mới nói chuyện thân thể to lớn bộ dáng chừng 50 tuổi lưng hùng vai gấu khuôn mặt nhìn qua có chút khí khái hào hùng sau lưng lão giả này có không ít khí tức hùng hồn như ẩn như hiện cũng không phải là người yếu thanh âm này vang lên thân ảnh hoài linh hồ lập tức ngừng lại cánh tay vừa mới vươn ra lúc này cũng dừng lại trên không. Hoàng hộ Pháp, đã lâu không gặp. Người này xuất hiện lập tức có không ít người chào hỏi. Thật sự là náo nhiệt à, tại sao lại tụ tập hết ở chỗ này vậy? Ta cũng tới tham gia náo nhiệt một chút, chư vị khỏe cả chứ. Một nam tử trung niên mặc nho phục, nhìn qua có vài phần tuấn lãng chậm rãi đi tới. Ha ha, náo nhiệt như vậy thêm ta có lẽ không thành vấn đề gì chứ. Chẳng lẽ, có chuyện gì tốt hay sao? Tiếng cười vang lên, một người trung niên thân thể gầy gò đáp xuống người mặc trường bào màu tím nhìn qua khí vũ hiên ngang toàn thân có khí tức nóng bỏng nhàn nhạt, nhạt chấn động trong lúc vô thanh vô tức lan tràn ra không gian chung quanh sau lưng hắn cũng có không ít khí tức hùng hồn không thể khinh thường tiết hộ pháp cũng tới a à? chư vị đã lâu không gặp những người này tới đám người chung quanh lập tức xúm lại chào hỏi cực kỳ náo nhiệt tiểu huynh đệ người vừa mới tới đầu tiên chính là hoàng thiên tứ của hoàng gia người này có chức vị hộ pháp trong chiến thiên liên minh người vừa rồi là tiết hương quốc của tiết gia cũng có chức vị hộ pháp trong chiến thiên liên minh người tới sau cùng là tộc trưởng tử huyền của tử diễm huyền xà nhất tộc người này là một thú tộc không thuộc về vạn thiên liên minh cũng không thuộc về chiến thiên liên minh nhưng mà lại trưởng quản phần đông thú tộc trong vô sắc thế giới thế lực khổng lồ mà thực lực của bản thân hắn cũng rất cường hãn hoàng gia tiết gia kỳ phong thương hội cũng không dám trêu vào người này hướng hầu minh truyền âm nói với lục thiếu du bốn thế lực lớn đều tới đông đủ sao lục thiếu du nhìn qua một vòng chung quanh có vài khí tức niết bàn cảnh lan tràn đại đạo cảnh cũng có không ít người có tu vi thông thiên cảnh thì có thể thấy được khắp nơi tình cảnh như vậy tuyệt đối không thể nhìn thấy được trong tiểu thiên thế giới cuối cùng ánh mắt lục thiếu du nhìn về phía thân ảnh thước tha bên cạnh tiết hương quốc mặc nhau phục của tiết gia nữ nhân khí có khí chất thanh nhã này khiến cho lục thiếu du không khỏi liếc mắt nhìn thêm vài lần nữ tử này mặc một bộ y phục màu xanh da trời mỏng mái tóc đen nhánh như mực vén lên trên được một cây châm ngọc cố định khí chất thanh nhã tới cực điểm tuyệt đối là nữ tử tuyệt mỹ loại khí chất trên người nàng vô cùng đặc biệt hiếm thấy lục thiếu du cũng không phải người chưa từng gặp nữ tử tuyệt mỹ mắt nhìn nữ tử này nhiều hơn là bởi vì trên người nữ tử này có một cỗ khí tức khiến cho lục thiếu du trong lúc mơ hồ cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc cảm giác này khiến cho lục thiếu du khó có thể nhận ra đồng thời còn vượt quá dự đoán của lục thiếu du chính là nữ tử này nhìn thấy lục thiếu du nhìn mình còn khẽ gật đầu xem như chào hỏi lục thiếu du cũng vội vàng gật đầu sau đó ánh mắt nhìn về phía tộc trưởng tử huyền của tử diễm huyền xa nhất tộc bên người tử huyền kia có một thanh niên mặc trường bào màu đỏ lục huynh đệ chúng ta lại gặp mặt lúc này có mấy đạo thân ảnh đi tới bên người lục thiếu du mấy người này chính là hoàng sa bên người hắn còn có tôn tiểu nhã điền thúc nhã tỷ tôn oánh oánh lập tức đi tới bên người tôn tiểu nhã khẽ hành lễ với lão già mặc hoa phục kia lại gặp mặt rồi lục thiếu du thu hồi ánh mắt từ trong đám người sau đó gật đầu nói với hoàng sa và tôn tiểu nhã ánh mắt lục thiếu du đảo qua một vòng lúc này những người hội tụ chung quanh hắn được là chúng cường giả bất phàm còn có không ít thế lực lớn nhỏ cũng có vô số người trẻ tuổi có thiên phú hơn người hội tụ lại tất cả đều đến vì vạn thế đối quyết nghe nói buổi tối hôm qua kỳ phong thương hội dùng 5 vạn ức mua một phần áo nghĩa linh hồn bổn nguyên a à. cũng không biết bên trong áo nghĩa linh hồn bổn nguyên kia cất dấu thứ giá cái giá này không nhỏ ạ à. sau khi mọi người hàn huyên một phen tử huyền lập tức cười ha hả nói hừ nói tới chuyện này hoài viễn khôi và người của kỳ phong thương hội lập tức âm trầm hử lạnh một tiếng không ít ánh mắt mang theo sự âm trầm nhìn về phía lục thiếu du không ít người chung quanh nhìn thấy vậy tự động lui lại về phía sau một ít kỳ phong thương hội trở thành trò cười bảo bọn họ cười ở sau lưng thì nhất định thế nhưng ở trước mặt Diễu cợt kỳ phong thương hội mà nói nếu như thế lực không đạt tới mức như tiết gia hoàng gia từ diễm huyền xà nhất tộc thì bọn họ đều không dám kỳ phong thương hội ở trong vô sắc thế giới này tuyệt đối là tồn tại không nên trêu vào ta cũng nghe nói qua một ít năm vạn tinh thạch thế giới trung phẩm bất quá đối với kỳ phong thương hội tài đại khí thô mà nói chỉ là chín châu mất một sợi lông mà thôi tiết hướng quốc cũng cười ha hả không chút nào để ý tới vẻ mặt âm trầm của hoài viễn khôi nghe nói người duy nhất trong buổi tối ngày hôm qua dám ra giá với kỳ phong thương hội là một người trẻ tuổi gọi là lục thiếu du không biết là vị nào ta rất muốn làm quen một chút à hoàng thiên tứ cười ha hả nói ánh mắt mọi người lần nữa âm thầm biến hóa không ít người ở đây cũng biết hoàng gia và kỳ phong thương hội luôn luôn đối đầu lúc này thật vất vả mới có cơ hội đương nhiên phải đả kích kỳ phong thương hội một phen rồi lục huynh đệ để ta giới thiệu với huynh đệ một chút đây là gia phụ, hộ pháp của chiến thiên liên minh, cũng là gia chủ hiện tại của hoàng gia ta. Hoàng Sa lập tức tiến lên giới thiệu phụ thân mình với Lục Thiếu Du. Tới lúc này Lục Thiếu Du cũng không có cách nào không đi ra, hắn tiến lên mấy bước, ôm quyền thi lễ với Hoàng Thiên Tứ rồi nói: "Kẻ hèn Lục Thiếu Du bái kiến hoàng hộ pháp." Hắn chính là người buổi tối hôm qua đấu với hoàng linh hổ sao? Nghe nói Hoài Linh Hổ tối hôm qua bị người này âm, âm năm vạn đức tinh thạch thế giới trung phẩm a lá gan của tiểu tử này rất lớn. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, tuấn tú lịch sự, sau khi ra khỏi trấn thế tháp nhất định phải tới hoàng gia ta ngồi một chút. Hoàng thiên tứ gật đầu cười, nói với lục thiếu du, ánh mắt đảo qua người lục thiếu du, trong mắt âm thầm hiện lên vẻ nghi, hoặc thế nhưng lại lập tức biến mất, khuôn mặt vui vẻ, cực kỳ hiền hòa. Có cơ hội mà nói nhất định tiểu tử sẽ quấy dày. Lục thiếu du nhẹ nhàng gật đầu, lúc này hắn cảm giác được có không ít khí tức mịt mờ mang theo sự giận dữ đang nhìn về phía hắn đoán chừng người của kỳ phong thương hội lúc này đang hận không thể nghiền nát hắn thành cho a à. nghĩ vậy lục thiếu du không khỏi cười nhạt một tiếng giờ phút này hướng hồng minh cũng biết được đại khái đã xảy ra chuyện gì hắn cũng chỉ có âm thầm nở nụ cười khổ trong lòng âm thầm lo lắng thay cho kỳ phong thương hội chỉ mong kỳ phong thương hội này không quá phận bằng không sợ rằng cuối cùng có hối hận cũng không kịp hừ chỉ mong có thể còn sống đi ra khỏi trấn thế tháp a à trước đây cũng có không ít người chết trong trấn thế tháp hoài linh hổ nhìn lục thiếu du lạnh lùng quát một tiếng có nhiều người như vậy gần đây ở ngoài vô sắc thành lại không được động thủ đương nhiên hắn cũng không dám động thủ một lần nữa cho dù có giận dữ ngập trời cũng chỉ có thể nuốt vào trong mà thôi tốt rồi có lẽ tất cả mọi người cũng đã tới đông đủ thời gian cũng không sai biệt lắm sau khi mở ra trấn thế tháp tất cả người trẻ tuổi tham gia vạn thế đối quyết đều phải đi vào bên trong tiết hương quốc nhìn một vòng chung quanh rồi nói với mọi người mở ra chấn thế tháp đi, để xem lần này 10 người nào sẽ kiên trì tới lúc cuối cùng. Hoàng Thiên Tứ nói, ầm ầm. Một lát sau, cả bình nguyên đột nhiên run rẩy, càng ngày càng dữ dội, trong ánh mắt của mọi người, trên chấn thế tháp cực lớn kia bắt đầu có bí văn cuồn cuộn. Một cỗ khí tức bàng bạc lấy chấn thế tháp làm trung tâm nhanh chóng khuếch tán, tràn ngập không gian trong bình nguyên chung quanh. Lập tức trong tầng thứ nhất cực lớn của chấn thế tháp xuất hiện không ít khe nứt không gian cực lớn trong gợn sóng, tổng cộng có 9 vết nứt không gian lộ ra chín thông đạo trắng xóa ầm ầm mặt đất run rẩy khí tức bàng bạc trào lên cả chấn thế tháp cực lớn giống như một đầu hung thú đang thức tỉnh khí thế bàng bạc khiến cho lòng người rung động không thôi chấn thế tháp đã được mở ra tất cả người tham gia vạn thế đối quyết mau tiến vào dựa vào số tầng 10 người kiên trì cuối cùng sẽ là người chiến thắng sẽ đại biểu cho vô sắc thế giới đi tham gia vạn thế đôi quyết cuối cùng 10 người cuối cùng cũng đạt được một kiện linh khí tiên thiên đỉnh phong một khỏa đan dược tứ phẩm trợ đạo đan ngay khi chấn thế tháp vừa mới mở ra một đạo thanh âm hùng hậu giống như chuông lớn vang vọng su su khi thanh âm vừa dứt một mảng lớn tiếng xé gió vang lên từng đạo thân ảnh nhanh chóng bắn ra thân thể hóa thành cầu vòng phóng về phía cửa động chung quanh tầng thứ nhất chấn thế tháp sau đó lập tức biến mất trước chấn thế tháp mấy ngày thanh niên nam nữ trẻ tuổi trong khoảng thời gian ngắn đều tiến vào trong chấn thế tháp rồi biến mất không thấy từng ấy năm trôi qua cao nhất cũng chỉ có người đi tới tầng thứ 12 trong 9 ngày không biết lần này sẽ xuất hiện niềm vui ngoài ý muốn nào không? Tầng thứ 12 A, đại đạo cảnh cao dai bình thường cũng khó có thể đặt chân lên đó, chuyện này sợ rằng có chút khó khăn. Nghe nói, lúc trước người có thể ở trong tầng thứ 12 chân thế tháp 9 ngày về sau có thể tiến vào thiên giới. Không biết lần này, 10 người cuối cùng đi ra ngoài là những ai? Người có đặt cược không? Ta có lựa chọn vài người ta để ý, hy vọng có cơ hội thắng. Trong chân thế tháp, sau khi năm người lục thiếu du tiến vào trong trấn thế tháp lập tức xuất hiện ở một mảnh bình nguyên cực lớn bao la vô cùng cũng không biết rốt cuộc rộng lớn tới bao nhiêu không ít người chung quanh vừa mới tiến vào cùng năm người lục thiếu du đã biến mất không thấy gì nữa một cỗ lực lượng trầm trọng lan tràn tới mỗi một bước tiến về phía trước đều giống như phải dùng lực ngàn cân vậy quan trọng nhất chính là trong không gian này có một cỗ áp lực vô hình cực lớn chúng ta cứ tiến lên phía trước là được rồi nghe nói đi tới tận cùng là có thể tiến vào tầng thứ hai mỗi một tầng đều gặp phải không ít nguy hiểm còn có thể là ảo giác tôn oánh oánh nói lục thiếu du nhìn chung quanh hai hàng lông mày nhíu lại lập tức có chút vui vẻ từ khí tức mà hắn dò xét được lục thiếu du phát hiện ra trấn thế tháp này có chút tương tự với vũ linh ảo cảnh của vân dương tông trong linh vũ thế giới chỉ là cỗ áp lực vô hình trong không gian này lại có chút tương với áp lực trên thanh long đỉnh của thanh long hoàng tộc trong lực áp chế cực lớn này có không ít chỗ tốt nhưng mà càng lên trên thời gian càng dài thì lại càng không có cách nào chịu nổi. Giống. Ba ngày sau, một đầu hư ảnh dị thú cực lớn trực tiếp giữ tợn phóng về phía lục thiếu du, mang theo một cỗ khí thế nóng bỏng. Lục thiếu du lại không có bất kỳ hành động nào, hư ảnh, dị thú giữ tợn này lập tức bán tới trước mặt hắn, rồi biến mất không còn tung tích. két Ở không gian trước mặt lần nữa xuất hiện một cái cửa động không gian. Tầng thứ sáu. Thân ảnh lục thiếu du lập tức tiến vào bên trong, trong thời gian mấy ngày này, ở trong tầng thứ nhất hắn chịu lực càn cực lớn tầng thứ hai là một biển lửa có không ít công kích bằng hỏa trụ tầng thứ ba là một mảnh sơn mạch tầng thứ tư chính là một không gian một mảnh phế tích nhưng mỗi một tầng đều có không ít nguy hiểm áp lực vô hình phải nhận cũng càng ngày càng lớn đương nhiên loại áp lực cùng với nguy hiểm đối với thực lực của lục thiếu du hiện tại không đáng kể một chút nào hắn không ngừng xông lên phía tước chỉ là trong thời gian mấy ngày này dưới tác dụng của trấn thế tháp lục thiếu du cũng mất đi liên lạc với mọi người trước trấn thế tháp không có ai rời đi người của các thế giới cùng với các thế lực lớn trực tiếp chờ đợi ở địa phương mà bọn họ đã chuẩn bị từ trước trong sơn mạch xa xa có vô số người rậm rạp đang chờ đợi đã tới ngày thứ tư có lẽ cũng sắp có người không kiên trì nổi sẽ tự mình đi ra ngoài a à? mấy tầng đầu tiên đối với đám người trẻ tuổi đồng lứa mà nói khảo nghiệm không lớn càng lên trên khảo nghiệm càng lớn người của tất cả các tiểu thiên thế giới không ngừng nghị luận hội trưởng không tốt trước trần thế tháp trong đám người của các thế giới mấy người ngồi đầu chính là người của bốn thế lực lớn và các thế lực bất phàm khác lúc này có một lão giả mặc trường bào mang theo vẻ mặt ngưng trọng vội vàng chạy tới bên người hoài viễn khôi lập tức giao cho hoài viễn khôi một khối ngọc giản tin tức hoài viễn khôi rót tâm thần vào bên trong sắc mặt đại biến ngọc giản tin tức này tới từ vô minh thế giới tình huống trong vô minh thế giới hiện tại cũng được nghi lại kỹ càng trong đó kể cả chuyện phi linh môn diệt thiên thủy môn khống chế vô minh thế giới phạm sàm có tu vi đại đạo cảnh cao gia đình phong Cùng với hòa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ có tu vi niết bàn cảnh sơ giai cũng bị trưởng môn Lục Thiếu Du của Phi Linh môn đánh chết. Trong tin tức này cũng nói trưởng môn Lục Thiếu Du của Phi Linh môn chính là trưởng môn Tây Phương cầu bại của Thất Sát môn trong thị hoang thế giới. Phiền phức rồi. Hoài Viễn Khôi nhìn về chấn thế tháp, khuôn mặt biến sắc, chấn thế tháp đã được mở ra, hắn cũng không có tư cách đóng lại, mà hoài linh hồn nếu như ở trong chấn thế tháp, nhất định sẽ không bỏ qua cho Lục Thiếu Du kia, Lục Thiếu Du này ngay cả niết bàn cảnh cũng có thể đánh chết nếu như Hoài Linh Hồ gặp phải hắn, hậu quả không cần phải nói. Hiện tại Hoài Viễn Khôi cũng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện hai nhi tử của hắn ngàn vạn lần không thể gặp phải Lục Thiếu Du kia. Hắn vốn vô cùng tin tưởng với hai đứa con của mình, thế nhưng hiện tại Hoài Viễn Khôi lại vô cùng hoảng hốt, sợ hãi. Sư sư. Trong Trần Thế Tháp lúc này bắt đầu có không ít thân ảnh trực tiếp bị đẩy ra ngoài, cả đám chật vật không thôi, sắc mặt tái nhợt, có chút khó coi. Sau khi đi ra, khuôn mặt tràn ngập vẻ thất vọng. Thời gian trôi qua càng ngày càng có nhiều người bị trục xuất ra khỏi chân thế tháp cơ hồ đều là bị trục xuất ở tầng thứ sáu tới tầng thứ tám số người bị đẩy ra ngoài từ ba tầng này rất nhiều nhìn đám thanh niên đồng lứa bị đẩy ra ngoài sắc mặt của đám đầu lĩnh của các thế giới bắt đầu có chút khó coi sưu sưu trong biển lớn mênh mông sóng biển cuồn cuộn rít gào cuồng phong xuất hiện tiếng sấm vang vọng đây là tầng thứ 9 sao lục thiếu du đặt chân lê trên biển rộng mênh mông này Tầng thứ 9 nghe nói ít nhất phải có Tu Vi Thông Thiên Cảnh Cao Giai mới có thể tiến vào. Đương nhiên đối với Lục Thiếu Du mà nói vẫn không có độ khó quá lớn. Ngược lại hắn còn đang lo lắng cho đám người Kim Viên, Thái A. Không biết hai người thế nào rồi. Kim Viên chỉ có Tu Vi Thông Thiên Cảnh Cao Giai Đình Phong mà thôi. Loại thực lực này tuy rằng không kém, thế nhưng không biết cuối cùng có thể tiến vào tốc 10 hay không. Mà thực lực của Thái A tuy rằng mạnh, thế nhưng kinh nghiệm rõ ràng lại chưa đủ, cho nên Lục Thiếu Du cũng có chút bận tâm càng đi lên áp lực càng mạnh lục thiếu du cũng lo lắng cho tôn oánh oánh và hướng tiền trùng thực lực của hai người này tuy rằng không tồi thế nhưng muốn trụ lại tới cuối trong trấn thế tháp quả thực có chút mơ mộng hão huyền thanh niên đồng lứa đến từ các thế giới khác cũng có không ít người có tu vi thông thiên cảnh trên đường đi thông qua tám tầng trong tám tầng lục thiếu du cũng gặp phải không ít người ai cũng không để ý tới ai thậm chí còn có chút đề phòng và cảnh giác lục thiếu du tự nhiên sẽ không để ý tới đám người này người không phạm ta ta không phạm người. Coi như lúc này ở trên cái biển lớn rộng vô tận này đôi lúc lục thiếu du cũng có thể nhìn thấy được một ít người. Chỉ là đám thanh niên kia lúc này đã siêu siêu vẹo, muốn bước về phía trước một bước dường như cũng phải dùng hết sức bình sinh, khuôn mặt đỏ gai, không ngừng thở hổn hển Su su. Đến tầng thứ 9 coi như có thể tiến lên cũng không có ai muốn rời khỏi, nói không chừng nếu, như chống đỡ thêm một chút, là có hy vọng tiến vào trong mười danh ngạch kia. Mà những người này nhìn thấy lục thiếu du xài bước đi về phía trước, có vẻ không chút bận tâm về áp lực trong không gian này vẻ mặt đám người này vô cùng đặc sắc ầm ầm thanh âm trầm thấp bạo liệt từ phía trước truyền tới một cơn sóng cực lớn đang lan tràn ra chung quanh lúc này có một đạo thân ảnh đang đứng trong sóng to gió lớn trong thân thể dường như có một cỗ lực lượng mạnh mẽ không ngừng tản ra khiến cho gợn sóng trong không gian vặn vẹo biến hình phá thân ảnh gầy gò này quát lên một tiếng trầm thấp tay đánh ra mấy đạo trưởng ấn giống như bài sơn hải đảo về phía trước ầm 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 dưới tiếng nổ vang trầm thấp, sóng to gió lớn trực tiếp bị đánh nát. Thái A, thân ảnh Lục Thiếu Du đáp xuống bên người Thái A, không ngờ hắn lại gặp Thái A ở nơi này, mà Thái A lại đi nhanh hơn hắn. "Sư phụ." Thái A quay đầu lại, cũng có chút kinh ngạc nói. "Có nhìn thấy mọi người hay không?" Lục Thiếu Du hỏi. Thái A nói, "Đệ tử không nhìn thấy đám người Kim Viên sư thúc, người có thể đi tới nơi này cũng đã ít dần. Hy vọng bọn họ có thể trụ lại được." chúng ta tiếp tục đi thôi, đi tới tầng thứ 10 rồi nói sau. Lục Thiếu Du nói, nếu như muốn là một trong 10 người cuối cùng, có lẽ đi tới tầng thứ 10 mới có cơ hội lớn hơn một chút. Ở trong tầng thứ 9 này, có lẽ hy vọng sẽ không quá lớn. Hai người tiếp tục đi về phía trước, chung quanh càng ngày càng không có lấy một bóng người. Bên trong có áp lực đè nặng linh hồn, không những vậy trong không gian này còn có một cỗ lực cản cực lớn cùng với năng lượng áo nghĩa thuộc tính thủy trong tầng thứ chi này, khiến cho người ta càng ngày càng gian nan tiến về phía trước khạc khạc vốn ta nghĩ các ngươi không thể nào đi tới được nơi này như vậy đã là coi trọng các ngươi ta định sau khi ra ngoài sẽ thu thập các ngươi thế nhưng không ngờ các ngươi lại tới được đây trong hải vực vô tận dưới sóng to gió lớn đột nhiên vang lên một đạo thanh âm quen thuộc dứt lời trước hải vực bao la phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh đạp không mà đứng khuôn mặt âm trầm hai mắt mang theo vẻ âm tàn kiêu ngạo hoài linh hổ ánh mắt lục thiếu du nhảy lên người phía trước này không phải là ai khác mà chính là hoài linh hồ sao nào một mình ngươi muốn đối phó với chúng ta lục thiếu du nhìn hoài linh hồ lạnh nhạt hỏi trong tâm thần dò xét của hắn ở phạm vi hải vực chung quanh cũng chỉ có một mình hoài linh hồ mà thôi đối với các ngươi ta chỉ cần dùng một chân dám chơi ta như vậy các ngươi nhất định sẽ phải trả một cái giá cực đắt hoài linh hồ lạnh lùng quát một tiếng sau đó nhìn hai người lục thiếu du và thái a nụ cười âm trầm nói chỉ bằng các ngươi cũng tới tham gia vạn thế đối quyết thực sự quá nực cười có thể chết trong tay ta coi như là tạo hóa của các ngươi trước khi đánh chết các ngươi ta cũng cho các ngươi biết rõ coi như các ngươi có thể tới tầng thứ 9 này thế nhưng ở trước mặt ta các ngươi không là cái gì cả ầm ầm khi hoài linh hồ vừa mới dứt lời không gian chung quanh đột nhiên run lên một cỗ khí tức bảng bọc phô thiên cái địa tuôn ra cả không trung ầm ầm run rẩy khí tức đại đạo cảnh sơ dài đột nhiên lan tràn ra bên ngoài oanh không có một chút chậm trễ nào hoài linh hồ khẽ đạp mạnh hư không hải vực phía dưới vốn đã cuồn cuộn lập tức liên tiếp nổ tung lập tức hóa thành một đạo quang ảnh giống như tia chớp bán về phía trước bên trong mơ hồ ẩn chứa năng lượng thuộc tính thủy bàng bạc đáng sợ tựa như khiến cho cả hải vực run rẩy trong lúc mơ hồ còn xen lẫn khí tức linh hồn áo nghĩa linh hồn tu luyện giả áo nghĩa thuộc tính thủy lục thiếu du khẽ nhíu mày khó trách hoài linh hồ lại lựa chọn động thủ ở nơi này hóa ra là tu luyện giả áo nghĩa thuộc tính thủy sợ rằng hắn đã ở nơi này không ít. Sư, trong chớp mắt ngắn ngủi, thân ảnh Hoài Linh Hồ nhanh chóng tới trước mặt Lục Thiếu Du và Thái A, một đạo quyền ấn nhanh chóng hội tụ, quyền ấn hội tụ tất cả sóng to gió lớn dưới hải vực, sau đó ầm ầm phóng về phía hai người Lục Thiếu Du. Mới chỉ là đại đạo cảnh sơ giai mà thôi, cũng dám tới chặn đường. Ánh mắt Thái A run lên, trong thân thể gầy gò đột nhiên có nguyên lực phô thiên cái địa tuôn ra, bên trong còn có một cỗ linh hồ nực nóng bỏng một đạo quyền ấn nhanh chóng được ngưng tụ rồi đánh về phía trước không gian chung quanh quyền ấn rung động hai đạo quyền ấn mang theo năng lượng thiên địa bàng bạc lập tức va chạm vào nhau trong gợn sóng ở không gian chung quanh vang lên tiếp xé gió ẩm ẩm không gian chung quanh dưới công kích khủng bố bực này lập tức run rẩy kịch liệt phanh quyền ấn va chạm đạo quyền ấn do hoài linh hồ ngưng tụ dễ dành bị đánh nát hóa thành sóng nước ngập trời chút xuống hải vực phía dưới dư âm kình khí khủng bố còn lại nhanh chóng lan tràn trực tiếp tạo ra những vết nứt đen kịt trong không gian quang mang đen kịt lóe lên vết nứt lập tức xác nhập lại như cũ phụt khi kinh khí đáng sợ bằng năng lượng lan tràn ra chung quanh thân ảnh thái a không có một chút chấn động nào thế nhưng thân thể hoài linh hổ lại bay ngược về phía sau miệng phun ra máu tươi không ngờ người lại là khi hoài linh hổ ổn định thân thể sắc mặt đã trắng bệch vẻ kiêu ngạo trong mắt lúc này đã chuyển thành hoảng sợ người có thể dùng một chiêu đánh hắn trọng thương thực lực không cần phải nói từ thực lực của đối phương vừa rồi ít nhất đã tới đại đạo cảnh cao dài so với đối phương mà nói quả thực hắn không chịu nổi một kích đến thời điểm này hoài linh Hổ mới biết được lần này rốt cuộc hắn đã chọc vào người nào khó trách đối phương hoàn toàn không để hắn vào trong mắt đây là người tự mình dẫn sát tới đó nha trước người hoài linh Hổ gợn sóng trong không gian lóe lên đột nhiên lan tràn ra chung quanh không gian chung quanh vặn vẹo trong nháy mắt thân ảnh lục thiếu du đã xuất hiện trước người hắn năm ngón tay tạo thành trào năm đạo trào ấn xẹt qua không gian dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi lướt về phía trước sư trào ấn đánh xuống hoài linh hồ muốn chạy trốn thì đã phát hiện ra không gian chung quanh đã sớm cứng lại hắn không thể nào dãy giụa tốc độ của đạo trào ấn này thực sự đã nhanh tới mức tận cùng trong chớp mắt ngắn ngủi trào ấn trong tay lục thiếu du trực tiếp xé rách không khí bên trong sen lẫn một cỗ linh hồn lực kinh khủng trong sát na trực tiếp đánh văng gợn sóng trong không gian năng lượng tạo thành vòng tròn lan tràn lập tức đánh vào trên người hoài linh hổ suy suy đạo trào ấn đánh xuống hoài linh hổ trực tiếp bị cấm chế trong mắt lúc này còn tràn ngập vẻ kinh hãi hoảng sợ thái a trên người hoài linh hổ này có áo nghĩa linh hồn bổn nguyên thì triển hỗn độn xương linh quyết thôn phệ nó đi lục thiếu du trực tiếp ném hoài linh hổ đã bị cấm chế cho thái a đây là lần đầu tiên thái a trực tiếp thôn phệ cho nên lục thiếu du đành phải cấm chế hoài linh hổ này tránh cho xuất hiện việc gì ngoài ý muốn phần áo nghĩa linh hồn bổn nguyên đấu giá buổi tối ngày hôm qua trong thải vân thương hội vốn lục thiếu du định mua cho thái a thái a tu luyện áo nghĩa linh hồn thế nhưng trên người cũng không có áo nghĩa linh hồn bổn nguyên muốn tự mình lĩnh ngộ ra sợ rằng cũng không dễ áo nghĩa linh hồn bổn nguyên của một thế giới đã sớm bị người khác lĩnh ngộ ra cho nên nếu như muốn lĩnh ngộ ra áo nghĩa linh hồn bổn nguyên không dễ cho nên lục thiếu du cũng chỉ có thể chuẩn bị để cho thái a luyện hóa một phần áo nghĩa linh hồn bổn nguyên mà thôi lục thiếu du thật không ngờ buổi tối hôm qua hắn lại gặp hoài linh hồ kết quả áo nghĩa linh hồn không có lấy được vốn đối với lục thiếu du mà nói năm vạn ức tinh thạch thế giới trung phẩm cùng với hai vạn ức cũng không có gì khác nhau quá lớn hiện tại tổng thể phi linh thương hội cũng không có như lúc trước lục thiếu du không mua một phần là bởi vì cũng không muốn vì vậy mà để cho thải vân thương hội chiếm tiện nghi để cho thải vân thương hội làm ngựa ông đắc lợi thứ hai lục thiếu du cũng đã sớm biết rõ trên người hoài linh hồ cũng có áo nghĩa linh hồn bồn nguyên đã bị luyện hóa dùng tính cách của hoài linh hồ này sợ rằng tuyệt đối sẽ không bao giờ không tới tìm hắn gây phiền toái bởi vậy một màn này trong trấn thế tháp lục thiếu du đã sớm biết so với việc đấu giá tranh đoạt áo nghĩa linh hồn còn không bằng trực tiếp thôn phệ tốt hơn nhiều kết thúc tập này ở đây nha mọi người